Diệp Quân dẫn theo một nhóm cường giả nhà họ Thiên đuổi theo nhưng không kịp, Diệp Quân dừng lại, những cường giả ở bên cạnh hắn vẫn đang phấn khởi vô cùng, máu nóng sôi sục toàn thân. Bọn họ không ngờ rằng mình lại đánh thắng. Hơn nữa còn giết được vài tên cường giả cảnh giới giới ngoại cùng với mấy trăm cường giả phá hư. Trên gương mặt tuyệt trần của Thiên Liên cũng lộ ra vài phần hưng phấn, cô ta quay đầu nhìn Diệp Quân, mà lúc này Diệp Quân đã ngã khuỵu xuống. Thiên Liên sửng sốt, vội vàng đến đỡ Diệp Quân đột nhiên phun ra một búng máu tươi, bắn tung tóe lên ngực cô ta, không chỉ thế, thân thể của hắn còn đang bắt đầu rạn nứt. Như chủ nhân Bút Đại Đạo từng nói, thân thể cùng thần hồn bây giờ của hắn khó có thể chịu đựng được nhiều sức mạnh của hư chân linh như vậy, ban nãy hắn đã như nỏ hết đà. Bây giờ đế quốc đã rút lui hết, hắn không còn cầm cự được nữa. Ở bên, Thiên Diêm vội vàng nói, đưa hắn về. Dứt lời, mọi người vội vàng đưa Diệp Quân trở lại trong thiên vực. Diệp Quân nằm lên giường, trên người hắn tỏa ra ánh sáng xanh biếc nhàn nhạt, đó là nhờ thần liên đang chữa thương cho hắn. May mà có thần liên, nếu không thì hắn căn bản không thể chống chọi lâu được như vậy. Thiên Diêm nhìn Diệp Quân trước mặt, nghiêm mặt nói, hắn đã gánh vác quá sức. Thiên Liên gật đầu, hắn mạnh lên quá không bình thường. Thiên Diêm nói, lấy thêm một đóa thần liên đến. Vừa dứt lời, một trưởng lão đã chạy ra ngoài, chỉ chốc lát, ông ta đã cầm một đóa thần liên trở về. Lần này, không có ai phản đối nữa. Sau khi cho Diệp Quân ăn thần liên, thân thể hắn bắt đầu từ từ hồi phục, hơi thở cũng dần bình tĩnh lại. Thấy thế, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thiên Diêm nói, Thiên Liên, ngươi ở lại đây chăm sóc tộc trưởng, còn lại theo ta canh gác. Mọi người rời đi, trong điện chỉ còn lại Diệp Quân và Thiên Liên. Qua một lúc lâu, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, hắn vừa định ngồi dậy thì phát hiện toàn thân không có chút sức lực nào. Thiên Liên vội vàng nâng hắn dậy. Diệp Quân liếc mắt nhìn thân thể mình rồi cười khổ, bây giờ hắn mềm oặt như bùn nhão, không có lấy được chút sức lực nào. Hậu quả quá lớn. Đúng là quá tiêu hao thân thể. Thiên Liên nói, ngươi nghỉ ngơi cho tốt vào. Diệp Quân nói, đám người đế quốc đã bỏ chạy hết rồi à? Thiên Liên gật đầu, trong thời gian ngắn bọn họ không dám đến nữa đâu. Diệp Quân chỉ lắc đầu, bình thường là thế, nhưng chủ nhân Bút Đại Đạo kia không làm theo lẽ thường đâu. Thiên Liên nói, đại trưởng lão đã dẫn người đi canh chừng. Diệp Quân gật gật đầu, nói chung không thể xem thường, ta phải nhanh chóng chữa thương. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Thiên Liên, người sau nói, ta dẫn người đến một chỗ. Diệp Quân gật đầu, được. Chẳng mấy chốc, Thiên Liên đã dẫn Diệp Quân lên một đỉnh núi, trên núi đá tảng lởm chởm, muôn hoa đua nở, một mặt vách núi còn có thác nước kỳ lạ, chảy ra thứ nước màu đỏ nhạt. Thiên Liên nói, đây là suối thánh của thiên tộc ta, phía dưới có một tòa linh mạch, ngoại trừ có thể chữa thương, còn có thể tăng cường tu vi. Diệp Quân gật gật đầu, được. Nói rồi, hắn đi đến trước dòng suối, rồi quay đầu nhìn Thiên Liên, cô ta tất nhiên hiểu ý hắn nên xoay người lại, nhưng không rời đi, bây giờ ngươi quá yếu ớt, ta phải ở bên cạnh ngươi. Diệp Quân không nói gì thêm, hắn hơi suy nghĩ, quần áo trên người đã biến mất hết. Hắn bước vào trong dòng suối, vừa chạm vào nước đã cảm giác được toàn thân ấm áp, ngay sau đó, như thể có vô số dòng khí lưu tràn vào trong cơ thể hắn. Bên trong cơ thể như có hàng nghìn cơn sóng cuộn trào. Nơi sóng vỗ vào đều khiến hắn thư thái thoải mái. Trong cơ thể hắn đã có sẵn hai đóa thần liên, lúc này lại được suối thánh tẩm bổ, nên vết thương đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng thần hồn thì chậm hơn một chút, lúc trước hắn không chỉ tổn thương thân thể, mà còn tổn thương cả thần hồn. Nếu Thái Cổ Kình nghe lời chủ nhân Bút Đại Đạo thì hắn đã không có phần thắng. Cách đó không xa, Thiên Liên đột nhiên nói, ta nghe Vưu Liêm nói người tới đây để tranh giành đại đạo với chủ nhân Bút Đại Đạo. Diệp Quân đáp, ừ. Thiên Liên nói, tại sao lại chọn nơi này? Diệp Quân nhìn về phía Thiên Liên, Liên cô nương, rất xin lỗi, đây không phải là vấn đề ta có thể quyết định được. Hắn biết nếu hắn và chủ nhân Bút Đại Đạo không đến nơi này thì nhà họ Thiên và đế quốc vẫn ngang tài ngang sức như khi trước, là do hắn và chủ nhân Bút Đại Đạo đến đây phá vỡ cân bằng trật tự của họ. Thiên Liên khẽ lắc đầu, ta không có ý trách ngươi, chỉ là tò mò thôi. Diệp Quân không nói gì thêm, chuyên tâm chữa thương, bởi vì hắn biết tên chó chủ nhân Bút Đại Đạo kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Hơn nữa,
ban nãy khi hắn định giết chủ nhân bút đại đạo thì phát hiện ra thực lực của tên này cũng có chút bất thường. Hắn vẫn chưa dám chắc thực lực của đối phương đã khôi phục chưa hay chỉ là mới tăng cường thôi. Mặc dù đối phương bảo sức mạnh đạo pháp đã bị cha hắn phong ấn, nhưng hắn có thể tu luyện lại từ đầu thì sao ông ta lại không thể. Bây giờ hắn không biết chính xác đối phương đã khôi phục lại được bao nhiêu. Nói chung là không thể khinh thường. Diệp Quân thôi không nghĩ nữa, bắt đầu tập tủng chữa thương. Một bên khác, trong một vùng sao trời, Cơ Chiến ngồi xếp bằng trên mặt đất, ông ta đang chữa thương, chiêu kiếm khi đó của Diệp Quân suýt nữa đã phế được ông ta. Bên cạnh ông ta là chủ nhân bút đại đạo. Qua một hồi sau, Cơ Chiến chậm rãi mở mắt ra, quanh người ông ta là những dòng khí lưu màu vàng đang tràn vào cơ thể. Cơ Chiến bình tĩnh vô cảm. Lần này bị một kiếm của Diệp Quân suýt nữa đánh cho tàn phế, đối với ông ta mà nói là một chuyện vô cùng nhục nhã. Sâu trong con người ông ta ánh lên một tia quyết tuyệt, như đã quyết tâm việc gì đó. Ông ta cất giấu cảm xúc trong mắt đi, sau đó quay sang nhìn chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo nói, đó là hư chân linh, chắc huynh cũng không xa lạ gì, đó là sinh linh ở điểm giao hư chân, sau khi các huynh đạt đến cảnh giới giới ngoại thì có thể cảm nhận được nó. Cơ Chiến vô cảm hỏi, tại sao hư chân linh kia lại giúp hắn? Nghe thế, sắc mặt chủ nhân bút đại đạo trầm xuống. Mẹ kiếp! Tại sao hư chân linh lại giúp đỡ tên khốn kia? Chắc chắn là do tên khốn đó đã mượn sức mạnh của người trong nhà, nếu không thì đám hư chân linh cao ngạo kia không thể giúp đỡ hắn được. Nhưng ông ta không có chứng cứ. Hơn nữa tên chó chết đó đúng là không hề gọi người. Chơi lách luật đúng không? Cơ Chiến nhíu chặt mày lại, không thể không nói thực lực của Diệp Quân lần này đã khiến ông ta rất bất ngờ. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, thật ra lúc đó hắn đã như cung dương hết đà rồi, nếu khi đó chúng ta đồng tâm hiệp lực thì bây giờ nhà họ Thiên đã bị diệt. Nói rồi, ông ta khẽ thở dài, thật sự có chút đáng tiếc. Cơ Chiến lắc đầu, cho dù là di tộc Thái Cổ, chủ tộc hay ô tộc, tuy bọn họ hợp tác với đế quốc ta nhưng luôn có ý đồ của mưu lược riêng. Bọn họ sẽ không thật sự liều mạng. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, nhưng bọn họ có biết càng như thế thì càng gần với diệt vong không? Cơ Chiến nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, bây giờ huynh có tính toán gì? Chủ nhân bút đại đạo trầm mặc một lát rồi nói, tập hợp lại, đánh lại một lần. Cơ Chiến không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo liếc mắt nhìn ông ta, tốc độ nâng cao tu vi của tên khốn đó vô cùng phi thường. Nếu cho hắn thêm thời gian thì huynh có tin hắn có thể giết cảnh giới giới ngoại chỉ trong một cái chớp mắt không? Cơ Chiến trầm mặc, nhưng sắc mặt đã vô cùng khó coi. Tốc độ phát triển thực lực của Diệp Quân quả thật quá mức biến thái. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Cơ Chiến, lần chiến đấu này đế quốc tuyệt không được lưu thủ, nhất định phải dùng hết tất cả các lá bài tẩy. Cơ Chiến nói, phải khiến di tộc Thái Cổ tham chiến cùng. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, tất nhiên. Cơ Chiến nói, người đâu, cho mời ba vị tộc trưởng đến. Chẳng mấy chốc, tộc trưởng của di tộc Thái Cổ, chủ tộc và ô tộc đã có mặt. Sắc mặt của ai nấy đều khó coi. Chủ nhân bút đại đạo liếc mắt nhìn Thái Cổ Kình, không nói gì. Cơ Chiến nói, tốc độ phát triển của Diệp Quân quá kinh khủng, nếu cho hắn thêm thời gian thì còn ai trong vũ trụ này là đối thủ của hắn được. Mọi người trầm mặc. Cơ Chiến nói, một câu thôi, giết hay không? Nếu không giết thì mọi người ai về nhà nấy, sau đó chờ Diệp Quân trỗi dậy. Thái Cổ Kình đột nhiên nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, đạo huynh, ta hỏi huynh một câu, mong huynh trả lời thành thật. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, hỏi đi. Thái Cổ Kình hỏi, người phía sau Diệp Quân rốt cuộc có thực lực thế nào? Chủ nhân bút đại đạo không chút suy nghĩ đã trả lời, còn có thực lực thế nào nữa? Chẳng qua chỉ là một đại kiếm tiên bị thương thôi. Đại kiếm tiên. Nghe chủ nhân bút đại đạo nói như thế, mọi người đều nhíu mày lại. Thái Cổ Kình nhìn chằm chằm vào chủ nhân bút đại đạo, không nói gì. Tất nhiên là bọn họ không tin. Thiên tài như Diệp Quân chắc chắn không phải là người mà những thế lực gia tộc bình thường có thể bồi dưỡng ra được, trẻ tuổi như vậy đã có sức chiến đấu khủng khiếp, quá bất hợp lý. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, người phía sau hắn cũng chỉ là cảnh giới giới ngoại mà thôi. Tất nhiên có mạnh hơn cảnh giới giới ngoại bình thường một chút. Tất nhiên ông ta sẽ không nói thật. Đùa à, nói thật rồi thì đám người này có quyết đi liều mạng nữa không? Mạnh hơn cường giả cảnh giới giới ngoại bình thường một chút.
Thái Cổ Kình nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, vẫn thấy không đáng tin, ông ta thô kệch, nhưng không ngu ngốc. Chủ nhân bút đại đạo lạnh lùng nói, sao nào, mọi người nghĩ người nhà hắn trên cả cảnh giới giới ngoại. Dùng não suy nghĩ đi, nếu người nhà hắn mạnh như vậy thì còn phải ở đây đùa nghịch với các người à? Hắn gọi người nhà đến búng tay một cái là xong hết. Mọi người nghe ông ta nói như thế thì đều ngẫm lại, hình như cũng đúng, nếu người nhà Diệp Quân thật sự vượt qua cả cảnh giới giới ngoại thì hắn còn ở đây giằng co với họ làm gì? Vậy không hợp lẽ thường. Chủ nhân bút đại đạo nói tiếp, vấn đề bây giờ là nếu các huynh không mau giết hắn thì mọi người có tin là chẳng bao lâu sau, hắn sẽ dẫn quân giết sạch vũ trụ này không? Đừng nghi ngờ, ta rất hiểu tên này, bây giờ hắn đã chọn chơi chiêu mặt dày rồi, chiêu này phải nói là vô địch. Thái Cổ Kình nói, đạo huynh, chúng ta đều hiểu điều này, nhưng huynh có thể ra sức giúp một chút được không? Chủ nhân bút đại đạo có chút nổi đoá, ta mà không ra sức hả? Trận pháp thiên vực đó là ta phá hay huynh phá? Thái Cổ Kình trầm giọng nói, ý của ta là huynh cũng nên ra tay. Chủ nhân bút đại đạo cười khẩy nói, muốn được lợi mà không muốn liều mạng, di tộc thái cổ của ngươi cũng đến vậy thôi. Thái Cổ Kình bỗng nổi giận, chó đại đạo, đừng có vênh mặt. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên phất tay áo lên. Thái Cổ Kình biến sắc, đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Thái Cổ Kình lập tức bị một luồng sức mạnh đáng sợ đánh bay ra hơn mấy vạn trượng, ông ta vừa dừng lại thì mảnh tinh không phía sau đã lập tức bị hủy diệt. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Cơ Chiến quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, cũng có chút khiếp sợ. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Thái Cổ Kình, ánh mắt lạnh lùng, ông đây định đối xử hòa nhã tử tế với ngươi, nhưng bây giờ xem ra không được rồi, thứ tạp chủng không biết trời cao đất rộng, chó đại đạo à. Mẹ nó ngươi là thằng khốn đó hay gì? Dứt lời, ông ta chợt vọt lên, lập tức, trong thiên địa bỗng ngưng hiện ra một phù văn vạn thiên đạo pháp. Sắc mặt Thái Cổ Kình lập tức tái đi, ông ta siết chặt nắm tay phải lại, sau đó dùng sức đấm mạnh về phía trước, nhưng sức mạnh của ông ta căn bản không thể so được với của chủ nhân bút đại đạo, trong nháy mắt va chạm với luồng khí thế khổng lồ kia, ông ta đã bị đánh bật ra ngoài. Ông ta vừa dừng lại thì thân thể đã nứt toác. Máu tươi chảy ròng ròng. Mọi người đều ngẩn ra. Nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo còn muốn ra tay, Cơ Chiến ở bên vội ngăn, đạo huynh. Chủ nhân bút đại đạo ngừng lại, ông ta thản nhiên nhìn Thái Cổ Kình vẫn còn đang chấn kinh ở phía xa, thứ gì đâu không, người thật sự nghĩ ông đây là thằng đầu đường xó chợ à. Thái Cổ Kình khiếp sợ nhìn chủ nhân bút đại đạo, vốn dĩ ông ta tưởng người này như quan văn, không ngờ thực lực lại khủng bố như thế. Thì ra tên này vẫn luôn giả heo ăn hổ. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Thái Cổ Kình, lần này ông ta thật sự đã nổi sát tâm, nhưng vẫn không ra tay. Ông ta rất tỉnh táo, kẻ thù của mình là tên khốn kia, không phải người này. Trước mắt ông ta vẫn cần di tộc Thái Cổ trợ giúp. Cơ Chiến nhìn về phía Thái Cổ Kình, Kình tộc trưởng, đạo huynh không phải là kẻ địch của chúng ta, huynh cần gì phải đối chọi gay gắt với huynh ấy. Thái Cổ Kình hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, thi lễ, đạo huynh, vừa rồi là do ta đắc tội, xin hãy tha lỗi. Ông ta cũng biết, kẻ địch hiện tại là Diệp Quân chứ không phải chủ nhân bút đại đạo. Nếu đối phương không có thực lực thì mặc sức chèn ép ức hiếp, nhưng đối phương thật sự có thực lực thì phải sống hòa thuận thôi. Nam tử Hán đại trượng phu, cầm được thì buông được. Chủ nhân bút đại đạo thản nhiên nhìn ông ta một cái, không nói gì. Việc này cũng coi như là tạm cho qua. Cơ Chiến liếc mắt nhìn chủ nhân bút đại đạo, sau đó nói, chư vị, lần này nếu chúng ta đã quyết ra tay thì không thể lưu thủ được nữa, nhất định phải giải quyết cho bằng được Diệp Quân cùng nhà họ Thiên, không để bọn họ có thêm bất kỳ cơ hội nào. Thái Cổ Kình trầm giọng nói, ý của Chiến huynh là, dốc hết toàn lực. Cơ Chiến gật đầu, không thể giữ sức được nữa. Đám người Thái Cổ Kình đều im lặng. Tất nhiên bọn họ ai cũng có lá bài tẩy cuối cùng, mà lá bài này trừ khi là vô cùng bất đắc dĩ ra thì sẽ không dễ gì động đến. Cơ Chiến nói, còn một điều nữa, mọi người phải hiểu nếu chúng ta không đồng lòng thì thứ đợi chúng ta ở phía trước chính là cái chết. Tộc trưởng tộc khẽ gật đầu, đó là điều đương nhiên, lần này nhất định phải tiêu diệt cho bằng được nhà họ Thiên và Diệp Quân. Có điều, thực lực của Diệp Quân. Nói đoạn, vẻ mặt ông ta lộ ra sự khó xử. Mọi người nghe vậy cũng có vẻ mặt khó coi, thực lực của Diệp Quân đúng thật là quá biến thái, bây giờ có là 6,
bảy cường giả cảnh giới giới ngoại cũng không phải đối thủ của hắn nữa. Cơ Chiến vốn định đứng ra, nhưng suy nghĩ lại thì không làm vậy nữa, mà ông ta chỉ quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo ở cách đó không xa. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, các người đừng nhìn ta, thực lực bây giờ của ta cũng không thể ngăn được hắn. Diệp Quân có mười mấy hư chân linh giúp đỡ, sức chiến đấu tăng vọt đến mức không thể tưởng tượng được, trừ khi ông ta hoàn toàn khôi phục thực lực, bằng không cũng chẳng thể làm gì được hắn. Cơ Chiến trầm giọng nói, vậy thì cản hắn thôi. Tộc trưởng tộc gật đầu, đúng, chỉ cần ngăn cản thôi, người này có hư chân linh giúp đỡ, thực lực trong thời gian ngắn sẽ vô cùng khủng bố, nhưng chỉ là trong thời gian ngắn thôi. Bởi vì hắn phải tiêu hao thân thể cùng thần hồn của mình, dần ra, không cần chúng ta ra tay thì hắn cũng sẽ tự xong đời. Nhưng vấn đề là chúng ta phải làm sao để ngăn cản hắn. Cơ Chiến nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, đạo huynh có biện pháp gì không? Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo trầm mặc một lát rồi nói, các ngươi phối hợp với ta bố trí một trận pháp, để ta ở lại cản hắn, các ngươi đối phó với nhà họ Thiên. Cơ Chiến đáp ngay, được. Chủ nhân bút đại đạo nói, ta cần một lượng lớn đá tinh linh, còn nữa, phải có hơn 30 cường giả cảnh giới ngoại giúp ta. Cơ Chiến nói, không thành vấn đề. Chủ nhân bút đại đạo nói, bây giờ làm liền đi. Ông ta biết không thể cho Diệp Quân có thêm bất kỳ thời gian và cơ hội nào, bây giờ ông ta đã thấy hơi kiêng dè tên khốn kiếp kia rồi, bởi vì ông ta không biết tên khốn kia còn có thể làm ra chuyện gì khác người nữa, nhất là khi tên khốn kia hình như đã quyết tâm mặt dày đến cùng. Chẳng mấy chốc mười mấy cường giả cảnh giới ngoại đã đến trước mặt chủ nhân bút đại đạo, nghe ông ta phân phó. Chủ nhân bút đại đạo nhìn nhóm người trước mặt, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu lần này không thể tiêu diệt được bọn họ thì chúng ta sẽ hoàn toàn hết cơ hội. Bởi vậy, lần này ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết đồng lòng, đừng tính toán lặt vặt nữa. Nói rồi, ánh mắt ông ta lia thẳng qua Thái Cổ Kình. Thái Cổ Kình trầm giọng nói, đạo huynh yên tâm, lần này chúng ta quyết tiêu diệt nhà họ Thiên và Diệp Quân cho bằng được. Nói đến đây, ông ta dừng lại một rồi mới tiếp lời, nhưng đạo huynh phải ngăn được tên Diệp Quân kia. Ông ta thật sự sợ Diệp Quân sẽ điên cuồng nhắm vào di tộc Thái Cổ, bởi vì Diệp Quân bây giờ đã có sức mạnh quá mức khủng bố. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, yên tâm, ta sẽ ngăn cản hắn. Thái Cổ Kình gật gật đầu, đạo huynh yên tâm, chỉ cần huynh có thể ngăn cản được Diệp Quân thì di tộc Thái Cổ nhất định sẽ không lùi bước. Hai tộc trưởng Trục tộc và Ô tộc ở bên cũng gật đầu. Tất nhiên bọn họ cũng rõ được thiệt hơn trong chuyện này. Nếu lần này không giải quyết triệt để nhà họ Thiên và Diệp Quân thì sau này nếu Diệp Quân khôi phục nguyên khí, khi đó bọn họ ắt sẽ bị trả thù gấp bội, ai có thể chịu được sự trả thù của nhà họ Thiên và Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo nhìn mọi người một chút, không nói gì thêm, ban đầu ông ta còn thấy rất ung dung, nhưng bây giờ đã có chút lo lắng. Bởi vì ông ta không biết rốt cuộc Diệp Quân đã dùng cách gì để nhận được sự trợ giúp từ đám hư chân linh kia. Tên kia làm thế nào? Quảng thần giới ngoại, lúc này quảng thần giới ngoại đã hoàn toàn bị đế quốc chiếm lĩnh, không có bóng dáng của cường giả nhà họ Thiên. Cơ Chiến đột nhiên đi tới nơi này, ông ta phất tay, cường giả đế quốc trấn thủ bốn phía lập tức thối lui. Cơ Chiến đi vào nơi sâu nhất dưới lòng đất trong quặng mỏ, dọc đường đi, vẻ mặt ông ta dần ngưng động lại, bởi vì trên vách tường bốn phía đều phủ kín phù văn đỏ như máu. Ông ta tiếp tục men theo đường nhỏ đi xuống, không biết qua bao lâu. Ông ta đột nhiên dừng lại, phía trước ông ta có một cảnh cửa màu đỏ như máu. Hê hê! Sâu ở bên trong đột nhiên có một tiếng cười quái dị vang lên, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Cơ Chiến nhìn cánh cửa máu kia, vẻ mặt đề phòng. Bên trong lại có một giọng nói truyền đến, nghĩ xong chưa? Cơ Chiến nói, người biết chủ nhân bút đại đạo không? Giọng nói kia đột nhiên bật cười, tên lưu manh đó. Ha ha, sao? Ông ta cũng đang ở vùng vũ trụ này. Cơ Chiến nói, đúng, đang tranh giành đại đạo với một người khác ở đây. Giọng nói kia khinh bỉ, chỉ là bọn sâu bọ thôi. Nếu ta ra ngoài thì giết ông ta dễ như giết gà. Cơ Chiến nhíu mày lại. Giọng nói kia cười gằn, không tin. Dứt lời, một giọt máu đột nhiên bay từ bên trong ra, lơ lửng trước mặt ông ta. Nhìn thấy giọt máu đó, Cơ Chiến lập tức nghiêm mặt lại. Bởi vì cấp bậc của giọt máu này vượt xa ấn đế vương của đế quốc. Cơ Chiến nhìn về phía cửa máu, rốt cuộc ngươi là ai?
giọng nói bên trong cánh cửa nói, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết rằng ngươi gặp được ta chính là cơ duyên lớn nhất đời này của ngươi rồi, ông đây chỉ cần tùy tiện ban cho ngươi chút ân huệ là ngươi đã có thể vượt xa được tổ tiên khai quốc của đế quốc. Cơ Chiến siết chặt tay lại, im lặng một lát rồi nói, chủ nhân bút đại đạo kia. Giọng nói khinh thường, chỉ là run rế thôi, chờ ta ra ngoài thì có thể bóp chết lão chỉ bằng một tay. Cơ Chiến lại nói, còn Diệp Quân nữa, người này chỉ mới thiếu niên đã có thực lực giới ngoại. Ta nghe chủ nhân bút đại đạo nói phía sau hắn còn có một nhà họ Dương. Nhà họ Dương? Giọng nói kia bật cười ha hả, cũng chỉ là hạng run rế thôi. Thiên vực. Lúc này thiên vực vẫn đang trong trạng thái đề phòng cao độ, có điều khác hẳn với lúc trước, hiện giờ bên trong thiên vực, cường giả nhà họ Thiên người nào cũng ngùn ngụt sĩ khí, mà bọn họ cũng hoàn toàn bội phục và kính sợ Diệp Quân từ tận đáy lòng. Chỉ một kiếm mà đã chém bay Cơ Chiến của đế quốc. Thực lực thật đáng sợ. Hiện giờ toàn bộ người của thiên vực cực kỳ tán thưởng Diệp Quân. Vào giờ này khắc này bên trong suối nước nóng, vết thương của Diệp Quân cũng đã khôi phục 7-8 phần. Cả thần hồn cũng vậy. Trong suối nước nóng, hắn chậm rãi mở hai mắt, sau đó hít một hơi thật sâu, xung quanh người hắn có vô số đốm sáng màu xanh lục tỏa ra, điều dưỡng cơ thể hắn. Diệp Quân cúi đầu nhìn thoáng qua cơ thể mình, mỉm cười nói, thần liên và suối nước nóng này thật thần kỳ. Vết thương lúc trước của hắn nếu cứ để bình thường thì ít nhất cũng phải gần tháng mới có thể khôi phục, nhưng giờ chưa đến nửa ngày mà đã hoàn toàn lành lặn. Lúc này, đột nhiên có tiếng thiên liên vang lên từ đằng xa, khỏe rồi à? Diệp Quân gật đầu, hắn ra khỏi suối nước nóng, sau đó mặc một bộ trường bào màu trắng, hắn thử hoạt động một chút, cơ thể đã hồi phục hoàn toàn. Lúc này thiên liên xoay người, cô ta nhìn Diệp Quân, vừa nhận được tin tức, nhóm người chủ nhân bút đại đạo đã đuổi theo đến thiên vực của chúng ta. Diệp Quân nói, chuyện này cũng có thể đoán được. Thiên liên gằn giọng, lúc này bọn họ chắc chắn sẽ không nương tay nữa. Diệp Quân thong thả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nheo mắt lại, vậy cứ đánh một trận quyết định thắng thua. Một trận quyết định thắng thua. Chủ nhân bút đại đạo ngóc đầu trở lại nhanh như vậy, Diệp Quân cũng không hề bất ngờ, bởi vì hắn biết rõ, ông ta chắc chắn sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Diệp Quân nhìn Thiên Liên đứng trước mặt, Thiên Liên cô nương, cô đi thông báo với mọi người trong tộc, cứ bảo giờ là lúc chúng ta quyết chiến một trận với đế quốc. Thiên Liên gật đầu, được. Nói xong, cô ta xoay người rời đi. Sau khi Thiên Liên rời đi, Diệp Quân bước vào điểm giao hư chân, vừa bước vào khu vực thời không này, 12 luồng hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. 12 vị hư chân linh. Lúc trước từng dung hợp với 12 vị hư chân linh, hiện giờ hắn đã hơi quen với những hư chân linh này, không chỉ như thế, hiện giờ hắn cũng càng hiểu rõ điểm giao hư chân này hơn. Nơi này tự hình thành nên một thế giới, có một số sinh linh sống ở đây. Ví dụ như hư chân linh, đương nhiên, cũng không nhiều, mỗi khu vực chỉ có một con, những hư chân linh này được ngưng tụ từ sức mạnh thời không, có thể nói là một thể với điểm giao hư chân này, mà chúng nó cũng bảo vệ nơi đặc biệt này. Cường giả khác thời không khó có thể tiếp xúc với nơi này, nguyên nhân lớn nhất thật ra chính là những hư chân linh này, chúng nó không cho phép người bên ngoài tự tiện đặt chân đến nơi này, chứ đừng nói là điều khiển sức mạnh thời không ở đây. 12 hư chân linh đứng ngay ngắn nơi đó. Chúng nó đều đang nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nói, ân tình tương trợ của các vị, Diệp Quân ta vĩnh viễn không quên. 12 hư chân linh không nói lời nào. Diệp Quân lại nói, người nhà ta cũng sẽ không quên. 12 hư chân linh đồng thời vỗ tay. Nghe bôm bốp giòn tan. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lại, thời không của điểm giao hư chân này là vô cùng vô tận, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối, thật ra hắn muốn thăm dò một lượt. Nói không chừng sẽ có điều gì bất ngờ, bởi vì hắn đã biết nơi này không chỉ có hư chân linh. Có điều hiện giờ hắn không có thời gian. Diệp Quân rời khỏi điểm giao hư chân, hắn đi vào một gian đại điện trước, giờ phút này, cường giả nhà họ Thiên đều đã đứng đầy ở đó. Nhìn thấy Diệp Quân đến, ánh mắt của mọi người trong điện đều đổ dồn về phía hắn, sau đó đồng loạt hành lễ, chào tộc trưởng. Trận chiến lúc trước, Diệp Quân đã được người nhà họ Thiên công nhận. Diệp Quân lập tức đi về phía ghế ngồi của tộc trưởng. Bên cạnh vị trí đó Thiên Liên đang cầm vật báu của nhà họ Thiên, bởi vì cô ta và Diệp Quân ngoài mặt là vợ chồng, hơn nữa lúc trước còn là người thừa kế nhà họ Thiên, bởi vậy, địa vị của cô ta trong gia tộc họ Thiên cũng rất đặc biệt,
có thể nói là nhân vật có thực quyền đứng thứ hai. Diệp Quân ngồi xuống ghế, hắn nhìn tất cả mọi người trong điện, lần này bọn chúng ngóc đầu trở lại, ắt sẽ dốc toàn lực. Nói xong, ánh mắt của hắn dừng ở chỗ Thiên Diêm, trưởng lão Thiên Diêm, ông có biết mấy nhà này có át chủ bài gì không? Thiên Diêm gần giọng nói, linh hồn tổ tiên. Diệp Quân nói, linh hồn tổ tiên. Thiên Diêm gật đầu, có điều chỉ có linh hồn tổ tiên của đế quốc và của di tộc Thái Cổ mới đáng coi trọng, linh hồn tổ tiên của hai nhà khác không mạnh. Diệp Quân nói, linh hồn tổ tiên của đế quốc và của di tộc Thái Cổ chẳng lẽ là cường giả ở bên trên ngoại giới? Thiên Diêm lắc đầu, thế cũng không phải, có điều cường giả ngoại giới cũng chia mạnh yếu, ví dụ như, có một số cường giả ngoại giới xúc chân và cường giả ngoại giới bình thường hoàn toàn khác nhau, mà cường giả ngoại giới xúc chân lại chia làm 9 cấp, cơ chiến của đế quốc thuộc về ngoại giới cấp 3 thật. Diệp Quân nhẹ giọng nói, cấp 3. Bây giờ hắn hơi tò mò người kỳ bí hồi xưa đã đạt đến cấp mấy thật. Thiên Diêm tiếp tục nói, chủ nhân khai quốc của đế quốc và thủy tổ thiên hành của di tộc Thái Cổ có thực lực ít nhất là cấp 5. Sau khi đạt tới cảnh giới ngoại giới, muốn tăng lên được một cảnh giới thì đều cực kỳ khó, nhưng một khi tăng lên được thì thực lực lại có thể tăng rất mạnh, chênh lệch rất rõ ràng với người ở cảnh giới thấp hơn. Diệp Quân nói, bọn họ còn có át chủ bài khác không? Thiên Diêm nói, chuyện này thì không chắc, tuy rằng nhà họ Thiên chúng ta và đế quốc chi luôn đối địch, nhưng đều không đối chọi trực diện, cho nên, không ai biết đối phương còn có át chủ bài khác hay không. Diệp Quân im lặng. Đối với đế quốc và di tộc Thái Cổ này, thật ra hắn cũng không quá lo lắng, đối tượng đáng lo của hắn lúc này chính là chủ nhân bút đại đạo. Tình trạng của người này tuyệt đối là siêu việt so với đế quốc và di tộc Thái Cổ. Chủ nhân bút đại đạo sẽ làm gì tiếp theo? Diệp Quân cũng không biết. Im lặng một lát, Diệp Quân đột nhiên nở nụ cười. Mọi người đều nhìn Diệp Quân, Diệp Quân cười nói, các vị, chúng ta cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy, dù sao lần này, không phải bọn họ chết thì cũng là chúng ta chết, cứ dứt khoát cho xong. Đã đến lúc này, có nghĩ nhiều nữa thì cũng vô nghĩa. Dứt khoát cho xong. Trong điện, tất cả cường giả nhà họ Thiên cũng hăng hái nở nụ cười. Vì đã có trận chiến lúc trước. Bởi vậy mà lần này tất cả cường giả nhà họ Thiên đều sục sôi tinh thần chiến đấu, sẵn sàng ra trận. Sau khi tan họp, Diệp Quân đi ra ngoài, lúc này, Thiên Liên lại bước tới, cô ta đi đến bên cạnh Diệp Quân, sau đó đưa cho Diệp Quân đèn thần trường minh trong tay. Diệp Quân nhìn Thiên Liên, cô ta nói, đây là thần khí tối cao của nhà họ Thiên chúng ta, có tác dụng che chở. Diệp Quân lại lắc đầu. Thiên Liên lại nói, bên trong có một linh hồn tổ tiên của nhà họ Thiên, thời khắc mấu chốt. Diệp Quân nói, cô để lại đi. Thiên Liên nhìn Diệp Quân, không nói lời nào. Diệp Quân mỉm cười nói, bây giờ ta đã không cần dựa vào vật ngoài thân nữa. Thiên Liên nói, ta nghiêm túc đấy. Diệp Quân nói, ta cũng nghiêm túc. Thiên Liên im lặng. Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ngoài điện, tới rồi. Vừa dứt lời, hắn biến mất ở trong điện. Đến khi xuất hiện lần nữa thì đã ở phía chân trời, ngay sau đó, tất cả cường giả nhà họ Thiên cũng theo tới đó. Kẻ thù gặp mặt, nhìn nhau đỏ mắt. Trong mắt cường giả hai bên đều lộ ra sát ý lạnh lẽo. Ánh mắt chủ nhân bút đại đạo dừng lại ở Diệp Quân. Diệp Quân, cậu còn có thể trái ý trời hay sao? Dứt lời, tay phải của ông ta chậm rãi nâng lên, lên. Vừa dứt lời, trong cõi đất trời đột nhiên xuất hiện một quầng sáng khổng lồ. Quầng sáng kia tựa như một chiếc lồng bao phủ lấy toàn bộ thiên vực, quầng sáng loe loé sắc vàng, bên trong có hàng tỷ chuỗi phù văn thần bí bay lơ lửng, những chuỗi phù văn này cũng không phải lộn xộn, không có thứ tự mà là vận hành theo một quỹ đạo nào đó có quy luật rõ ràng, trong lúc vận hành sẽ ngưng tụ ra sức mạnh thần bí lơ lửng giữa tầng không. Lúc trận pháp xuất hiện, mọi người có mặt đều tỏ vẻ nghiêm trọng. Đúng lúc này, một luồng sáng đột nhiên dọi thẳng xuống, trong chớp mắt đã chiếu vào đỉnh đầu Diệp Quân. Hắn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị truyền tống vào ngay chính giữa trận pháp đó, ngay lập tức, trận pháp chấn động mãnh liệt, ngay sau đó từng chuỗi xích sắt xuất hiện khóa chặt Diệp Quân tại chỗ. Thấy Diệp Quân đột nhiên bị nhốt, tất cả cường giả nhà họ Thiên đều biến sắc, Thiên Liên dẫn đầu xòe lòng bàn tay ra, đèn thần trường minh trong tay đột nhiên hóa thành một luồng lửa phóng lên cao, đâm thẳng về phía trận pháp kia. Âm đoàng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trận pháp rung chuyển dữ dội. Giống như một trận động đất lớn, vô số ánh lửa bắn ra từ trên không, quét sạch vạn vật.
Trận pháp kia xuất hiện rất nhiều vết rạn, nhưng chúng đã phục hồi ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Thiên Liên tái đi, cô ta không ngờ rằng thần khí tối cao đèn thần trường minh của nhà họ Thiên lại không thể đả động gì đến trận pháp này. Mà đằng xa, đám người thái cổ kinh của di tộc thái cổ thở hắt ra nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một chuỗi kiếm ngâm đột nhiên vang vọng ra từ sâu trong trận pháp kia, ngay sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Quân vung kiếm chém lên chuỗi xích sắt trước mặt mình. Ầm ầm, một luồng ánh sáng bùng nổ rạch ngang tầng không, cả trận pháp rung lên ầm ầm, có vô số vết rạn xuất hiện nhưng cũng liền lại trong giây lát, cùng lúc đó, từng luồng năng lượng đáng sợ đổ về từ bốn phía, bắt đầu điên cuồng đè ép hắn. Diệp Quân nheo mắt lại, hắn nhìn những phù văn đang chuyển động trước mặt, nhíu chặt mày, đây là trận pháp gì? Ở đằng xa, chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, trận pháp này cho dù cậu dùng sức mạnh của hư chân linh cũng không thể phá được. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía ông ta, không nhiều lời, thẳng tay vung kiếm chém một phát. Phút, một kiếm chém xuống, một luồng ánh sáng dài vạn trượng quét ngang va chạm vào những phù văn chứa đại đạo thần bí. Sức mạnh kiếm đạo khổng lồ điên cuồng làm chấn động cả trận pháp, nhưng lại vẫn không thể phá tan trận pháp, không chỉ như thế, trận pháp lại càng ngày trở nên vững chắc hơn. Thấy vậy, những cường giả nhà họ Thiên đều sầm mặt lại. Diệp Quân lại chém liên tục thêm vài nhát, nhưng trận pháp vẫn không hề hấn gì, không chỉ có thế mà hắn còn phát hiện, sau mỗi nhát kiếm của hắn là trận pháp trở nên mạnh hơn. Không đúng. Diệp Quân sầm mặt, trận pháp này đang hút sức mạnh kiếm đạo của hắn. Nhận ra rồi à? Từ đằng xa, chủ nhân bút đại đạo cười khẩy, Diệp Quân, trận pháp này là vạn đạo phệ linh trận, có thể cắn nuốt 3.000 đại đạo pháp, trong đó hiển nhiên cũng bao gồm kiếm đạo, cậu càng đánh thì trận pháp này càng mạnh. Nào nào, bảo đám hư chân linh đó bám vào người cậu đi. Đây không phải là con át chủ bài lớn nhất của cậu sao? Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo đằng xa, nhếch miệng cười. Ai nói với ông đây là con át chủ bài lớn nhất của ta? Chủ nhân bút đại đạo nghe vậy thì nheo mắt lại. Con át chủ bài. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, cảm thấy hơi bất an, lẽ nào tên này vẫn còn át chủ bài thật sao? Sau đó chủ nhân bút đại đạo lại bật cười, hù dọa ta sao? Nói rồi ông ta quay đầu lại nhìn Cơ Chiến ở cách đó không xa. Cơ Chiến gật đầu, tiến lên một bước, xòe lòng bàn tay ra. Ấn Đế Vương bay lên từ lòng bàn tay, sau khi chạm tới bầu trời, Ấn Đế Vương bỗng tỏa ra hàng vạn tia sáng vàng, mấy vạn tia sáng vàng bỗng tụ lại một chỗ, sau đó ngưng tụ thành một chùm, trong ánh sáng vàng, một luồng khí tức vô cùng mạnh đột nhiên lan xuống từ trên trời như một tấm lưới. Cơ Chiến là người mạnh nhất đế quốc, Ấn Đế Vương là thần vật mạnh nhất trong đế quốc, lúc này con người và thần vật hợp nhất, khí tức uy lực bộc phát ra còn gây khó khăn cho vài cường giả cảnh giới giới ngoại. Lên. Đúng lúc này, giọng của Thiên Liên bên dưới bỗng vang lên, sau đó đèn thần trường minh trong tay phải của cô ta bỗng hóa thành một vệt lửa phóng lên trời, hướng thẳng về phía Cơ Chiến. Thiên Liên dùng hết sức để tấn công, lúc này khí tức toát ra từ ngọn đèn thần trường minh đó cũng đạt đến mức vô cùng đáng sợ. Trận quyết đấu đỉnh cao của hai thần khí lớn. Ầm. Trên bầu trời thiên vực, một tiếng nổ chói tai vang lên. Ngay sau đó vô số ánh lửa và thần quang tỏa ra từ khắp nơi cùng với vô số sóng khí thiêu đốt, Thiên Liên đột nhiên cảm thấy như bị giáng một cú thật mạnh, cả người liên tục lùi về sau cả vạn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng cô ta xuất hiện một vệt máu. Cơ Chiến ở đằng xa lại không hề hấn gì. So với Cơ Chiến, thực lực của Thiên Liên vẫn còn kém xa. Cơ Chiến không tấn công nữa mà quay đầu nhìn về phía tộc trưởng Vũ tộc và tộc trưởng Ô tộc cách đó không xa. Sau khi hai người im lặng một hồi lâu, tộc trưởng Ô tộc bỗng tiến lên một bước, ông ta xòe lòng bàn tay ra, một cây thần màu đen biến thành một tia thần quang rồi chiếu thẳng lên trời. Trong cây thần tối tăm, một hư ảnh chậm rãi bay ra, sau khi hư ảnh đó bay ra ngoài, một luồng khí tức cực mạnh lan tràn ra từ xung quanh. Linh hồn của tiên tổ. Tiên tổ Ô tộc. Tất cả cường giả Ô tộc ở đó đều cung kính chào tiên tổ. Vẻ mặt các cường giả nhà họ Thiên ở đằng xa trở nên nghiêm trọng, họ không ngờ Ô tộc lại vừa đến đã có trận thế lớn như vậy, gọi cả tiên tổ đến. Tiên tổ Ô tộc lướt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn đến chủ nhân bút đại đạo, ánh mắt ông ta hiện lên vẻ ngạc nhiên. Chủ nhân bút đại đạo khẽ cười, không nói gì. Như cảm nhận được gì đó, tiên tổ Ô tộc lại nhìn sang Diệp Quân đang bị vây trong trận pháp.
nhìn thấy Diệp Quân, ánh mắt tiên tổ ô tộc cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Lúc này, tộc trưởng Vũ tộc cách đó không xa xòe tay ra, một tấm lệnh bài bay lên trời, chẳng mấy chốc một hư ảnh được ngưng tụ từ không trung. Tiên tổ Vũ tộc, sắc mặt các cường giả nhà họ Thiên bên dưới đều xa sầm. Họ biết lần này phải liều mạng rồi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Thái Cổ Kình, Thái Cổ Kình im lặng thật lâu, thầm thở dài, mặc dù không muốn động đến con át chủ bài này nhưng ông ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhà họ Thiên chắc chắn sẽ lôi Diệp Quân chết cùng. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra một miếng ngọc bội ra, ngọc bội đó bay lên trời biến thành một tia sáng lơ lửng giữa không trung, sau đó một hư ảnh chậm rãi bước ra. Sau khi hư ảnh bước ra, uy lực khí tức cực kỳ đáng sợ đột nhiên lan ra từ xung quanh, trấn áp mọi thứ. Tiên tổ di tộc Thái Cổ. Năm đó tiên tổ di tộc Thái Cổ này là cấp 5 xúc chân giới ngoại. Cho dù là bây giờ cơ chiến của đế quốc cũng đều không thể so được. Sắc mặt các cường giả ở đó đều trở nên nghiêm trọng, cường giả ở cấp bậc này chưa từng xuất hiện ở vũ trụ này đã nhiều năm nay rồi. Sau khi xuất hiện, tiên tổ di tộc Thái Cổ nhíu mày, quay đầu nhìn chỗ Diệp Quân. Lúc nhìn thấy Diệp Quân, y sửng sốt. Diệp Quân nhìn tiên tổ di tộc Thái Cổ, không nói gì nhưng trong lòng lại dấy lên phòng bị. Nguy hiểm. Đây là cảm giác đầu tiên của y. Tiên tổ di tộc Thái Cổ nhìn Diệp Quân chằm chằm, tu kiếm à? Diệp Quân gật đầu. Tiên tổ di tộc Thái Cổ giơ một ngón tay ra, một tia kiếm y bỗng xuất hiện trên đầu ngón tay ông ta. Chính là kiếm y vô địch của Diệp Quân. Nhìn kiếm ý vô địch trên đầu ngón tay, ánh mắt tiên tổ di tộc Thái Cổ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thái Cổ Kình vội an ủi, sau đó vội vàng, kính chào tiên tổ. Nói rồi cường giả di tộc Thái Cổ đằng sau ông ấy cũng vội vàng hành lễ. Tiên tổ di tộc Thái Cổ phớt lờ tộc người di tộc Thái Cổ mà nhìn chằm chằm Diệp Quân. Các cường giả di tộc Thái Cổ đều cảm thấy khó hiểu. Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày. Tiên tổ di tộc Thái Cổ bỗng quay đầu lại nhìn chủ nhân bút đại đạo, ông ta đánh giá, phân thân. Một phân thân. Vừa nghe nói thế, mọi người đều biến sắc, đều quay đầu lại nhìn chủ nhân bút đại đạo, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Chủ nhân bút đại đạo này thế mà chỉ là một phân thân. Ngay lúc này tiên tổ di tộc Thái Cổ lại nói, sức mạnh của một đạo pháp bị phong ấn. Mọi người lại vô cùng ngạc nhiên. Sức mạnh đạo pháp của tên này đã bị phong ấn rồi sao? Các cường giả nhà họ Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, đương nhiên họ càng cảm thấy sợ hơn, tên này không chỉ là phân thân mà phần lớn khả năng của phân thân cũng bị phong ấn. Vậy bản thể của ông ta khủng khiếp đến mức nào? Nhưng chủ nhân bút đại đạo lại bật cười, không hổ là người đã chạm đến cấp 5, vẫn có mắt nhìn. Tiên tổ di tộc Thái Cổ nhìn chủ nhân bút đại đạo, lại nhìn Diệp Quân bị nhốt lại trong trận pháp ở cách đó không xa, im lặng không nói. Thái Cổ Kình do dự một lúc, sau đó nói, tiên tổ, Diệp Quân này là kẻ thù của tộc ta, mong tiên tổ tiêu diệt hắn giúp cho tộc. Câm miệng, tiên tổ di tộc Thái Cổ bỗng quay đầu lại nhìn Thái Cổ Kình, chỉ nhìn một cái mà Thái Cổ Kình như rơi vào hầm băng. Thái Cổ Kình hơi ngây người. Một cường giả di tộc Thái Cổ ở đằng sau ông ta cũng ngây người, chuyện gì thế này? Tiên tổ di tộc Thái Cổ lại không có giải thích gì, ông ta xoay người nhìn Diệp Quân cách đó không xa. Ngay sau đó xòe tay ra, tung mạnh một quyền. Thấy tiên tổ di tộc Thái Cổ ra tay, Diệp Quân híp mắt lại, vừa định rút kiếm ra, nhưng lúc này hắn đột nhiên sửng sốt, vì sức mạnh của tiên tổ di tộc Thái Cổ không phải đang hướng về phía hắn, mà là trận pháp đó. Cú đấm này như nghiền nát mọi thứ, sức mạnh cực lớn đánh vào trận pháp, sức mạnh đó lập tức đi vào trong trận pháp, tĩnh lặng hồi lâu. Thoáng chốc trận pháp đó bỗng phình to ra. Sau đó mọi người nhìn thấy trận pháp đó bắt đầu bị nghiền nát và bị tiêu diệt từng chút. Phá trận. Hành động này của tiên tổ di tộc Thái Cổ khiến mọi người sững sờ. Đây là đang làm gì thế? Thái Cổ Kình trợn tròn mắt, đầy vẻ khó tin, đây. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm tiên tổ di tộc Thái Cổ, không nói gì. Tiên tổ di tộc Thái Cổ nhìn Diệp Quân, công tử, nhà di tộc Thái Cổ của ta nhỏ. Quả thật không có tư cách can thiệp vào trận chiến giữa hai vị, công tử có thể cho phép di tộc Thái Cổ ta rời đi, không giúp ai được không? Diệp Quân nhìn tiên tổ di tộc Thái Cổ một hồi rồi nói, được. Tiên tổ di tộc Thái Cổ gật đầu, cảm ơn. Nói rồi ông ta lại quay lại nhìn chủ nhân bút đại đạo. Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo hơi khó coi,
nếu ông ta nói không được thì chắc chắn tên này sẽ đánh họ giúp Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo bật cười, không hổ là cường giả cảnh giới cấp 5 xúc chân, lợi hại. Tiên tổ di tộc Thái Cổ nhìn ông ta, không nói gì, đợi câu trả lời. Mặc dù trong lòng chủ nhân bút đại đạo không muốn, cũng chỉ có thể nói, được. Tiên tổ di tộc Thái Cổ gật đầu, cảm ơn. Nói rồi ông ta dẫn tất cả cường giả di tộc Thái Cổ biến mật ở tận chân trời. Tận cuối chân trời, Thái Cổ kình nói, tiên tổ. Ngu ngốc! Tiên tổ di tộc Thái Cổ đột nhiên quay lại và hét lên giận dữ khiến các cường giả di tộc Thái Cổ run lên như một tiếng sấm mùa xuân. Thái Cổ kình run giọng nói, tiên tổ. Tiên tổ di tộc Thái Cổ lạnh lùng quay đầu Thái Cổ kình, tranh giành của hai ngươi cũng là việc di tộc Thái Cổ ta có thể can thiệp. Cái tên ngốc nhà ngươi. Thái Cổ kình. Tiên tổ di tộc Thái Cổ quay đầu lại nhìn thật sâu vào tận cuối tinh hà, từ giờ trở đi, dẫn tộc người của di tộc Thái Cổ tộc rời xa khỏi tinh hà vũ trụ này, đi được bao xa thì đi, đừng quay về nữa. Một cường giả tộc di tộc Thái Cổ cung kính nói, tiên tổ, có phải ngươi biết lai lịch người thứ hai đúng không? Tiên tổ di tộc Thái Cổ lắc đầu, ta không biết. Mọi người đều thấy ngờ vực. Tiên tổ di tộc Thái Cổ nhìn mọi người, lẽ nào các ngươi không nhìn ta hai người họ đều là gian lận sao? Mọi người. Tiên tổ di tộc Thái Cổ lắc đầu, sao ta lại có đám con cháu ngu ngốc như các ngươi vậy chứ? Mọi người. Tiên tổ di tộc Thái Cổ quay đầu lại nhìn hướng thiên vực, khẽ nói, trận chiến ở cấp bậc này không phải là thứ di tộc Thái Cổ chúng ta có thể can thiệp vào. Kể từ giờ phút này, Thái Cổ kình không còn là tộc trưởng di tộc Thái Cổ nữa, sau này sẽ chọn một tộc trưởng khác, sau này nếu trong tộc còn xuất hiện một tộc trưởng ngu ngốc như vậy mà dám gọi ta lần nữa, ta sẽ tự tay dòng dõi của mình. Mọi người. Thiên vực. Hành động của tiên tổ di tộc Thái Cổ ngơ ngác, tất cả mọi người, nhất là Vu tộc và Ô tộc, họ cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng là vị tiên tổ di tộc Thái Cổ đó phát hiện ra điều gì nên mới làm như vậy. Tộc trưởng Ô tộc bỗng nói, Diệp công tử, Ô tộc ta cũng muốn đi, cậu xem. Ông ta không nhìn ra điểm đáng sợ của Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo, nhưng ông ta tin tiên tổ di tộc Thái Cổ. Vị đó là cường giả cảnh giới cấp 5 xúc chân hàng thật giá thật. Không nhìn ra cũng không sao. Biết chép lại bài chứ. Sợ cái đếch gì. Lúc này tộc trưởng Vũ tộc bỗng cười nhạo, truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo. Cho dù Lão Thiên Vương có đến thì hôm nay Vũ tộc ta cũng sẽ sát cánh với đế quốc, sát cánh cùng chủ nhân bút đại đạo. Một người muốn rút lui, một người vẫn đứng đội như cũ. Tộc trưởng trụ tộc cười khẩy, vẻ mặt khiêu khích nhìn Diệp Quân. Ông ta đột nhiên hiểu Diệp Quân ở trước mắt cùng với chủ nhân bút đại đạo đó chắc chắn không bình thường, nếu không thì thiên tổ di tộc Thái Cổ sẽ không làm như vậy. Nhưng ông ta cũng hiểu rút lui có nghĩa là gì. Tuy rút lui tạm thời an toàn nhưng có thể mất đi phú quý ngập trời. Dù sao một khi rút lui thì có nghĩa là từ bỏ tất cả. Hơn nữa, lỡ như Diệp Quân cùng với chủ nhân bút đại đạo này không giữ chữ tín, quay lại báo thù thì lúc đó ông ta nói lý lẽ với ai? Vì vậy ông ta lựa chọn tiếp tục đánh cược. Vì gia tộc của bản thân đánh cược vận mệnh tương lai của gia tộc. Chỉ cần thành công gia tộc có thể tiếp tục hưng thịnh chục nghìn năm. Con cháu đời sau cũng đều nhớ ông ta thì cũng xem như sống lại kiếp thứ hai, nếu như cược thua. Ông ta cũng không có tổn thất gì dù sao bản thể của ông ta cũng không ở đây. Ông ta sợ gì chứ? Diệp Quân nhìn tiên tổ của trụ tộc một cái, đối với sự khiêu khích của tiên tổ trụ tộc, hắn không để ý mà nhìn về phía tộc trưởng Ô tộc. Ông ta đã chắp tay, Diệp công tử, nếu như được phép Ô tộc ta sẽ không quan tâm đến, tất cả người của Ô tộc ta lập tức rút đi, hơn nữa rời khỏi vũ trụ này. Vĩnh viễn không quay về. Suy nghĩ của ông ta không giống với tộc trưởng trụ tộc, ông ta nghĩ Diệp Quân này với chủ nhân bút đại đạo đều không phải người tầm thường, trụ tộc kẹp giữa bọn họ nhất định sẽ không có kết cục tốt, rút lui rời khỏi là an toàn nhất. Diệp Quân nhìn chằm chằm tộc trưởng Ô tộc một lúc, nói, được. Tộc trưởng Ô tộc chắp tay, đa tạ. Nói xong, ông ta lại nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, thực lực của các hạ và Diệp công tử phi phàm. Cuộc tranh đoạt như này không phải là cuộc tranh đoạt mà Ô tộc ta có thể tham gia, vẫn mong các hạ tha thứ. Nói xong, ông ta dẫn theo một đám cường giả của Ô tộc rời đi. Nhìn thấy tộc trưởng Ô tộc dẫn đám người rời đi, những cường giả nhà họ Thiên có mặt tại đó lập tức thở phào nhẹ nhõm, bây giờ Ô tộc và di tộc Thái Cổ rời đi chỉ còn lại đế quốc và trụ tộc, có gì phải sợ. Ở nơi không xa,
sắc mặt hoàng đế cơ chiến của đế quốc vô cùng thâm trầm, phát triển của sự việc quả thật khiến ông ta bất ngờ. Tiên tổ di tộc thái tổ vậy mà làm ra trò như vậy với ông ta. Ông ta ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở nơi xa, đạo huynh, hai đánh một chúng ta vẫn có phần thắng. Di tộc thái cổ và ô tộc có thể rút lui nhưng đế quốc ông ta không thể rút lui. Chủ nhân bút đại đạo nói, thằng ngốc này giao cho ta. Ông ta cũng biết trận chiến hôm nay buộc phải đánh, nếu như không đánh thì sau này thằng ngốc này e là thật sự vô địch rồi. Nghe được lời của chủ nhân bút đại đạo, cơ chiến đột nhiên cười lên, bàn tay của ông ta mở ra, ấn đế vương từ trong lòng bàn tay ông ta xông lên trời. Một luồng kim quang trôi lững lờ giữa trời đất. Trong luồng kim quang vô số phù văn tụ lại, cuối cùng một người đàn ông trung niên mặc long bào xuất hiện ở trong luồng sáng đó. Chủ nhân khai quốc của đế quốc, cơ thần. Nhìn cơ thần ngưng tụ hiện ra đó, trong của cơ chiến lóe lên chút phức tạp, cả đời này ông ta đuổi theo tiên tổ nhà mình, muốn dẫn đế quốc đến mức độ huy hoàng hơn của thời kỳ của tiên tổ. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy vị tiên tổ này ông ta mới biết điều này rất khó. Tuy đối phương chỉ là một hồn ảo nhưng khí chất tỏa ra đã vượt qua ông ta. Còn mạnh hơn cả tiên tổ của di tộc thái cổ đó. Gọi tổ tông. Ngay lúc này, giọng của thiên diêm của nhà họ Thiên không xa đột nhiên vang lên. Lòng bàn tay của thiên liên mở ra, thần đèn trường minh trong tay đột nhiên hóa thành một luồng thần quang xông lên trời cho đến chân trời. Rất nhanh trong luồng thần quang đó một người đàn ông trung niên mặc hắc bào từ từ đi ra. Tiên tổ của nhà họ Thiên, Thiên Minh. Khí tức của Thiên Minh không hề thua cơ thần. Sau khi tiên tổ của hai nhà ra, hai bên nhìn nhau một cái cuối cùng ánh mặt lại lần lượt nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo và Diệp Quân. Thiên Diêm kính lễ, sau đó lại huyền khí truyền âm nói lại nguyên nhân hậu quả của câu chuyện cho Thiên Minh. Khi biết được bây giờ Diệp Quân là gia chủ của nhà họ Thiên, Thiên Minh hơi ngơ người, ánh mắt của ông ta lại rơi trên người của Diệp Quân. Đánh giá Diệp Quân tỉ mỉ cũng không biết đã nhìn thấy gì, trong mắt ông ta đột nhiên lộ ra chút kỳ lạ. Mà ngoài xa ánh mắt của cơ thần lại đặt ở trên người chủ nhân bút đại đạo, ông ta nhìn chủ nhân bút đại đạo, trong mắt lộ ra chút kỳ lạ, tiếp đến sự kỳ lạ này biết thành chăm chú. Cơ thần quay đầu lại nhìn về phía Diệp Quân ở nơi xa, khi nhìn thấy Diệp Quân ông ta nhíu chặt mày. Cơ chiến hiển nhiên cũng sợ tiên tổ nhà mình nổi loạn, lập tức kể lại nguyên nhân hậu quả câu chuyện một lần. Biểu thị đế quốc với nhà họ Thiên, cùng với Diệp Quân đã là không chết không ngừng nghỉ. Một lúc sau, cơ thần thu lại ánh nhìn gật đầu, vậy thì chiến đi. Khoảnh khắc nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo cùng với Diệp Quân, ông ta đã biết chuyện này thật ra không phải bây giờ đế quốc có thể dính vào nhưng ông ta càng hiểu rõ bây giờ đế quốc muốn rút lui đã không còn kịp nữa. Đến lúc này chỉ có người thắng mới có thể ăn hết. Trừ khi đế quốc từ bỏ tất cả. Đây hiển nhiên là không thể nào. Duy nhất chỉ có chiến đấu tiếp. Còn ở nơi không xa, Thiên Minh đột nhiên cũng cười lên, vậy thì chiến đi. Chiến. Giọng nói Thiên Minh vừa dứt, ánh mắt của ông ta rơi vào cơ thần, ánh mắt hai người chạm nhau khoảnh khắc tiếp theo hai người đồng thời trở nên hư ảo, cùng lúc đó khu vực thời không bọn họ ở trở nên mơ hồ, trông không chân thật. Nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được uy lực của hai nguồn khí tức vô cùng đáng sợ. Cứ giống như từng ngọn núi cao đè ở lồng ngực vậy. Tất cả mọi người hoảng sợ. Hai người đã không ở thời không này nhưng hơi thở của bọn họ đã thông qua vô số thời không đến được nơi này, chỉ có. Biểu cảm của cơ chiến ngưng lại, vốn dĩ ông ta cho rằng khoảng cách chênh lệch bản thân chạm thật 3 phần không lớn so với 5 phần nhưng bây giờ xem ra đây quả thật là cách biệt một trời. Hai tay cơ chiến siết chặt, trong ánh mắt đầy sự kiên định, cho cơ chiến ông ta một thời gian nhất định. Ông ta cũng có thể được chạm thật 5 phần. Cơ chiến thu suy nghĩ lại, ông ta quay đầu nhìn về phía một đám cường giả của nhà họ Thiên ở nơi không xa, ra tay. Ra tay. Ở sau lưng ông ta, tất cả cường giả tinh nhuệ của đế quốc đều lần lượt xông ra. Tiên tổ trụ tộc ở lại đó cũng đột nhiên nói, ra tay. Nói xong, ông ta xông ra ngoài trước. Thực lực của ông ta tuy không lớn mạnh như cơ thần cùng với Thiên Minh nhưng đó cũng không phải là người mà cường giả cảnh giới ngoại giới có thể so, mục tiêu của ông ta không phải người khác mà là Diệp Quân ở nơi không xa. Nhìn thấy tiên tổ trụ tộc xông tới, hai mắt của Diệp Quân hơi híp lại, khoảnh khắc tiếp theo trong cơ thể của hắn đột nhiên xuất hiện vô số hư ảnh, hắn xông nhanh về phía trước, chém một kiếm mạnh. Vèo. Theo đó là một ánh kiếm bùng lên, tiên tổ trụ tộc đó bị đánh bay ra ngoài hàng vạn dặm.
vừa mời dừng lại hy hồn của ông ta đã trở nên hư ảo đôi chút. Tiên tổ trụ tộc đột nhiên ngơ người. Mạnh như vậy sao? Sao có thể chứ? Diệp Quân đang muốn ra tay lần nữa nhưng lúc này một thần thứ khóa chặt hắn, Diệp Quân quay đầu lại nhìn chính là chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, cậu đánh với ta đi. Diệp Quân không nói chuyện mà nhìn phía bên còn lại, lúc này cường giả của đế quốc và trụ tộc đang vây đánh cường giả của nhà họ Thiên. Tuy số người không chiếm ưu thế nhưng khí thế của cường giả nhà họ Thiên lại không hề thua kém đế quốc và trụ tộc, trái lại mỗi một người nhà họ Thiên lúc này đều tràn đầy sức chiến đấu. Bởi vì bọn họ biết hôm nay căn bản không có đường lui, không tử trận thì phải diệt tộc. Bọn họ không còn đường lui, đương nhiên phải chiến đấu đến cùng. Nhìn thấy thế cục trận chiến không có quá bất lợi với nhà họ Thiên, Diệp Quân cũng yên tâm một chút, hắn nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, ông ta cười, Diệp Quân, không ngờ đến cuối cùng hai chúng ta cũng phải đánh. Lời còn chưa nói xong, đột nhiên biểu cảm của ông ta đơ ra bởi vì Diệp Quân đã hóa thành một cây kiếm chém mạnh về phía ông ta. Sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo thâm trầm, mẹ nó, không nói võ đức. Nói xong, ông ta phất tay áo vung lên. Từng đường đạo ấn đột nhiên cuốn lốc xuất hiện, đối đầu với kiếm đó của Diệp Quân. Lúc này Diệp Quân có hư chân linh hộ thể vì thế thực lực của hắn đã vượt xa ban đầu, nhát kiếm này chém ở trên đường ấn đạo đó, người sau cản bản không chịu nổi sức mạnh kinh khủng chứa trong kiếm của hắn, vỡ nát nhưng chủ nhân bút đại đạo ở nơi không xa trước mặt hắn đã không thấy nữa. Đôi mắt của Diệp Quân hơi híp, đột nhiên hắn cảm thấy xung quanh tối sầm, tiếp đến thời không xung quanh giống như pháo hoa rực rỡ bắt đầu bắn lên. Sắc mặt của Diệp Quân trầm lại, đây là thuật thần thông gì vậy? Không có nghĩ nhiều, hắn chém mạnh một kiếm xuống. Ong! Nhát kiếm này vừa rơi xuống, tất cả vỡ nát. Thời không ở trước mặt hắn bị hắn cưỡng chế làm nứt là một đường cực lớn. Mà ngay tại lúc này, dường như hắn cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu nên nhìn cuối tầm nhìn có một ấn đạo vạn trượng đột nhiên rơi thẳng xuống, lúc đó xung quanh thời không đang ở ngay khoảnh khắc này đồng thời bùng cháy. Vô số phủ văn lưa từ xung quanh cuốn đến, hướng về phía hắn. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong đạo ấn vạn trượng, biểu cảm của Diệp Quân nghiêm trọng, tên này quả nhiên đã hồi phục được một chút thực lực này ít nhất chạm 4 phần thật. Diệp Quân cũng không dám sơ suất, thúc giục huyết mạch phong ma trong cơ thể, chân phải đập mạnh một cái cả người hóa thành một kiếm quang màu đỏ xông lên trời. Ong! Tiếng sắc bén của kiếm vang khắp thời không này. Tiếp đến kiếm quang đó mạnh mẽ đụng vào trên đạo ấn đó. Ong! Kiếm quang cùng với đạo ấn đó đồng thời vỡ nát, vô số mảnh vỡ kiếm quang cùng với đạo ấn nổ ra ở trong thời không này, từng đạo sức mạnh đáng sợ xung kích nhưng núi lửa đang không ngừng tự nổ, cuốn đi mọi thứ. Diệp Quân bị vô số sóng chấn động của xung kích liên tục lùi về sau, sau khi lùi được gần vạn trượng hắn phất tay một cái, một đạo quang xuất hiện đột nhiên làm vỡ sức mạnh của những xung kích này. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn cuối ánh nhìn, ở nơi xa chủ nhân bút đại đạo đang trôi nổi trong không trung, tay phải bấm tay niệm chú ở xung quanh ông ta vây quanh vô số phù văn kỳ lạ, xung quanh ông ta tỏa ra khí tức đạo pháp vô cùng kinh khủng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chủ nhân bút đại đạo cười, đồ ngốc quả nhiên đúng như dự đoán của ta, cậu căn bản không có cách nào hoàn toàn phát huy những sức mạnh hư chân linh này. Diệp Quân bình tĩnh nói, vậy thì đã sao? Thu phục ông còn dư. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, hôm nay ông đây sẽ giết chết cậu. Nói xong trong cơ thể ông ta bộc phát một luồng khí tức đáng sợ. Chủ nhân bút đại đạo mở tay ra, từng luồng đạo ấn chậm rãi bay từ lòng bàn tay ông ta lên, trong thiên địa chợt có vô số phủ văn đạo ấn ngưng tụ lại. Đạo và pháp của ông ta trước giờ không giống người khác, thuộc về đạo ngoài đạo, hơn nữa chỉ cần là ông ta xuất đạo pháp thì có thể nghiền ép tất cả đạo và pháp hiện hữu. Hoàn toàn áp chế. Trong thiên địa, vô số phù văn cuối cùng hội tụ vào trong đạo ấn, trong đó lập tức bùng nổ ra một luồng uy thế đáng sợ, áp chế hoàn toàn uy thế kiếm đạo mà Diệp Quân đang tỏa ra. Đối mặt với chủ nhân bút đại đạo, Diệp Quân tất nhiên không dám khinh thường chút nào, ba loại sức mạnh huyết mạch trong cơ thể sôi lên sùng sục, nhờ đó mà hơi thở toàn thân hắn lập tức tăng lên cuồn cuộn. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, hôm nay ông đây dạy ngươi làm người. Dứt lời, đạo ấn trong tay ông ta đột nhiên bay ra, lao thẳng đến chỗ Diệp Quân. Trong mắt Diệp Quân lóe lên một tia sáng đỏ ngầu, thân hình run lên, hóa thành một luồng kiếm chém ra. Dưới sự bổ trợ của ba loại sức mạnh huyết mạch,
chiêu kiếm này của Diệp Quân có thể nói là ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, nơi kiếm lao qua, thời không từng tấc đổ nát, vụn vỡ. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, khu vực thời không nơi đây đột nhiên hóa thành một màu đen kịt. Trong thời không tối đen, hai loại sức mạnh điên cuồng đấu đá, ánh kiếm cùng vô số đạo pháp đan chồng vào nhau, cắn xé, phá vỡ, hủy diệt, vô cùng khủng bố. Một vài cường giả cảnh giới giới ngoại thấy được cảnh này thì sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị, bởi vì khu vực thời không mà Diệp Quân và chủ nhân Bút Đại Đạo đang đứng vô cùng nguy hiểm, cho dù là bọn họ cũng không dám bước vào tùy tiện. Mà lúc này, các cường giả nhà họ Thiên và đế quốc cũng đang điên cuồng đại chiến với nhau, hai bên đều giết đến mức đỏ mắt. Cũng may là do đang đánh nhau ở sân nhà nên tuy nhân số của nhà họ Thiên không chiếm ưu thế, nhưng trong thiên vực vẫn còn một vài trận pháp sử dụng được. Nhờ trận pháp bổ trợ nên dù nhà họ Thiên đối mặt với sự vây công của đế quốc và các tộc vẫn không rơi xuống thế hạ phong, nhưng hai bên đều đã tổn thất nặng nề. Bên trong thời không đặc biệt kia, Diệp Quân điên cuồng vung kiếm trong tay lên, từng luồng ánh kiếm như mưa rào đổ xuống chủ nhân Bút Đại Đạo. Mà giờ khắc này, chủ nhân Bút Đại Đạo cũng đã học khôn, không cứng trọi cứng với Diệp Quân nữa, ông ta bắt đầu câu giờ, bởi vì ông ta biết Diệp Quân ở trạng thái này không thể chịu đựng quá lâu, dần ra. Không cần ông ta ra tay thì hắn cũng tự phế bỏ bản thân. Diệp Quân cũng ý thức được điều này, bởi vậy thế công của hắn dữ dội hơn cả lần trước, một chiêu liên tiếp một chiêu, nhờ sự bổ trợ của hư chân linh và sức mạnh huyết mạch, hắn đã có thể khống chế được chủ nhân Bút Đại Đạo, thế nhưng không thể đánh chết được ông ta. Hắn liếc nhìn ra bên ngoài, lúc này tổ tiên nhà họ Thiên và tổ tiên đế quốc đang đại chiến với nhau, hai người họ đánh nhau còn kịch liệt hơn cả hắn và chủ nhân Bút Đại Đạo. Nhưng cũng không thể phân rõ thắng thua chỉ trong thời gian ngắn, bởi vì cảnh giới của cả hai đều ngang nhau. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, lại nhìn sang chủ nhân Bút Đại Đạo, chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn ra được ý đồ của Diệp Quân, cười nói, muốn giết ta à? Vậy ngươi nghĩ đẹp quá rồi. Diệp Quân không nói nhảm, cơ thể hắn run lên, trực tiếp hóa thành một luồng ánh kiếm giết tới. Chủ nhân Bút Đại Đạo phất tay áo lên, một luồng ánh sáng đại đạo hiện ra. Còn bản thân ông ta thì liên tục lùi về sau, cách xa Diệp Quân. Bây giờ ông ta chỉ chú tâm một chuyện, câu giờ. Cố gắng câu giờ đến lúc Diệp Quân chết. Mà đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất, nhưng mục tiêu không phải ông ta, sắc mặt chủ nhân Bút Đại Đạo đột nhiên thay đổi, bởi vì Diệp Quân đã rời khỏi khu vực thời không này, lao thẳng về phía tổ tiên trụ tộc. Sắc mặt của tổ tiên trụ tộc đang đại chiến với các cường giả nhà họ Thiên lập tức thay đổi. Lão ta nhanh chóng xoay người tung quyền, mà đúng lúc này, kiếm của Diệp Quân đã chém tới. Ầm ầm, tổ tiên trụ tộc lập tức bị đánh bật ra xa vạn trượng. Sau khi tổ tiên trụ tộc dừng lại thì ngơ ngác, lão liếc nhìn cơ thể đã trở nên hơi mờ ảo của mình, sau đó lại nhìn Diệp Quân, mẹ kiếp, tên trẻ tuổi này mạnh vậy à? Diệp Quân không hề dừng lại, mà tiếp tục đâm kiếm tới. Nếu không làm gì được chủ nhân Bút Đại Đạo, vậy thì đánh những tên yếu hơn vậy. Tên chủ nhân Bút Đại Đạo kia có thể câu giờ, nhưng hắn không thể chịu được lâu, trước tiên phải giải quyết mấy cao thủ đứng đầu trước, giảm bớt áp lực cho nhà họ Thiên. Thấy Diệp Quân lại lần nữa đánh về phía mình, tổ tiên trụ tộc kinh hãi trong lòng, chỉ một kiếm kia thôi lão đã biết bản thân không phải đối thủ của Diệp Quân, cũng may lúc này chủ nhân Bút Đại Đạo đúng lúc chạy tới chắn trước mặt lão, ông ta giơ tay đấm một quyền về phía Diệp Quân. Nhưng sức mạnh bây giờ của ông ta căn bản không thể chống lại được Diệp Quân. Nắm đấm vừa tung ra đã bị Diệp Quân vung một kiếm đánh văng ra ngoài. Mà Diệp Quân vẫn không nhắm vào ông ta, sau khi chém bay ông ta, hắn lại xoay người nhắm vào một cường giả cảnh giới giới ngoại. Ầm ầm, chỉ một kiếm, đối phương đã bị đánh nát cơ thể. Cường giả cảnh giới giới ngoại lập tức hoang mang. Mà khi cường giả nhà họ Thiên thấy cảnh này thì hơi sững ra, sau đó lập tức điên cuồng giống lên. Sĩ khí tăng vọt. Diệp Quân lại lao đến chỗ một cường giả cảnh giới giới ngoại khác. Mẹ nó! Thấy cảnh này, chủ nhân Bút Đại Đạo giận dữ, ông ta không thể không xông về phía Diệp Quân, bởi vì ông ta biết, một khi không có ai kiềm chế Diệp Quân thì hiện tại hắn có đủ năng lực để tùy ý giết chết bất cứ ai. Dưới sự bổ trợ của hư chân linh, thực lực bây giờ của Diệp Quân đã quá nghịch thiên, cường giả cảnh giới giới ngoại bình thường căn bản không thể chống lại hắn. Chủ nhân Bút Đại Đạo lại lần nữa vọt đến chỗ Diệp Quân, nhưng lúc ông ta chạy tới kịp thì đã có thêm một cường giả cảnh giới giới ngoại bị Diệp Quân đánh phế. Chỉ một kiếm mà thân thể của cường giả cảnh giới giới ngoại kia đã lập tức bị chém nát.
Cảm nhận được hơi thở của chủ nhân bút đại đạo phía sau, Diệp Quân xoay người chém thêm một kiếm, kiếm quang xé rách tất cả, chém nét cả đạo ấn của chủ nhân bút đại đạo, sức mạnh to lớn chấn kinh, khiến chủ nhân bút đại đạo phải lùi xa liên tục. Sau khi đẩy lùi chủ nhân bút đại đạo, Diệp Quân lại xoay người chém đến một tên cường giả cảnh giới giới ngoại của đế quốc cách đó không xa. Nhìn thấy Diệp Quân chém kiếm tới, cường giả giới ngoại của đế quốc kia lập tức sợ đến mức hồn bay phách lạc, gã sao có thể đối đầu với Diệp Quân. Thế là lập tức đạp chân, liên tục thối lui về phía sau, tránh xa khỏi Diệp Quân. Diệp Quân cũng không đuổi theo gã, mà quay người nhắm đến một cường giả cảnh giới giới ngoại của đế quốc khác, lần này tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Lúc tên cường giả kia phản ứng lại được thì Diệp Quân cũng đã giết tới trước mặt gã, vung mạnh một kiếm xuống. Cường giả đế quốc kia hốt hoảng, lúc này không thể lui được nữa, chỉ có thể dùng một thần vật trong tay để chắn trước mặt. Ầm ầm, một luồng ánh kiếm bộc phát, tên cường giả đế quốc kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, trong lúc bay ngược ra đó, thân thể gã từng tấc nổ tung. Uy thế của một kiếm mà đã khủng bố đến vậy. Diệp Quân đột nhiên xoay người. Từng luồng đạo ấn đã bay tới trước mặt hắn. Diệp Quân đâm ra một kiếm. Oanh! Đạo ấn rung lên kịch liệt rồi lập tức vỡ vụn ầm ầm, chủ nhân bút đại đạo liên tục thối lui. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về chủ nhân bút đại đạo ở cuối tầm mắt, lúc này chủ nhân bút đại đạo đã nhìn chòng chọc vào hắn. Diệp Quân, ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu? Ông ta biết, bây giờ Diệp Quân chắc cũng đã sắp đến cực hạn rồi. Diệp Quân hít một hơi thật sâu. Chuôi kiếm trong tay hắn rung lên kịch liệt, từng tiếng kiếm ngân không ngừng vang lên khắp không trung. Kiếm khát vọng chiến đấu. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, không hề phí lời mà lập tức biến mất tại chỗ. Xoẹt! Ánh kiếm xé rách thời không lao đến. Chủ nhân bút đại đạo ở phía xa híp mắt lại, ông ta siết chặt nắm tay, phù ấn đại đạo lăng lẽ ngưng tụ. Nhưng đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên thay đổi phương hướng. Giết thẳng về phía cường giả cảnh giới giới ngoại của đế quốc ở phía xa. Mỗi lần hắn đánh phế một cường giả cảnh giới giới ngoại, áp lực của nhà họ Thiên sẽ được giảm đi một phần. Mà đúng lúc này, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, sắc mặt lạnh lẽo, ông ta đột nhiên đập mạnh một quyền về phía hắn, cú đấm này được bọc bởi vô số phù văn, bắn ra như sấm chớp, lao thẳng về phía Diệp Quân. Ầm ầm. Sức mạnh của hai người vừa va phải nhau, mảnh thời không ở chỗ họ lập tức bị phá nát. Chủ nhân bút đại đạo vẫn kém hơn một chút, tất cả phù văn đạo ấn đã bị vỡ vụn, sức mạnh bùng lên đã chấn ông ta lùi về sau liên tục, còn Diệp Quân thì lập tức nhảy về phía bên phải để giết người. Xoẹt! Một cường giả cảnh giới giới ngoại của đế quốc lại bị một kiếm của Diệp Quân chém, mà ngay sau đó, thanh kiếm đã xuyên thẳng qua trán gã, lập tức xóa sổ. Cường giả cảnh giới giới ngoại đó ngã xuống. Khi dừng lại thì chủ nhân bút đại đạo nhìn thấy được cảnh này, sắc mặt lập tức đen xì lại, ông ta phát hiện trong lúc Diệp Quân điên cuồng chiến đấu thì thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Cực hạn của tên này ở đâu? Ông ta biết bây giờ Diệp Quân căn bản không thể chịu đựng được nhiều sức mạnh hư chân linh như vậy, nhưng cực hạn của hắn ở đâu thì ông ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Phía xa. Sau khi Diệp Quân chém chết một cường giả cảnh giới giới ngoại xong thì đột nhiên quay phát đầu sang nhìn Cơ Chiến, thấy Diệp Quân nhìn mình, Cơ Chiến lập tức lạnh người, ban nãy ông ta đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng khi Diệp Quân chém giết cường giả giới ngoại của đế quốc ông ta. Đột nhiên, một chiêu kiếm của Diệp Quân xuất hiện ở trước mặt ông ta, chiêu kiếm mạnh mẽ chém xuống. Cơ Chiến hoàn toàn biến sắc, phất tay áo lên, ấn đế vương lập tức hóa thành một luồng ánh sáng vạn cao vạn trượng đánh mạnh về phía Diệp Quân. Nhưng mà luồng sáng vàng kia vừa tiếp xúc với ánh kiếm của Diệp Quân thì đã lập tức vỡ vụn. Sức mạnh to lớn lập tức đánh văng Cơ Chiến ra ngoài. Nhưng lần này Diệp Quân không ra tay nữa, hắn dừng lại, khí tức kiếm ý quanh người hắn vẫn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đã bắt đầu có chút rối loạn. Thấy cảnh này, chủ nhân bút đại đạo đầu tiên ngẩn ra, sau đó điên cuồng cười ha hả, ông ta giận dữ chỉ thẳng vào Diệp Quân, hắn đã đến cực hạn, mọi người cùng nhau tiến lên, giết chết hắn trước. Dứt lời, ông ta là người đầu tiên xông ra ngoài. Mà xung quanh, những cường giả cảnh giới giới ngoại tương đối gần Diệp Quân cũng nhanh chóng bỏ qua đối thủ của mình, đổi mục tiêu sang Diệp Quân, lao tới. Chủ nhân bút đại đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân, đột nhiên, ông ta như ý thức được điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng gào lên, không được. Mau chạy đi, mọi người. Vào khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Quân,
chủ nhân bút đại đạo đã biết có chuyện chẳng lành. Khí tức hỗn loạn lúc nãy của tên này là do hắn đã cố ý làm vậy, chó chết, mình chỉ mới sơ suất một chút mà tên này đã. Mặc dù ông ta đã phát hiện rất nhanh và cũng đã lên tiếng nhắc nhở, nhưng cũng đã quá muộn rồi, mười mấy cường giả cảnh giới ngoại giới đã lao tới trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân đột ngột ngẩng đầu lên, lao về phía trước, rút kiếm ra chém. Xoẹt! Chém xong nhát này, một luồng kiếm quang trắng tinh đột ngột xuất hiện giữa đất trời. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, mười mấy gã cường giả cảnh giới ngoại giới lập tức bị đánh bay ra ngoài, trong đó có ba cường giả cảnh giới ngoại giới bị đánh đến mức thịt nát xương tan, thần hồn tan thành từng mảnh. Một nhát chém giết chết ba cường giả cảnh giới ngoại giới. Cảnh tượng này lập tức khiến cho mọi người đang ở trong sân sợ hãi. Phía xa, khi chủ nhân bút đại đạo nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt ông ta lập tức trở nên khó coi, tên nhóc này xấu xa hệt cha hắn vậy. Diệp Quân từ từ ngẩng đầu lên nhìn Cơ Chiến ở đằng xa. Thấy Diệp Quân nhìn mình, vẻ mặt Cơ Chiến lập tức thay đổi rồi theo bản năng lùi về phía sau một bước, vừa bước lui xong ông ta lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Quả nhiên, các cường giả nhà họ Thiên đang ở phía xa lập tức phá lên cười. Đánh đến bây giờ, có thể nói rằng sĩ khí của đám cường giả nhà họ Thiên mỗi phút mỗi giây đều đang tăng vọt, còn cách nào đâu chứ, Diệp Quân đánh thật sự quá hay. Một kiếm giết chết ba cường giả cảnh giới ngoại giới. Dù có là tộc trưởng Thiên Hợp cũng không có thực lực này. Vẻ mặt Cơ Chiến trở nên cực kỳ khó coi, ông ta biết, ngay vào lúc ông ta lùi lại, sĩ khí của bọn họ đã lập tức tuột dốc không phanh. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Quân vậy. Diệp Quân cầm trường kiếm đi về phía đám người Cơ Chiến, còn ai không? Còn ai không? Giọng nói rất bình tĩnh, nhưng lại toát ra khí phách vô địch không ai sánh bằng. Vẻ mặt của các cường giả đế quốc và trụ tộc đều trở nên cực kỳ xấu xí, tất nhiên là càng có nhiều sự kiêng dè hơn. Diệp Quân hiện tại quá kinh khủng. Không có người nào trong sân dám đối đầu trực diện với hắn. Thấy không có ai bên đế quốc phản ứng lại, Diệp Quân nói tiếp, còn ai không? Dứt lời, hắn nhìn vào các cường giả ở phía đối diện bằng đôi mắt đẫm máu, các cường giả bị hắn nhìn đều cảm nhận được một áp lực vô hình. Vẻ mặt của cường giả đế quốc càng trở nên khó coi hơn. Lúc này, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên lên tiếng, mọi người đồng loạt xông lên. Mọi người! Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Nghe thấy chủ nhân bút đại đạo nói thế, vẻ mặt đám người Cơ Chiến lập tức xa sầm, chết tiệt, vừa nãy ông cũng nói thế. Kết quả là gì? Chủ nhân bút đại đạo lại nói tiếp, tên nhóc này không phải là người thích nói nhảm, hiện tại hắn lại nói nhiều đến vậy, thì việc hắn sắp chết là điều không thể nghi ngờ. Chúng ta đồng loạt xông lên, nhất định sẽ có thể giết chết hắn. Mọi người đều im lặng. Diệp Quân cười phá lên, tên chó đại đạo, ông nói đúng. Đúng là ta sắp chết rồi, tới đây, mau giết ta đi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, cậu đừng có giỡn mặt với ta, cậu vừa thò mông ra ta đã biết cậu định làm cái quái quỷ gì rồi. Diệp Quân cười nói, thế ông tới đây đi. Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng vung ý kiếm, mấy chục hoa kiếm xuất hiện. Tất cả mọi người trong sân đều đang nhìn Diệp Quân, hiện tại Diệp Quân vẫn bình chân như vậy, không có vẻ gì là nỏ mạnh hết đà cả. Không ai dám cử động. Thiên Diêm nhìn Diệp Quân một cái, không nói gì nhưng lại tỉnh bơ đi tới sau lưng Diệp Quân. Ông ta cần phải suy nghĩ thêm, nếu Diệp Quân vẫn còn sức thật thì hắn sẽ không nói nhiều đến vậy, rõ ràng là. Có lẽ Diệp Quân đã thực sự đến giới hạn. Nhưng cường giả bên phía chủ nhân bút đại đạo ắt cũng biết đạo lý này, nhưng không có ai dám đánh cược cả. Dù gì Diệp Quân cũng đã giả vờ một lần, ai mà biết lần này hắn có giả bộ nữa không? Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân chăm chăm, giả bộ, cậu giả bộ tiếp ta xem. Vừa nói ông ta vừa bước lên trước một bước, xòe lòng bàn tay ra, một đạo ấn lặng lẽ ngưng tụ. Vẻ mặt chủ nhân bút đại đạo cũng rất khó coi, sức mạnh đạo ấn ông ta đang ngưng tụ thực sự quá yếu. Nếu sức mạnh đạo pháp của ông ta không bị phong ấn, chỉ một cái tát của ông ta cũng đã có thể đập chết tên nhóc này. Đúng là xa cơ thất thế người người khinh mà. Chủ nhân bút đại đạo không nghĩ nữa, ông ta lập tức biến mất tại chỗ, chạy thẳng tới chỗ Diệp Quân. Ông ta biết ông ta phải ra tay ngay, nếu ông ta không ra tay, sẽ không có ai đang ở trong sân dám động thủ. Một khi thời gian dần trôi qua,
lỡ như tên nhóc này lấy lại được chút sức sống, khi đó ắt sẽ hỏng chuyện. Thiên Diêm đang đứng bên cạnh Diệp Quân nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo ra tay, lúc này ông ta mới đi ra, định đối đầu với chủ nhân bút đại đạo thay Diệp Quân nhưng lại bị Diệp Quân lắc đầu cản lại. Diệp Quân nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo đang phóng từ xa tới, huyết mạch trong người hắn đã bắt đầu bốc cháy, hắn từ từ nhắm mắt lại, cả người như một quả cầu lửa, khí tức vẫn đang điên cuồng tăng vọt. Diệp Quân đột ngột mở mắt ra, đôi mắt hắn hiện lên ý định giết người, hắn đột ngột cung kiếm ra, một nhát kiếm đỏ rực hiện lên. Ầm, đạo ấn bể tan tành, chủ nhân bút đại đạo bay ra bên ngoài hàng vạn thước dưới ánh mắt của mọi người. Vừa mới dừng lại, cơ thể chủ nhân bút đại đạo đã nứt toát ra, máu tươi chảy ra. Thấy cảnh này, Diệp Quân thầm nghĩ thật đáng tiếc, hắn chỉ định một phát chém nứt đầu chủ nhân bút đại đạo. Máu tươi trong cổ họng định trào ra ngoài, nhưng lại bị hắn gượng ép nuốt xuống. Nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo bị Diệp Quân một phát chém bay, một đám cường giả đế quốc và trụ tộc đều tỏ ra kiêng dè, mẹ kiếp, may là hồi nãy không ra tay, không thì không chết cũng tàn phế. Mặc dù chủ nhân bút đại đạo bị một kiếm của Diệp Quân đánh trọng thương, nhưng ông ta vẫn cười rộ lên, Diệp Quân, người vẫn có thể chém thêm một kiếm nữa không? Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người Diệp Quân, tất cả cường giả đế quốc và trụ tộc đều nhìn chằm chằm Diệp Quân. Vào lúc này, ánh mắt họ không còn vẻ kiêng dè nữa, mà tràn đầy ý định giết người. Bởi vì họ đã cảm nhận được, hiện tại Diệp Quân thực sự đã đến cực hạn. Đám cường giả nhà họ Thiên cũng nhận ra được điều này, vội vàng canh giữ bên cạnh Diệp Quân. Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại, đúng như suy đoán của mọi người, hiện tại hắn thực sự đã tới cực hạn, sức mạnh của mười mấy hư chân linh thực sự quá mạnh mẽ, vừa rồi hắn đã vắt kiệt cơ thể lẫn thần hồn của chính hắn. Đánh tới bây giờ, hắn cảm thấy cơ thể lẫn thần hồn của hắn như sắp vỡ nát vậy. Hắn biết, nếu hắn lại sử dụng sức mạnh hư chân linh đó nữa, có lẽ hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức. Chủ nhân bút đại đạo lau máu nơi khóe miệng, giết. Vào lúc này, các cường giả đế quốc và trụ tộc không còn do dự chút nào nữa, lập tức lao tới chỗ Diệp Quân và đám cường giả nhà họ Thiên. Tất cả cường giả đồng loạt lao về một hướng. Từng đợt khí tức cường đại lao nhanh đến như dòng nước lũ. Thiên Diêm đứng cạnh Diệp Quân gần giọng nói, bảo vệ tộc trưởng. Dứt lời, ông ta lập tức đốt cháy thân thể và linh hồn, sau đó xông lên. Những cường giả nhà họ Thiên đứng bên cạnh ông ta cũng lần lượt đốt cháy thân thể và linh hồn mình. Giờ phút này, không một ai còn do dự nữa, trên mặt chỉ còn lại sự quyết tâm. Trận đại chiến bắt đầu. Lần này, cuộc chiến giữa hai bên không chỉ ác liệt hơn lần trước mấy lần, mặc dù nhà họ Thiên không chiếm ưu thế, nhưng sức chiến đấu của bọn họ không hề thua kém đế quốc và di tộc Thái Cổ. Ngược lại, sau khi tất cả mọi người cùng đốt cháy thân thể lẫn linh hồn mình, có thể nói sức chiến đấu của bọn họ thể hiện ra vượt xa lúc bình thường. Vào lúc này, Diệp Quân vô cùng khó chịu. Sức mạnh đang cắn trả. Trận chiến vừa rồi khiến hắn như muốn phát điên và kiệt sức về cơ thể lẫn thần hồn. Mà hiện tại, toàn bộ chúng đang cắn trả lại hắn. Cảm giác đó, cực kỳ khó chịu. Hắn cảm thấy cơ thể mình đang muốn nổ tung. Nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng, nếu hắn ngã xuống, thì đó chính là một đòn chí mạng vào sĩ khí của người nhà họ Thiên. Hắn hít vào một hơi thật sâu, tay phải nắm chặt ý kiếm, dùng sức mạnh ý chí cực đại cưỡng ép đương đầu với sức mạnh cắn trả đó. Mà ở phía xa, chủ nhân bút đại đạo cũng đang trị thương. Hai nhát kiếm trước đó của Diệp Quân đã khiến ông ta bị trọng thương. Ông ta càng nghĩ càng bực bội. Mẹ kiếp! Ông ta không ngờ rằng sẽ có một ngày ông ta bị tên nhóc đó đánh bị thương. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, vẻ mặt xa sầm đáng sợ. Như đã cảm nhận được ánh mắt của chủ nhân bút đại đạo, Diệp Quân cũng ngẩng đầu lên nhìn ông ta, bốn mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Diệp Quân cũng thấy bực bội. Tên chủ nhân bút đại đạo chó má này cũng đã hại hắn rất nhiều. Nếu không có ông ta, hắn đã có thể phát triển rất tốt, đã có thể vô địch vũ trụ này từ lâu, con mẹ nó. Ngay vào lúc này, Diệp Quân đột ngột quay đầu lại, chợt nhìn thấy hàng ngàn luồng kim quang đang lao thẳng tới chỗ hắn từ phía xa. Người ra tay là Cơ Chiến. Cơ Chiến ngoan cường nhìn chăm chăm Diệp Quân, trong ánh mắt là ý muốn giết chóc đầy lạnh lùng. Mà vào ngay lúc này, một bóng dáng xinh đẹp chợt xuất hiện trước mặt Diệp Quân, người vừa đến là Thiên Liên, cô ta giơ cao thần đèn Trường Minh đang cầm trong tay lên, điên cuồng thúc giục thần đèn Trường Minh, từng tia sáng chiếu ra ngoài, xông thẳng tới chỗ Cơ Chiến.
Cơ Chiến vung tay đập nát con dấu đế vương. Hai thần khí tối cao mạnh mẽ. Ầm. Vô số ngọn lửa và kim quang phóng ra, luồng sức mạnh khổng lồ ấy lập tức đánh lùi Diệp Quân và Thiên Liên về phía sau. Mặc dù Cơ Chiến cũng bị đẩy lùi nhưng ông ta đã nhanh chóng dừng lại được, vừa mới dừng lại, ông ta đã lập tức lao về phía Diệp Quân. Ông ta biết hiện tại là cơ hội tốt nhất để giết Diệp Quân, ông ta phải nắm chặt cơ hội này. Thấy Cơ Chiến lại đánh tới, ánh mắt Thiên Liên chợt hiện lên một tia hung ác, cô ta bước tới một bước, thần đèn trường minh trong tay lập tức bốc cháy, một cột lửa từ trong thần đèn trường minh lập tức phun ra ngoài, đánh thẳng vào Cơ Chiến. Ầm. Hai luồng sức mạnh vừa chạm vào nhau, một làn sóng xung kích có sức mạnh hủy diệt chợt bùng phát, càn quét mọi thứ. Thiên Liên kiên quyết đứng chặn trước mặt Diệp Quân, tay cô ta nắm chặt thần đèn trường minh điên cuồng chống lại những luồng sóng xung kích sức mạnh đó. Vào lúc này, gương mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng rỉ máu tươi. Vào thời khắc này, cô ta hoàn toàn không thể so sánh với Cơ Chiến. Vào ngay lúc này, Cơ Chiến lại đột ngột biến mất khỏi chỗ đó, đột nhiên, ánh mắt ông ta lập tức biến thành một màu đỏ quỷ dị như máu. Chủ nhân bút đại đạo ngạc nhiên nhìn Cơ Chiến, trong khi đó vẻ mặt Diệp Quân lại thay đổi cực kỳ nhanh. Lúc này, khí tức của Cơ Chiến đã tăng lên một cách bất thường, ít nhất đã là xúc chân cấp 4. Chủ nhân bút đại đạo cũng hơi khiếp sợ, thực lực của kẻ này sao đột nhiên lại tăng mạnh như vậy. Ở phía xa, Thiên Liên trước mặt Diệp Quân cũng phát hiện ra sự nguy hiểm, cảm nhận thấy trên người Cơ Chiến tỏa ra khí tức khủng khiếp, vẻ mặt cô ta trở nên nghiêm trọng chưa từng có, nhưng nửa bước cũng không lui, bảo vật của nhà họ Thiên trong tay cô ta, đèn thần trường minh rung động kịch liệt. Mà trực giác bảo cô ta, lúc này cô ta căn bản không ngăn được một đòn của Cơ Chiến. Nhưng cô ta vẫn không lùi bước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô ta nắm đèn thần trường minh rồi bước ra phía trước một bước, đèn thần trường minh trong tay và bản thân bốc cháy cùng một lúc. Người và đèn đồng thời hiến tế. Khí tức của Thiên Liên đột nhiên điên cuồng tăng vọt, ở giữa chân mày cô ta, một ngọn đèn hiện ra, ngay sau đó, lửa thần trường minh vô cùng vô tận xông ra, uy áp mạnh mẽ nhất thời quét qua toàn bộ thiên vực. Lửa thần trường minh. Đây là đòn mạnh nhất của đèn thần trường minh, thời khắc này thực lực của Thiên Liên căn bản không đủ, cưỡng ép phát động lửa thần trường minh, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ sắc mặt của cô ta đã trắng bệch như tờ giấy, vô cùng yếu ớt. Lửa thần trường minh vô cùng vô tận mới vừa xuất hiện, vùng thời không trước mặt cô ta hóa thành một biển lửa, Cơ Chiến đang xông tới cũng bị nhấn chìm trong đó. Nhưng trong nháy mắt, trong vùng lửa thần đó, một chùm tia sáng đỏ như màu máu đột nhiên phóng lên cao, sức mạnh mạnh mẽ xé rách vùng lửa thần đó, ngay sau đó, Cơ Chiến cầm một dấu ấn máu lao thẳng về phía Thiên Liên. Thấy cảnh tượng này, đôi mắt của Thiên Liên chậm rãi khép lại, vào giờ phút này, cô ta đã không thể nào phát động đèn thần trường minh trong tay nữa, chỉ có chờ chết. Nhưng ngay lúc này, một luồng sức mạnh đột nhiên bao lấy cô ta, ném cô ta ra xa mấy vạn trượng, cô ta mở hai mắt ra. Chỉ thấy Diệp Quân ở phía xa bỗng chém mạnh một kiếm về phía Cơ Chiến. Vào giờ phút này, Diệp Quân cũng thiêu đốt thân xác, sức mạnh huyết mạch và thần hồn của mình. Một kiếm kia của Diệp Quân mới vừa chém xuống, Cơ Chiến đã bị văng ra ngoài, lửa thần trường minh ở bốn phía và sức mạnh Cơ Chiến bộc phát ra trong khoảnh khắc đã chôn vùi lẫn nhau, hóa thành hư vô. Sau khi Diệp Quân vung ra một kiếm kia thì miệng hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, vào giờ phút này, thần liên trong cơ thể hắn cũng không chữa trị kịp, bởi vì vết thương thật sự quá nặng. Giờ phút này hắn đang vô cùng nguy hiểm, bởi vì không có kiếm thanh huyền trấn hồn nên thần hồn hắn cực kỳ không ổn định, hơi lơ là thì thần hồn sẽ hoàn toàn biến mất. Ở phía xa, sau khi Cơ Chiến dừng lại, thân xác cũng vỡ tan tành, nhưng dấu ấn màu đỏ máu trong tay ông ta vẫn gắng gượng đối phó với sức mạnh một kiếm kia của Diệp Quân, không chỉ có vậy, bên trong vẫn đang tỏa ra sức mạnh khí tức đáng sợ. Ánh mắt của chủ nhân bút đại đạo chú ý đến dấu ấn màu đỏ máu kia, chân mày cau lại. Cơ Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân ở phía xa, sắc mặt của ông ta vô cùng khó coi, ông ta không ngờ, sau khi ông ta sử dụng lá bài tẩy của mình, vẫn không thể nào giết chết Diệp Quân. Cơ Chiến quay đầu nhìn bốn phía, giờ phút này tình hình cuộc chiến bất lợi đối với bọn họ, bởi vì sĩ khí của người thiên vực thật sự quá khủng khiếp. Giờ phút này những cường giả nhà họ Thiên đều đã quên mất sống chết, mỗi người đều như vừa được truyền máu, chiến lực của mỗi người gần như đều phát huy tốt quá mức bình thường.
tiếp tục đánh như vậy sẽ cực kỳ bất lợi đối với đế quốc. Ông ta biết, không thể tiếp tục như vậy nữa. Ánh mắt của Cơ Chiến lại tập trung vào trên người Diệp Quân, Diệp Quân là nòng cốt, chỉ cần giết Diệp Quân, nhà họ Thiên lập tức sẽ sụp đổ rồi tan rã. Nghĩ đến đây, ông ta không do dự nữa, ánh mắt tập trung vào dấu ấn màu đỏ máu, thật ra ông ta vẫn luôn không cho dấu ấn nhận ông ta làm chủ, bởi vì ông ta vẫn rất e sợ cường giả thần bí giới ngoại, nhưng giờ phút này, ông ta đã không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Tên Diệp Quân này không chết, đế quốc vĩnh viễn không có ngày tháng yên bình. Ông ta mở lòng bàn tay ra, dấu ấn màu đỏ máu kia đột nhiên hóa thành một luồng huyết quang cắm vào giữa chân mày ông ta, mà lần này, ông ta không ngăn cản nữa, để mặc cho dấu ấn màu đỏ máu tiến vào trong thức hải. Đùng! Bên trong thân thể Cơ Chiến, khí tức màu đỏ máu đột nhiên thoát ra khỏi cơ thể ông ta, khí tức của ông ta vào giờ khắc này lại điên cuồng tăng vọt lần nữa. Xúc chân cấp 5. Giờ khắc này, khí tức của ông ta dâng nhanh như lũ lụt vậy, quét hết bốn phía, chấn áp tất cả. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, lần lượt nhìn về phía Cơ Chiến. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Cơ Chiến rồi cau mày. Bản thân Cơ Chiến cũng hơi choáng váng, cảm nhận thấy sức mạnh khủng khiếp kia trong cơ thể mình, ông ta bối rối một lát sau đó điên cuồng cười lớn. Sức mạnh. Luồng sức mạnh kia mặc dù không thuộc về ông ta, nhưng giờ phút này đã nằm trong tay ông ta. Cảm nhận thấy sức mạnh mạnh mẽ trong cơ thể, Cơ Chiến chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, ông ta cười lớn, đừng nói Diệp Quân giờ phút này đã kiệt sức, cho dù Diệp Quân đang ở trạng thái đỉnh cao, ông ta cũng có thể tiêu diệt chỉ bằng một tay. Ở phía xa, Thiên Liên đi tới bên cạnh Diệp Quân, hắn thấy khí tức của Thiên Liên mạnh bất thường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng cô ta lại càng kiên quyết hơn. Ở sau lưng cô ta, sắc mặt của một số cường giả nhà họ Thiên cũng hơi khó coi. Bọn họ cũng không ngờ Cơ Chiến lại đột nhiên trở nên khủng khiếp như vậy. Diệp Quân. Thanh âm của Cơ Chiến đột nhiên vang lên từ phía xa, ông ta chậm rãi đi về phía Diệp Quân. Giờ phút này, ông ta tự tin hơn bao giờ hết, không phải ngươi rất giỏi đánh nhau sao? Lại đến đi. Bên cạnh Diệp Quân, Thiên Liên đứng ở trước mặt Diệp Quân, nhưng rất nhanh, cô ta đã bị Diệp Quân kéo về phía sau. Thiên Liên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân lắc đầu. Hắn không biết vì sao Cơ Chiến đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy, nhưng hắn biết, trong sân đã không còn ai có thể chống đỡ lại Cơ Chiến nữa. Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, thấy trong mắt chủ nhân bút đại đạo cũng đầy vẻ khó hiểu, hắn nhất thời cau mày lại. Chẳng lẽ việc người này đột nhiên trở nên mạnh mẽ không hề liên quan tới chủ nhân bút đại đạo? Ngay lúc này, một luồng khí tức đáng sợ của thần thức đột nhiên bao phủ Diệp Quân, dưới sự bao phủ của uy áp khủng khiếp này. Diệp Quân cảm thấy như có một tảng đá khổng lồ đè trên ngực, căn bản không thở nổi. Đây không phải là sức mạnh của Cơ Chiến. Cơ Chiến nhìn chằm chằm Diệp Quân, gằn giọng nói, chết đi. Dứt lời, ông ta đột nhiên nhảy lên, lao thẳng về phía Diệp Quân, vừa lao tới, toàn bộ thiên vực lại bắt đầu vỡ tan. Xúc chân cấp 5. Khí tức ông ta tỏa ra còn khủng khiếp hơn cả Diệp Quân lúc ở thời kỳ đỉnh cao. Bị khí tức của Cơ Chiến bao phủ. Giờ phút này Diệp Quân đã không thể nào hô hấp, đôi mắt hắn dần dần khép lại, vào giờ khắc này đất trời bất chợt trở nên yên tĩnh. Ở phía xa, chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, ông ta không còn nghĩ đến việc thực lực của Cơ Chiến tăng lên nữa, bây giờ trong đầu ông ta chỉ có một ý nghĩ, đó chính là ông ta sắp thắng. Bởi vì giờ khắc này Diệp Quân căn bản không thể nào chống lại Cơ Chiến, Diệp Quân chỉ có hai lựa chọn, một là đầu hàng nhận thua, hai là bị Cơ Chiến đánh chết. Cho dù là lựa chọn nào, chủ nhân bút đại đạo cũng thắng. Chỉ cần thắng, ông ta sẽ có thể khôi phục thực lực. Mà ngay lúc này, Diệp Quân ở phía xa đột nhiên mở hai mắt ra, tất cả mọi người ở thiên vực nghe lệnh ta, giúp ta một tay. Dứt lời, hắn giơ cao ý kiếm trong tay, âm thanh như sấm vang quét qua toàn bộ thiên vực. Ta nguyện giúp tộc trưởng. Bên trong thiên vực, từng thanh âm liên tục vang lên rồi trầm xuống. Trong phút chốc, sức mạnh tín ngưỡng vô cùng vô tận từ toàn bộ thiên vực tập hợp lại, tràn vào trong cơ thể Diệp Quân. Sức mạnh tín ngưỡng. Nếu là trước kia, Diệp Quân căn bản không thể nào trong thời gian ngắn mà thu được sức mạnh tín ngưỡng của nhà họ Thiên, nhưng bây giờ, hắn chiến đấu cho nhà họ Thiên, hắn đã có được sự công nhận của người nhà họ Thiên, vì vậy, có thể nói là một người hô hào vạn người hưởng ứng. Trong khoảnh khắc, trật tự tín ngưỡng của Diệp Quân lại xuất hiện lần nữa.
uy áp của kiếm đạo tín ngưỡng chống lại sức mạnh uy áp do cơ chiến giải phóng. Diệp Quân chém xuống một kiếm thật mạnh. Ầm. Chỉ một kiếm, huyết quang tỏa ra trên người cơ chiến đã vỡ nát, cả người ông ta bị đánh bay ra ngoài mấy trăm ngàn trượng. Diệp Quân. Ở phía xa, chủ nhân bút đại đạo hét lên, cậu sử dụng sức mạnh tín ngưỡng. Nói đến đây, ông ta đột nhiên ngừng lại, bởi vì ông ta ý thức được, thứ Diệp Quân vận dụng không phải là sức mạnh tín ngưỡng của vũ trụ quan huyên, mà là của thiên vực, và việc người khác sử dụng sức mạnh của thiên vực, dường như không hề phạm quy. Mặc dù như vậy, nhưng ông ta vẫn phải mắng. Chủ nhân bút đại đạo tức giận nói, cậu lại lợi dụng sức mạnh tín ngưỡng, cậu không biết xấu hổ. Ông ta không ngờ đây mới là con át chủ bài nhất của Diệp Quân. Mặc dù hiện tại sức mạnh tín ngưỡng của các cường giả thiên vực giờ phút này vẫn chưa thuần khiết lắm, nhưng đó vẫn là sức mạnh tín ngưỡng, mà bản thân Diệp Quân chính là kẻ tu luyện đạo trật tự. Giờ phút này hắn có những thứ sức mạnh tín ngưỡng này góp sức, gần như trong nháy mắt đã sống lại. Dẫu sao, các cường giả thiên vực đều mạnh hơn các cường giả vũ trụ quan huyên, điều này bù đắp rất nhiều cho khuyết điểm của sức mạnh tín ngưỡng không thuần khiết. Chỉ một kiếm, Diệp Quân đã chém bay cơ chiến, nhưng thân xác của chính hắn cũng tan nát trong nháy mắt. Diệp Quân chỉ còn lại linh hồn, hắn cũng không để ý đến linh hồn hư ảo của mình, mà quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo cách đó không xa. Thấy Diệp Quân tới, chủ nhân bút đại đạo chợt thấy có gì đó không ổn, người này muốn giết ta. Thế nhưng, Diệp Quân lại không ra tay. Lúc này mặc dù hắn đã tập hợp được vô số sức mạnh tín ngưỡng, thế nhưng, hắn căn bản không dám vung kiếm, bởi vì bây giờ hắn chỉ còn lại linh hồn, mà linh hồn của hắn còn vô cùng yếu ớt, căn bản không chịu nổi một lần vung kiếm của hắn. Bây giờ hắn mới thật sự đã đạt tới cực hạn của mình. Diệp Quân nhìn cơ chiến ở phía xa, lúc này, linh hồn cơ chiến cực kỳ yếu ớt, giữa chân mày ông ta nổi lên một dấu ấn màu đỏ máu. Thấy cơ chiến, chân mày Diệp Quân cau lại, theo lý mà nói, một kiếm vừa rồi hẳn phải hoàn toàn giết chết đối phương. Nhưng mà, đối phương lại còn sống. Ánh mắt Diệp Quân chú ý vào dấu ấn màu đỏ máu giữa chân mày cơ chiến, là vấn đề của dấu ấn. Cơ chiến đang định nói thì ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền ra từ bên trong dấu ấn, phế vật. Dứt lời, dấu ấn đó rung lên kịch liệt, ngay sau đó, một đạo hư ảnh lặng lẽ ngưng tụ từ trong đó, một khắc sau, linh hồn của cơ chiến kia bỗng trở nên hư ảo trong suốt. Đang bị cưỡng ép đoạt xác. Cơ chiến hoảng hốt, ngươi muốn làm gì? Không có chút sức phản kháng nào, cơ chiến bị chiếm đoạt thần hồn, mà ý thức gốc của ông ta đã bị xóa sạch. Làm càn. Chính vào lúc này, tiên tổ của đế quốc trong vùng thời không hư vô đột nhiên hét lên, một luồng uy áp mạnh mẽ nhắm thẳng tới cơ chiến kia. Cơ chiến, giơ tay lên đánh một quyền. Chỉ một quyền, lại hạ gục tiên tổ của đế quốc. Tất cả mọi người đều choáng váng. Cơ chiến, nhìn lướt qua mọi người trong sân với vẻ mặt đầy khinh thường, một lũ kiến hôi. Một bầy kiến hôi. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn cơ chiến bị đoạt xác, vẻ mặt kinh ngạc. Cường giả thần bí này là ai? Tổ tiên đế quốc vậy mà lại bị một quyền đánh nát. Lúc này đây, người của hai bên đều mơ màng, tuy cường giả thần bí này đánh tổ tiên đế quốc, nhưng cường giả nhà họ Thiên cũng lộ vẻ mặt đề phòng, vì câu nói vừa rồi của tên kia không phải chỉ nói đế quốc, mà là tất cả mọi người ở đây. Diệp Quân nhìn cường giả thần bí trước mắt này, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Chủ nhân bút đại đạo nhìn cường giả thần bí kia, cũng nhíu mày lại. Cường giả bí ẩn chậm rãi nhắm mắt lại, ông ta siết chặt nắm tay, một luồng uy thế đang sợ chợt bao trùm khắp toàn bộ thiên vực. Tất cả mọi người lập tức nghẹt thở. Mọi người hoảng hốt. Diệp Quân cũng vô cùng khiếp sợ, thực lực của cường giả thần bí này có chút vượt quá nhận thức của hắn. Quá khủng bố. Hơn nữa đối phương còn không phải bản thể, ông ta chỉ dùng một cách đặc biệt để đã khống chế cơ chiến. Nói cách khác, đối phương căn bản không ở đây. Nếu là bản thể đến, Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là chi viện của tên chủ nhân bút đại đạo này mời tới. Nhưng khi thấy vẻ mặt nghi hoặc của chủ nhân bút đại đạo, hắn phải nhíu mày lại, lẽ nào đồ chó này cũng không biết tên kia. Vậy ông ta mọc ra từ đâu? Cường giả thần bí đột nhiên mở mắt ra, ông ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo. Người chính là chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo nhìn đối phương, người biết ta.
Cường giả thần bí đánh giá chủ nhân bút đại đạo một lượt rồi nở nụ cười, năm đó ta nghe nói ngươi cũng là một nhân vật không tầm thường, không ngờ ngươi lại kém cỏi như thế. Quả là làm người ta quá thất vọng. Chủ nhân bút đại đạo. Cường giả bí ẩn hít một hơi thật sâu, ánh mắt của ông ta chợt trở nên dữ tợn, đột nhiên, ông ta giương khẽ hai tay lên, trong phút chốc, toàn bộ dung nham sâu TNG mặt đất chợt sôi lên ủng ục rồi phóng lên trời, cao tận mấy triệu trượng. Những dung nham này còn mang theo một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Tất cả cột lửa dung nham phóng lên trời, đâm thẳng vào sâu trong tinh không, ngay sau đó, tất cả linh khí vùng vũ trụ này lập tức bị một luồng sức mạnh đáng sợ nuốt chửng. Không chỉ như vậy, mà tất cả linh khí của các sinh linh này đều bị cưỡng chế rút ra. Tất cả mọi người đều hoang mang. Phệ linh đạo. Đúng lúc này, chủ nhân bút đại đạo ở phía xa đột nhiên cả kinh nói, người đến từ đại hư trong truyền thuyết. Ồ, người bí ẩn kia quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, cười nói, người cũng biết nơi đó à, đúng là có tài. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm đối phương, ta với ngươi không thù không oán. Cũng không phải ông ta sợ đối phương, chủ yếu là ông ta cảm thấy không cần phải đối đầu với tên kia, như ông ta nói, giữa bọn họ không thù không oán. Người bí ẩn kia cũng nở nụ cười, sao thể, ngươi sợ à? Ha ha! Chủ nhân bút đại đạo. Người thần bí cười khẩy, các ngươi đều chạy không thoát. Nói rồi, ông ta nhấc khẽ hai tay lên, một kết giới thần bí chợt bao trùm lấy tất cả mọi người nơi đây. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm giác được linh khí trong cơ thể mình bắt đầu không tự chủ được tuôn ra, bị hút về phía những cột sáng dung nham kia. Mẹ kiếp! Chủ nhân bút đại đạo giận tím mặt, bởi vì đối phương còn cướp đoạt cả linh khí của ông ta nữa. Ông ta đang định ra tay nhưng chợt nghĩ đến gì đó. Ông ta đột nhiên quay về phía Diệp Quân, tên khốn kiếp, máu dùng tín ngưỡng của ngươi đánh ông ta đi. Diệp Quân liếc mắt sang, không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo nói, bản thể của ông ta đang ở vũ trụ này, ông ta muốn mượn linh khí ở đây để loại bỏ phong ấn. Bây giờ không đánh ông ta, chờ đến khi bản thể xuất thế thì tất cả đều phải chết. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta đánh không lại, ông muốn đánh thì tự đánh đi. Chủ nhân bút đại đạo cả giận nói, ngươi không đánh, ngươi không chết, nhưng tất cả mọi người ở thiên vực đều phải chết. Diệp Quân trầm mặc. Chủ nhân bút đại đạo gắt gao nhìn ông ta, lại nói, nhiều nhất một phút, bản thể ông ta sắp thoát ra rồi. Ngươi có chắc là không đánh không? Cười chết ta. Phía chân trời, cường giả thần bí kia đột nhiên cười to nói, một đống rác gọi một đống rác khác đến đánh ta. Thật là thú vị. Sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo vô cùng âm trầm. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí, lúc này linh khí của tất cả mọi người ở đây đều đang bị tên kia cưỡng chế cướp đoạt, mà họ đều không thể phản kháng được. Nếu như hắn không có sức mạnh tín ngưỡng thì hắn cũng không thể phản kháng lại được, nhưng lúc này nhờ có tín ngưỡng bổ trợ nên sức mạnh thần bí kia không thể khống chế được hắn. Nhưng hắn cũng không chắc có thể đánh lại được đối phương, dù sao thì bây giờ hắn đang trong trạng thái trọng thương. Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, không nói gì. Thế nhưng chủ nhân bút đại đạo đã ý của Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía người thần bí. Lúc này đây, tên kia cũng đang nhìn ông ta và Diệp Quân, trong mắt tràn ngập sự khiêu khích. Chủ nhân bút đại đạo nói, ra tay. Vừa dứt lời, ông ta lập tức hóa thành từng luồng đạo ấn xông lên, bắn thẳng về phía người thần bí kia. Ông ta vốn định liên thủ với tên thần bí này, nhưng phát hiện đối phương cũng là một loại không coi ai ra gì. Chỉ là một phân thân thôi mà đã khinh thường người khác như vậy, nếu bản thể xuất hiện thì ông ta còn đường sống không? Mẹ kiếp! Đáng chết! Nhìn thấy Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo cùng ra tay, người thần bí kia chỉ nở nụ cười, trong đó tràn ngập vẻ xem thường. Ông ta giương tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng đè xuống, trong phút chốc, một cái ấn máu từ trong lòng bàn tay ông ta đột ngột bắn thẳng xuống. Ầm ầm! Ấn máu vừa hạ xuống. Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo trong nháy mắt bị đánh bay, ngay sau đó, hai luồng sáng đỏ bao trùm lấy Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo, Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo đồng thời bị trấn áp ngay tại chỗ. Diệp Quân cầm kiếm trong tay, sức mạnh tín ngưỡng trong cơ thể không ngừng tuôn ra, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lại luồng sáng đỏ kia, không chỉ thế, thần hồn vừa khôi phục được một chút lại vì một kiếm vừa rồi mà bị trọng thương, trở nên vô cùng mờ ảo. Ở phía chân trời, tên thần bí kia khinh thường nhìn Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo, chỉ thế thôi à?
Sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo cực kỳ khó coi, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, tên khốn kiếp, không phải ngươi biết đánh nhau lắm à? Sao giờ lại yếu thế? Tên thần bí đột nhiên quay sang chủ nhân bút đại đạo, cái ngữ này nói nhiều quá. Dứt lời, ông ta phất tay áo lên, ấn máu kia lập tức đánh mạnh về phía chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo lập tức biến sắc, ông ta đưa tay ra, một đạo ấn xuất hiện che trước người. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, đạo ấn của ông ta đã bị phá nát, sức mạnh khổng lồ kia đánh ông ta bật ra xa mấy vạn trượng. Chủ nhân bút đại đạo muốn thừa cơ hội này bỏ chạy, nhưng tên thần bí kia tất nhiên không có ý định buông tha cho ông ta, thế là cách không vung đấm về phía ông ta, ấn máu kia lập tức hóa thành một cột sáng màu đỏ tươi bắn thẳng về phía chủ nhân bút đại đạo. Bất đắc dĩ, chủ nhân bút đại đạo chỉ có thể dừng lại, ông ta bỗng xoay người, tay bấm một pháp quyết, thủ pháp xong, một luồng sáng vàng hiện lên, nhưng không phải dùng để tấn công, mà là phòng thủ. Luồng sáng vàng kia vừa tiếp xúc với ấn máu đã ầm ầm vỡ vụn, sức mạnh to lớn lại lần nữa đánh văng ông ta ra ngoài. Căn bản không phải là đối thủ. Phía xa, Diệp Quân nhìn thấy tình cảnh này thì sắc mặt trầm xuống, nếu hắn không bị thương, còn ở trạng thái đỉnh cao thì dựa vào sức mạnh tín ngưỡng vẫn có thể đánh được một trận với đối phương, nhưng bây giờ hắn chỉ lực bất tòng tâm. Diệp Quân quay đầu nhìn xung quanh, linh khí của mọi người đều đang bị điên cuồng cướp đoạt. Không chỉ mọi người ở đây mà toàn bộ linh khí khắp vũ trụ này cũng đều đang bị cướp đoạt tàn nhẫn. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tên này chạy từ đâu đến. Bên trên bầu trời xanh thẳm, người thần bí liếc nhìn chủ nhân bút đại đạo vừa bị đánh bay, lắc đầu, ngươi còn kém hơn cả ta nghĩ. Danh tiếng của ngươi là ba hoa trích chòe hết hà. Chủ nhân bút đại đạo cả giận nói. Mẹ nó, ngươi không thấy sức mạnh đạo pháp của ta bị phong ấn à? Hả? Người thần bí liếc ông ta một cái, không bị phong ấn thì ngươi cũng kém. Chủ nhân bút đại đạo. Người thần bí xòe tay ra, ấn máu kia trở lại lòng bàn tay ông ta, nhìn ấn màu đó, ông ta như nghĩ đến điều gì mà đột nhiên trở nên dữ tợn. Phía xa, chủ nhân bút đại đạo nhìn xuống Diệp Quân, tên khốn kia, ngươi có đánh được không? Diệp Quân liếc mắt nhìn ông ta. Ông nghĩ sao? Chủ nhân bút đại đạo do dự một chốc rồi nói, ta có thể giúp ngươi khôi phục thần hồn và thân thể. Diệp Quân có chút kinh ngạc. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói lời nào. Tất nhiên Diệp Quân hiểu ý của chủ nhân bút đại đạo, trước tiên giải quyết người này. Chủ nhân bút đại đạo gật gật đầu, ông ta xòe tay ra, một đạo ấn ngưng tụ trong tay, tay trái ông ta bấm quyết, đạo pháp thiên địa, vạn pháp tự nhiên, dẫn đạo tụ thần. Dứt lời, ông ta bấm tay một cái, chiếc đạo ấn kia đột nhiên hóa thành một luồng sáng bay đến chỗ Diệp Quân. Luồng sáng kia chui vào giữa hàng mày hắn, trong phút chốc, vô số sức mạnh đạo pháp từ trong thiên địa hội tụ đến, bắt đầu cuồn cuộn hội tụ lại chữa trị cho thần hồn Diệp Quân. Diệp Quân bỗng cảm nhận được toàn thân có một luồng sức mạnh bát ngát đang cuộn trào. Chẳng mấy chốc, thần hồn hắn đã được chữa trị thần tốc, không chỉ thế, thân thể hắn cũng được đắp nặn lại một lần nữa. Thấy cảnh này, người thần bí ở phía chân trời liếc mắt nhìn chủ nhân bút đại đạo, cười nói, đạo ngoại đạo. Xem ra ngươi cũng chẳng phải thứ vô tích sự lắm. Chủ nhân bút đại đạo tức đến gần thổ huyết. Phía xa, Diệp Quân hít một hơi thật sâu, tuy hắn không khôi phục lại được trạng thái đỉnh cao, nhưng lúc này cũng đã hồi phục được 4/5 phần 10 rồi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí. Một khắc sau, hắn lập tức hóa thành một luồng kiếm quang chém về phía ông ta. Người thần bí vung tay áo lên, ấn máu kia mạnh mẽ đánh về phía Diệp Quân. Ầm ầm, tiếng nổ vang đùng đoàng, một luồng kiếm quang cùng ánh sáng đỏ đồng thời bắn ra, Diệp Quân bị chấn lùi về chỗ cũ. Cùng lúc đó, thân thể hắn vừa được chủ nhân bút đại đạo ngưng tụ lại cũng lần nữa nứt vỡ. Người thần bí liếc mắt nhìn Diệp Quân, sau đó lại quay sang nhìn chủ nhân bút đại đạo ở cách đó không xa, trong mắt không hề che giấu sự xem thường, đây là đạo ngoại đạo của ngươi à? Đúng là kém cỏi vô cùng. Chủ nhân bút đại đạo. Mặt chủ nhân bút đại đạo đen kịt như màu than. Trước giờ ông ta đối mặt với nhà họ Dương cũng chưa bị nhục nhã thế này. Con bà nó. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Bên kia, thân xác lại vỡ nát khiến Diệp Quân phải hít vào một hơi, cảm nhận được mình đã đi đến giới hạn. Mỗi lần hắn rút kiếm đều gây thương tổn đến thể xác và linh hồn. Khiến cái trước không chịu nổi mà vỡ ra, cái sau thì cũng ngấp nghé. Đã không có Thanh Huyền trong tay,
nếu tiếp tục tấn công nữa thì thần hồn hắn cũng không còn. Diệp Quân nhìn lên, thấy trên trời cao đang tụ lại một vùng linh khí vô tận như biển. Hắn hỏi chủ nhân bút đại đạo, ông còn giấu bài gì không đấy? Ông ta chỉ liếc xéo hắn. Thế là hắn biết lão chó già này nhất định còn gì đó chưa tung ra. Hắn bèn nói, ta cũng có. Chủ nhân bút đại đạo chỉ khinh thường nhìn sang. Thế là Diệp Quân cũng ngậm miệng. Hai người mặc cho người bí ẩn kia tiếp tục cướp đoạt linh khí. Diệp Quân là không thể ra tay, còn chủ nhân bút đại đạo là vì đang đề phòng hắn, vì ông ta vẫn xem Diệp Quân là kẻ địch chủ yếu. Người bí ẩn thấy cả hai đứng im như phỗng thì bật cười. Ta từng nghe chủ nhân bút đại đạo là kỳ nhân bậc nhất thế gian, không chỉ khống chế đạo pháp mà còn cai quản đại đạo bên ngoài. Hôm nay gặp mặt, nào ngờ chỉ là một tên lừa bịp, thất vọng vô cùng. Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo không nói lời nào. Người bí ẩn mặc kệ ông ta, nhưng thôi, người trên đời hầu hết đều là hạng mua danh trục lợi mà. Người đi đi, đi. Diệp Quân giải cả người. Vãi ò, thằng cha này nói cái qué gì đấy? Muốn thả chủ nhân bút đại đạo đi là thế nào? Chủ nhân bút đại đạo thoáng sửng sốt nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều mà xoay người. Đúng lúc đó, người bí ẩn lại hỏi, có biết vì sao ta thả ngươi không? Chủ nhân bút đại đạo tiếp tục bước đi, người bí ẩn nói, vì ngươi không xứng. Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo dừng lại. Người bí ẩn cười rộ lên, quả thật không xứng. Chủ nhân bút đại đạo đối mặt gã, cười nói. Xem ra ta đã cho mi đủ thể diện rồi. Thân thể ông ta bốc cháy. Uỳnh. Khí tức hùng hậu hội tụ lại từ bốn phương. Đốt cháy cả đạo và pháp. Diệp Quân nheo mắt, nhận ra lão chó già này đang chuẩn bị liều mạng thật. Đạo pháp của chủ nhân bút đại đạo vốn không thuộc về thế giới này, nên một khi thiêu đốt thì đạo pháp của thế giới này lại chịu không nổi, toàn bộ trật tự bắt đầu tan vỡ thành từng mở. Những ngọn lửa đạo pháp ùa tới như thủy triều. Nụ cười đọng lại trên mặt người bí ẩn. Chủ nhân bút đại đạo gần giọng, đập gã ra bã cho ta. Rồi hóa thành một ngọn lửa sáng rực phụt tới. Đúng là liều mạng. Ông ta vốn định giữ chiêu này lại để đối phó Diệp Quân. Ai mà biết thằng danh con ấy còn giấu cái gì trong tay chứ. Nhưng bây giờ thì ông ta bất chấp. Pha này không đánh cho hả giận thì cả đời ăn ngủ không yên. Con mẹ nó cho mày xem thường tao này. Thấy chủ nhân bút đại đạo đã ra tay, Diệp Quân lập tức tranh thủ. Phải trị thương. Mau lên. Có thần liên trong người, hắn chỉ cần tập trung là có thể khôi phục nhanh chóng. Thiên liên chạy đến, đặt hai đóa thần liên cạnh ngực Diệp Quân. Hai đóa sen cuối cùng của nhà họ Thiên. Thuộc quyền sở hữu của cô ta với tư cách là người thừa kế chức tộc trưởng, cho dù bị thương nặng cũng không đem ra dùng. Nhờ có chúng mà thần hồn của Diệp Quân mới được chữa trị nhanh chóng. Bên kia, chủ nhân bút đại đạo lao tới như một quả cầu lửa. Người bí ẩn cảm nhận được sức mạnh của ông ta thì không dám xem thường, vung tay gọi huyết ấn hóa thành huyết lôi giáng xuống. Duỳnh! Tiếng nổ đinh tai vang lên, lửa và sấm sét đồng thời bùng nổ liên tục, cuốn phăng đi hết thẳng, hất tung hai đối thủ đi. Lực xung kích ập đến chỗ Diệp Quân, TSL lập tức đứng ra, dùng sức mạnh còn lại điều khiển Trường Minh Thần đang ngăn cản từng đợt sóng. Người nhà họ Thiên cũng nhanh chóng chạy tới bảo vệ Diệp Quân. Phát hiện linh hồn mình mờ đi, người bí ẩn trông khó chịu ra mặt. Chiêu vừa rồi của chủ nhân bút đại đạo đã khiến gã trọng thương. Lại còn có đạo pháp nằm ngoài thế giới này trấn áp gã. Gã mở miệng, xem ra ta đã khinh thường ngươi, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chủ nhân bút đại đạo nghe vậy thì máu nóng lên đầu, ra vẻ con bà mày. Rồi mặc kệ thương thích của bản thân mà lại lao tới. Mang theo một cột lửa như sấm chớp. Người bí ẩn nheo đôi mắt đầy sát khí, tay cầm huyết ấn hóa thành nắm đấm vung tới. Ầm, cú va chạm trời long đất lở, lửa và máu tuôn ra như thác, sức mạnh bùng nổ lan tràn khắp nơi. Chủ nhân bút đại đạo dừng lại, tiếp tục tấn công người bí ẩn. Thật sự liều mạng với nhau. Diệp Quân thấy cảnh này thì mắt nhảy liên hồi. Cảm thấy ban nãy mà chủ nhân bút đại đạo dùng chiêu này với hắn thì hắn đã không chịu được rồi. Giấu bài cũng sâu ghê. Mà hắn biết sở dĩ ông ta không dùng nó là vì đang ngại hắn cũng còn giấu bài, hơn nữa ngay từ đầu vẫn để lại một mắt đề phòng cơ chiến nên vẫn chưa thật sự tung hết sức. Nào ngờ bây giờ chủ nhân bút đại đạo lại bị người bí ẩn nhòm ngó đến.
Nếu đây là nơi vắng vẻ thì ông ta còn có thể nhịn cho qua, nhưng trước mặt Diệp Quân thì tuyệt đối không. Bằng không sẽ trở thành trò cười cả đời. Sống trên đời này, có ai lại chẳng muốn giữ thể diện. Diệp Quân lại vội vàng chữa thương, hạ quyết tâm lát nữa giết người bí ẩn, sau diệt chủ nhân bút đại đạo. Bên kia, chủ nhân bút đại đạo như quả cầu lửa tấn công người bí ẩn. Người sau có ưu thế về sức mạnh, nhưng người trước đã mặc kệ sống chết, hai bên lưỡng bại câu thương. Bên phe đế quốc cũng không hiểu gì. Trước tiên, cơ chiến đã chết. Không có thủ lĩnh nên chúng đi không được, ở cũng không xong, chỉ còn chút hy vọng gửi gắm cho chủ nhân bút đại đạo. Người nhà họ Thiên cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này, nhưng họ chỉ cần biết Diệp Quân không sao là được. Bọn họ vây hắn vào giữa. Muốn đụng đến hắn thì phải vượt qua họ trước. Chủ nhân bút đại đạo vẫn còn đang tấn công người bí ẩn. Sức mạnh hai bên như núi lửa dâng trào khiến cường giả giới ngoại cũng không dám lại gần. Một hồi sau, chủ nhân bút đại đạo hết sức. Linh hồn ông ta mờ ảo như khói, không nhờ có cái ấn giữa trán thì đã sớm bị hủy diệt. Người bí ẩn cũng không ổn lắm, linh hồn mờ ảo, khí tức hỗn loạn, rõ ràng đã trọng thương. Hai bên đều chịu thiệt. Những tầm mắt đầy sát ý phóng về phía người bí ẩn. Gã phát giác được thì cười, hôm nay ta tha chết cho ngươi. Rồi giơ cao huyết ấn, tụ tập linh khí rồi di chuyển ra xa. Chủ nhân bút đại đạo thấy vậy thì la lên với Diệp Quân, gã định giải phong ấn bản thể đấy. Ngăn lại. Bản thể. Diệp Quân giật mình, bỏ dở chữa thương mà đuổi theo, bỗng hắn dừng lại. Thấy hắn nhìn mình, chủ nhân bút đại đạo thoáng sững người, gì? Ngươi nghĩ ta còn chiêu gì à? Diệp Quân, ông cũng đuổi theo. Hắn muốn giải quyết ông ta trước nhưng vẫn nhịn lại. Lỡ như ông ta còn giấu bài thì đánh nhau bây giờ là quá ngu. Chủ nhân bút đại đạo chỉ gật đầu. Cả hai đều muốn làm thịt nhau, nhưng đều biết trước tiên phải giải quyết người bí ẩn. Diệp Quân nói với Thiên Diêm, ông đợi ở đây, đừng theo. Rồi cùng chủ nhân bút đại đạo biến mất. Người bí ẩn quá mạnh, người nhà họ Thiên đuổi theo cũng không giúp được gì, mà phe đế quốc vẫn còn đó. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo. Ông ta chỉ nói, nếu ngươi thấy ta hết bài rồi thì cứ ra tay, khỏi nhìn. Diệp Quân, ta không phải hạng người như vậy. Chủ nhân bút đại đạo quát, cút ngay. Thiên vực, cường giả nhà họ Thiên, đế quốc và các cường giả trụ tộc đối mặt nhau từ phía xa, hai bên nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch, dương cung bạt kiếm. Nhưng lại không hề ra tay. Hiện giờ đứng đầu nhà họ Trụ là tiên tổ của trụ tộc, sắc mặt ông ta giờ đang vô cùng khó coi, vốn tưởng là một bàn cờ đã nắm chắc phần thắng, bây giờ lại thành ra như vậy. Cục diện bây giờ có phần bất lợi với bọn họ. Tiên tổ nhà họ Thiên liếc nhìn đám người đế quốc, cuối cùng ánh mắt ông ta dừng lại trên người tiên tổ trụ tộc, nếu bây giờ trụ tộc rút lui, nhà họ Thiên ta sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa. Chỉ cần trụ tộc rời đi, nhà họ Thiên sẽ có lợi thế rất lớn trước đế quốc, bởi vì linh hồn tiên tổ của đế quốc đã biến mất, nhưng ông ta vẫn còn, có thể nói, chỉ cần trụ tộc rút lui, nhà họ Thiên nhất định sẽ giành thắng lợi trong trận chiến này. Nghe tiên tổ nhà họ Thiên nói vậy, một đám cường giả đế quốc lập tức biến sắc, đồng loại nhìn tiên tổ trụ tộc, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Nghe thấy lời của tiên tổ nhà họ Thiên, tiên tổ trụ tộc lại cười lớn, ta thừa nhận, lần này trụ tộc ta đã liều lĩnh chọn phe, quả thực có phần mạo hiểm, nhưng như vậy thì sao? Trụ tộc ta thắng được cũng thua được, tiên tổ nhà họ Thiên ta nói cho ông biết, trụ tộc ta tuyệt đối sẽ không lật lọng, làm một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ, hôm nay, trụ tộc ta sẽ cùng đế quốc đồng sinh ra tử, nhà họ Thiên các người có bản lĩnh thì tới diệt trụ tộc ta đi. Nghe tiên tổ trụ tộc nói vậy, trong lòng đám cường giả đế quốc lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn một đám cường giả nhà họ Thiên, trong mắt lửa giận ngút trời. Tiên tổ nhà họ Thiên cũng có phần bất ngờ, nhưng rất nhanh ông ta lại mỉm cười, vậy thì chiến đấu thôi. Chuyện đã tới nước này, hai bên ngoại trừ ngươi chết ta sống, cũng đã không còn đường nào khác rồi. Tiên tổ trụ tộc nói, chúng ta đánh tới mức ngươi chết ta sống thì có ý nghĩa gì? Kết quả cuối cùng không phải còn chờ xem Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo sao? Tiên tổ nhà họ Thiên trầm mặc. Tiên tổ trụ tộc cười nói, có lẽ chẳng bao lâu nữa bọn họ có thể phân thắng bại rồi, đợi xem sao. Tiên tổ nhà họ Thiên ngẩng đầu lên nhìn phía cuối chân trời, vậy đợi thử xem. Đúng như tiên tổ trụ tộc nói, bọn họ ở đây đánh nhau ác liệt hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì,
bởi vì kết quả cuối cùng còn phải xem chủ nhân bút đại đạo và Diệp Quân. Hai người họ ai sẽ thắng? Tiên tổ nhà họ Thiên nhìn về phía cuối chân trời xa xa, yên lặng không nói. Ông ta cũng không dám chắc chắn. Bởi vì cho dù là chủ nhân bút đại đạo hay là Diệp Quân, thì trước mắt họ đều không phải là những người mà bọn họ có thể chống lại được, xuất thân của hai người, ngay cả ông ta cũng nhìn không thấu. Lúc này, Thiên Diêm dẫn theo Thiên Liên đi tới bên cạnh tiên tổ nhà họ Thiên, ông ta nhỏ giọng nói, tiên tổ, đây là Thiên Liên, là phu nhân của tộc trưởng. Phu nhân, Thiên Liên khẽ sửng sốt, có phần ngạc nhiên nhìn Thiên Diêm. Tiên tổ nhà họ Thiên nhìn Thiên Liên, không nói gì, tất nhiên ông ta biết Diệp Quân và Thiên Liên chỉ là quan hệ gặp dịp thì chơi. Thiên Diêm do dự một lát rồi nói, tiên tổ, nếu tộc trưởng thắng, ta hy vọng hắn và Thiên Liên có thể vì nhà họ Thiên ta sinh ra. Đại trưởng lão, Thiên Liên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thiên Diêm, sắc mặt có phần trắng bệch. Thiên Diêm không dám nhìn vào ánh mắt của cô ta, ông ta thấp giọng thở dài, nhà đầu, ta biết không ai thích bị ép buộc. Ta cũng không muốn làm những chuyện như thế này, nhưng cô nên biết rằng đây là một lựa chọn tốt nhất với nhà họ Thiên ta. Tiên tổ nhà họ Thiên lại lắc đầu, người sai rồi. Thiên Diêm nhìn tiên tổ nhà họ Thiên, tiên tổ nhà họ Thiên nói, vị Diệp công tử này hiện giờ qua lại với nhà họ Thiên ta, quý là ở sự thẳng thắn, nếu bây giờ nhà họ Thiên bắt đầu tính kế, thì sẽ chỉ lợi bất cập hại. Hơn nữa, nhà họ Thiên ta đứng giữa trời đất, dám nhận là đường đường chính chính, há lại hy sinh phụ nữ trong tộc mình để giành lấy lợi ích. Thiên Diêm nhìn tiên tổ nhà họ Thiên. Tiên tổ nhà họ Thiên tiếp tục nói, nếu như bọn họ lưỡng tình tương duyệt, đó tất nhiên là chuyện tốt, nếu hai bên đã không có tình cảm vậy làm bạn bè là được rồi. Dứt lời, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Thiên Liên, nhớ kỹ, hãy làm theo trái tim mình, thích chính là thích. Nhà họ Thiên không cần một người phụ nữ phải đi hy sinh bản thân mình, nếu thực sự có chuyện đó, nhà họ Thiên này bỏ đi cũng được. Thiên Liên hành lễ thật sâu, rõ. Con cháu của nhà họ Thiên có mặt ở đây cũng đồng loạt hành lễ, vẻ mặt cung kính. Ánh mắt Thiên Diêm lóe lên một tia phức tạp, tầm nhìn của mình. Thực sự quá hạn hẹp rồi. Tiên tổ nhà họ Thiên ngẩng đầu lên nhìn phía chân trời, trong mắt hiện ra sự lo lắng. Khoảng một khắc sau, Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo đã tới thần quãng giới ngoại. Lúc này, ở sâu bên trong tòa thần quãng giới ngoại, từng luồng linh khí khủng bố đang không ngừng tràn ra, những linh khí này đã trở thành vật chất, ngưng tụ lại thành khí lưu, bao trùm lấy cả trời đất này. Thấy cảnh này, sắc mặt chủ nhân bút đại đạo vô cùng u ám, ông ta muốn phá phong ấn, đi. Dứt lời, ông ta đi về phía trước, nhưng đi được hai bước ông ta lại dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Quân. Đồ xảo trá, cậu sẽ không giở trò sau lưng ta đấy chứ? Diệp Quân bình tĩnh đáp, câu này nên là ta hỏi ông mới đúng. Chủ nhân bút đại đạo cười khẩy, không nói thêm gì nữa, ông ta đi sâu vào bên trong thần quãng giới ngoại. Diệp Quân liếc nhìn phía sau đầu chủ nhân bút đại đạo, sau đó cũng đi theo. Rất nhanh, hai người dọc theo đường lớn đi sâu vào trong lòng đất, chưa đi được bao lâu, bọn họ phát hiện bức tường ở bốn xung quanh đã biến thành màu máu kỳ dị. Không chỉ vậy, còn có máu tươi không ngừng rỉ ra từ trong bức tường, dưới chân đã biến thành một hồ máu. Chủ nhân bút đại đạo và Diệp Quân cùng cau mày lại. Hai người tiếp tục đi về phía trước, khoảng một khắc sau, hai người tới trước một cánh cửa máu, đằng sau cánh cửa máu tản ra từng luồng khí tức tà ác, bên trong luồng khí tức này còn bao hàm hận ý và lệ khí, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cho dù là huyết mạch phong ma vĩnh viễn của Diệp Quân thì cũng có phần khó thích ứng được khi cảm nhận luồng hận ý và lệ khí này, bởi vì hận ý và lệ khí thực sự quá mạnh. Tên này đã bị phong ấn bao lâu rồi? Chủ nhân bút đại đạo đi tới trước cánh cửa máu, ông ta đánh giá qua cánh cửa máu này rồi đột nhiên cau mày, mật ấn. Đạo pháp của mật tông. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, mật tông gì? Chủ nhân bút đại đạo lạnh giọng nói, không phải cậu rất thông minh sao? Đoán thử xem. Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên duỗi một ngón tay ra, rất nhanh, cánh cửa máu khẽ chấn động, ngay sau đó, cánh cửa máu từ từ mở ra hai bên, vừa mở ra, một luồng lệ khí và hận ý ngập trời như thủy triều cuồn cuộn lao tới. Diệp Quân phất tay áo lên, sức mạnh huyết mạch trào dâng, trực tiếp hấp thụ toàn bộ chỗ hận ý và lệ khí đó. Chủ nhân bút đại đạo mặc dù không ra tay, nhưng đám lệ khí và hận ý đó lại không thể đến gần ông ta. Hai người đi vào bên trong cánh cửa máu,
Vừa bước vào, một bức tượng Phật khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo. Bức tượng Phật đó cao khoảng 100 trượng, khắc từ đá lớn mà thành, hai tay chắp lại trang nghiêm. Phía dưới bức tượng có một người đàn ông áo đen đang ngồi đó, dưới thân người đàn ông áo đen có khắc một ký tự khổng lồ. Trước mặt người đàn ông áo đen còn trôi nổi một linh hồn hư ảo, chính là linh hồn của cơ chiến. Hiển nhiên, người đàn ông áo đen ngồi đó mới là bản thể chân chính của ông ta. Chủ nhân bút đại đạo nhìn bức tượng Phật đó, hai mắt khẽ nheo lại, Phật sống mật tông. Sao có thể? Diệp Quân quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn hắn, sao, muốn biết à? Cầu xin ta đi, cậu cầu xin ta rồi ta sẽ nói cho. Diệp Quân trực tiếp cắt đứt lời ông ta, đánh lại được cô ta không? Chủ nhân bút đại đạo. Xa xa, luồng hư ảnh đó đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo, ông ta mỉm cười, muốn ngăn cản ta sao? Thật nực cười, thật nực cười. Dứt lời, ánh mắt ông ta dừng lại trên người chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo, phải nói rằng kiến thức của ông quả thực rất rộng, ngay cả Phật sống mật tông mà cũng biết. Nhưng biết nhiều thì cũng có tác dụng gì? Vẫn không phải yếu đuối như một tên phế vật hay sao? Chủ nhân bút đại đạo giận dữ chỉ vào hư ảnh, con mẹ nó. Ông ngạo mạn cái gì? Hả? Hư ảnh mỉa mai nói, vô năng sủa loạn. Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo tức giận tới mức một quyền đánh mạnh về phía hư ảnh, nhưng sức mạnh của ông ta còn chưa tới gần hư ảnh đã biến mất không còn dấu vết. Thấy cảnh này, chủ nhân bút đại đạo sửng sốt. Hư ảnh mỉa mai nói, phế vật. Chủ nhân bút đại đạo. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại, bởi vì hắn phát hiện có điểm gì đó không đúng, Phật ấn mà người đàn ông áo đen ở cách đó không xa ngồi lên đang dần trở lên ảm đạm. Tên này sắp thoát ra ngoài rồi. Tay phải Diệp Quân nắm chặt ý kiếm, đang định ra tay thì luồng hư ảnh đột nhiên cười lớn, tiếng cười như sấm rền. Lúc này sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo trở lên vô cùng khó coi. Trong cơ thể người đàn ông áo đen đang ngồi xếp bằng đột nhiên tràn ra một luồng khí tức cực kỳ khủng bố, chỉ là một luồng khí tức mà lại khiến cho Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo hít thở không thông. Bây giờ hai người đã trực tiếp bị chấn áp. Sắc mặt của Diệp Quân nghiêm túc, luồng khí tức này. Đừng nói là trạng thái hiện giờ của hắn, cho dù là trạng thái đỉnh cao của hắn cũng đánh không lại. Chủ nhân bút đại đạo chợt lui về phía sau. Muốn chạy. Nhưng một giây sau, một luồng khí tức trực tiếp khóa chặt ông ta lại. Hư ảnh nhìn chủ nhân bút đại đạo, cười nói, bây giờ muốn trốn sao? Cái đầu heo này, ông nghĩ thế nào vậy? Chủ nhân bút đại đạo. Khí tức của người đàn ông áo đen càng lúc càng mạnh, phong ấn sắp bị phá vỡ. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân, gọi người, nhanh lên. Diệp Quân cau mày lại. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, nhanh gọi người tới, cậu gọi thì không tính là cậu thua, nhanh lên. Diệp Quân lắc đầu, không. Chủ nhân bút đại đạo có phần sốt ruột, con mẹ nó, ta đã nói là không tính là cậu thua, tên này sắp phá phong ấn rồi, một khi phong ấn bị phá bỏ, chúng ta đều phải chết. Diệp Quân nhìn người đàn ông áo đen ở phía xa xa, không gọi. Chủ nhân bút đại đạo tức giận nhìn hắn, ta đã nói rồi, cậu gọi người lần này không tính cậu thua. Cậu nghe không hiểu ý của ta sao? Diệp Quân lắc đầu. Xa xa, cơ thể của người đàn ông áo đen đột nhiên cử động. Trái tim của chủ nhân bút đại đạo đập mạnh, ông ta lại nhìn Diệp Quân một lần nữa, vội nói, đại ca, đã là lúc nào rồi? Cậu đừng giận dỗi nữa, mau. Mau gọi ông nội cậu, cô cậu hay cha cậu cũng được, gọi bừa một người đi, mau lên, con mẹ nó. Diệp Quân quan sát người đàn ông áo đen ở phía xa xa, ta phải dựa vào chính mình. Đệt, sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo cứng đờ, cậu bị bệnh. Ở phía xa, khí tức của người đàn ông mặc áo đen ngồi xếp bằng ở dưới đất bây giờ đã đạt đến mức độ vô cùng khủng bố, chỉ một luồng khí tức đã nghiền ép Diệp Quân với chủ nhân bút đại đạo không thở được. Đây chắc chắn không phải người bây giờ bọn họ có thể đối kháng. Nhìn thấy cảnh tượng này, chủ nhân bút đại đạo run rẩy nói, đồ ngốc, cậu đừng miễn cưỡng nữa, cậu nghe ta nói con người sống ở trên đời, ai dám nói bản thân 100% không dựa vào người khác. Hơn nữa, cô của cậu, ông nội và cha của cậu đều là người của mình, gọi người của mình đó chính là lẽ bất di bất dịch. Cậu có hiểu không? Hai tay của Diệp Quân nắm chặt, gọi nhiều người sẽ có sự ỷ lại. Sẽ có thần trong lòng, ta muốn dựa vào bản thân.
Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, biểu cảm đó giống như không cẩn thận ăn phải phân, nhưng ông ta vẫn cố nhịn lại sự buồn nôn trong lòng, tiếp tục khuyên nhủ, cậu nói không sai, gọi nhiều người sẽ có sự ỷ lại. Nhưng mà đó cũng tùy tình hình, cậu xem thử thực lực của người đối diện kia đã vượt qua hơn cậu 10 lần, tình hình này cậu không gọi người đó chính là kẻ khùng đó. Diệp Quân nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo đen đó, ta phải dựa vào bản thân mới được. Cậu được cái quần què. Chủ nhân bút đại đạo nổi giận, ông ta giận dữ nhìn Diệp Quân, được được, cậu không gọi người vậy cậu kêu cha cậu hồi phục lại sức mạnh đạo pháp cho ta. Nhưng nói trước đây không xem như ta thua, đợi giải quyết xong người trước mặt, chúng ta tiếp tục. Diệp Quân nói, tự ông kêu đi. Chủ nhân bút đại đạo giận dữ, kêu cái gì mà kêu. Ta kêu cha cậu, ông ấy đồng ý sao? Nói xong ông ta đột nhiên hối hận, mẹ nó bị thằng ngốc này tức đến đầu óc không bình thường rồi. Ánh mắt của Diệp Quân nhìn chằm chằm người đàn ông áo đen, lúc này ấn ký vạn màu kim dưới người của người đàn ông áo đen đã mở đến trong suốt, lập tức sắp hoàn toàn biến mất, còn khí tức của ông ta còn đang điên cuồng tăng lên, theo sự tăng lên khí tức của ông ta tượng Phật đá sau lưng ông ta đã bắt đầu hơi run chuyển. Sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo vô cùng khó coi, mẹ nó nếu như người thần bí ở trước mặt này hồi phục, ông ta còn không chừng bị sỉ nhục như thế nào nữa. Người thần bí kia đột nhiên cười lớn. Tiếng cười như sấm, động đậy cuồn cuộn, chấn động mọi thứ. Lúc này, chữ vạn dưới thân người đàn ông áo đen đã hoàn toàn biến mất không thấy, người đàn ông áo đen mở mắt lên một luồng khí lên vào lòng người đột nhiên bao trùm lấy trời đất này. Ông ta từ từ đứng dậy nhưng ngay lúc này tượng Phật đá sau lưng ông ta đột nhiên từ từ mở mắt ra, tiếp đến một giọng nói như đến từ năm tháng cổ xưa từ từ vang lên, A-di-đà Phật. Phật mở mắt, rầm. Một đạo Phật Pháp khí thức đột nhiên từ trong trời đất tràn ngập ra, hung hăng nghiền ép về phía người đàn ông áo đen đó. Người đàn ông áo đen điên cường cười lớn, mật Phật, ngươi cho rằng ngươi còn nhốt được ta sao? Nói xong, ông ta chợt đứng dậy, cách không trung đấm một đấm về phía chân trời, cú đấm cuồn cuộn tựa như sống trào này tựa như, vô tận mà hủy diệt tất cả. Đạo khí thức Phật Pháp kia vậy mà không có cách nào chống lại, bị chèn ép đến liên tục lùi về sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông áo đen điên cuồng cười lớn, có chút khùng điên. Thoát khỏi cảnh khốn khó sắp đến. Nhưng ngay vào lúc này, tượng Phật đá đó đột nhiên nhấc tay phải lên, sau đó từ từ hạ xuống trong miệng thầm niệm Phật ngữ cổ xưa, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật Đà U Nam Mô Tăng Ngà, trước yếu la phạt, chấn nhiều mạt ni, ma ha bát đặng mệ, lỗ lỗ lỗ, để sắt trá. Tùy theo tượng Phật này thầm niệm, một đạo Phật ấn chữ vạn màu vàng đột nhiên lần nữa ngưng tụ lại ở dưới thân của người đàn ông áo đen, chỉ trong nháy mắt một Phật ấn chữ vạn lại lần nữa xuất hiện, tiếp đến một đạo sức mạnh Phật Pháp khủng bố từ mặt đất dâng lên sau đó cứ như thế chân áp người đàn ông áo đen. Người đàn ông áo đen đột nhiên trở nên điên loạn, còn có phong ấn. Mật Phật vậy mà người còn giữ lại một đạo phong ấn. Người không phải là người. Hai tay ông ta đập mạnh loạn xạ. Từng đạo lực đại đạo không ngừng đánh vào những lực Phật Pháp, nhưng đạo phong ấn đó vẫn tăng lên, sức mạnh của ông ta căn bản không có cách nào dung chuyển những đạo lực Phật Pháp đó, mà tượng Phật đá kia còn đang niệm pháp ngữ cổ xưa, úm, bát đạp ma chấn nhiều mặt nị, thuyên hồng. Theo như ông ta niệm, Phật quang của Phật ấn chữ vạn dưới thân người đàn ông áo đen ngày càng rực rỡ, mà nỗi hận với oán khí của người đàn ông áo đen vậy mà cứ bị chấn áp như thế. Bên cạnh Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo nhẹ tiếng nói, tiểu thập chú. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, ông ta liếc nhìn hắn một cái, không hiểu phải không? Muốn biết thì cậu. Diệp Quân nói, mạnh bằng ông nội ta sao? Chủ nhân bút đại đạo. Nơi xa theo sự chấn áp của tượng Phật đá đó, người đàn ông áo đen cuối cùng bị không đỡ nổi, bị chấn áp nằm dạp trên đất, không động đậy. Mà ở trước mắt ông ta, cơ chiến đó cũng đang điên cuồng chống cứ nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn thấy cảnh tượng này, chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm cơ chiến, đột nhiên cười lớn, ôi trời, không ra được nữa. Ha 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 ha. Diệp Quân. Đại đạo chó. Cơ chiến đó quay đầu giận dữ nhìn chủ nhân bút đại đạo, ngươi đừng sủa ta nghe, ngươi. Con mẹ nó. Chủ nhân bút đại đạo trực tiếp giận dữ chỉ vào cơ chiến đó, ngươi qua đây đánh ông đi. Ngươi đến đi. Cơ chiến đó tức đến cơ thể đều đang run, nhưng lúc này bản thể bị chấn áp lần nữa mà ông ta chỉ là một đạo ý thức, lại thêm chịu ảnh hưởng của phong ấn Phật ra đó, vì vậy thực lực giảm bớt đi nhiều.
chủ nhân bút đại đạo lại lộ ra vẻ phách lối, chậc chậc, một đạo tiểu thập chú đã phong ấn ngươi, ta vốn cho rằng ngươi là nhân vật đáng người như thế nào, thì ra là một kẻ vô dụng. Ha ha! Diệp Quân nói, chủ nhân bút đại đạo, ông quá đáng rồi đấy. Cậu câm miệng lại cho ông đây. Chủ nhân bút đại đạo tức giận chỉ Diệp Quân, cậu cũng không phải thứ tốt gì. Diệp Quân! Hiển nhiên vừa nãy chủ nhân bút đại đạo bị Diệp Quân chọc tức không nhẹ, vì thế tiếp tục nói, còn dựa vào bản thân. Chậc chậc, nói lời này cậu có đỏ mặt không? Từ khi bắt đầu đến bây giờ, cậu có mấy lần dựa vào bản thân? Lần nào không phải dựa vào người trong nhà cậu giải quyết vấn đề? Ta cũng thay cậu đỏ mặt. Diệp Quân không chút tức giận, bình tĩnh nói, ồ. Hành động này của chủ nhân bút đại đạo giống như đánh vào bông gòn, không chút được cơn tức trái lại càng tức hơn. Chủ nhân bút đại đạo quyết định tha cho người không biết xấu hổ này, ông ta nhìn cơ chiến ở nơi xa, lúc này sắc mặt của cơ chiến vô cùng khó coi, bản thân của ông ta đã hoàn toàn bị phong ấn, hơn nữa phong ấn này còn mặt hơn cả lúc trước, lúc này ông ta đã tuyệt vọng. Nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng của cơ chiến, chủ nhân bút đại đạo lại cười lần nữa, đồ lang thang, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải rất điên cuồng sao? Ngươi kêu đi! Đại đạo chó! Cơ chiến trực tiếp xoay người hung dữ chạy về phía chủ nhân bút đại đạo. Lúc này cơ chiến bởi vì nguyên nhân bản thể bị cưỡng ép chân áp ở dưới phong ấn, thực lực cũng giảm đi nhiều, vì vậy ra tay của ông ta căn bản không thể làm gì được chủ nhân bút đại đạo, trái lại còn bị chủ nhân bút đại đạo đánh đến không ngừng lui. Ánh mắt của Diệp Quân vẫn luôn ở trên người chủ nhân bút đại đạo, nhưng hắn không ra tay bởi vì hắn biết chủ nhân bút đại đạo trông dường như giao chiến với cơ chiến thật ra vẫn luôn phòng bị hắn. Bởi vậy bây giờ hắn ra tay không còn ý nghĩa gì. Diệp Quân quay đầu nhìn về người đàn ông áo đen trên ấn chữ vạn ở nơi xa, lúc này người đàn ông áo đen đó đã bị trấn áp nằm dạp trên đất, không động đậy hoàn toàn nằm yên. Diệp Quân nhìn về phía tượng Phật đá đó, Phật đá lúc này đã dần hồi phục lại bình tĩnh, hai mắt của nó vẫn còn đang mở, khí tức của nó vẫn còn nghiêm túc trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Mật Phật. Diệp Quân có chút hiếu kỳ. Hiển nhiên tượng mật đá này không phải đến từ vũ trụ này. Lúc này chủ nhân bút đại đạo và cơ chiến đó đã dừng lại, bây giờ bọn họ ai cũng không làm được gì ai. Sắc mặt của cơ chiến vô cùng âm trầm khó coi. Chủ nhân bút đại đạo không tiếp tục sỉ nhục cơ chiến mà là quay đầu nhìn về phía tượng Phật đá ở nơi xa, ánh mắt của tượng Phật đá lúc này cũng rơi trên người chủ nhân bút đại đạo. Tượng Phật đá lên tiếng, chủ nhân bút đại đạo, sao ngươi lại sa sút đến như vậy? Mặt của chủ nhân bút đại đạo không biểu cảm, ta tự phong ấn tu luyện đến đây đến tu luyện. Phật đá nói, thì ra là như thế, nhưng, tu vi của ngươi hình như bị người khác phong ấn rồi. Sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo đột nhiên tối sầm, mật Phật, sao ngươi lại đến đây? Tượng mật Phật ở trước mắt đương nhiên không phải bản thể, mà là một tượng Phật điêu khắc phân thân, nhưng lại có sức mạnh Phật pháp vô biên. Mật Phật nói, ta ở lại thân Phật này là vì để trấn áp lão này. Mật Phật, cơ chiến đó đột nhiên gằn giọng, người đã trấn áp ta 80 triệu năm, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Mật Phật nhìn về phía cơ chiến, hận ý chưa tan, oán khí không trừ, đương nhiên không thể thả ngươi ra, nếu không, lại làm hại thế gian. Cơ chiến, gằn giọng nói, người phong ấn ta 80 ngàn năm, còn muốn ta không hận, không oán khí. Thật là buồn cười, buồn cười. Mật Phật bình tĩnh nói, cổ bàn có hậu quả ngày hôm nay thì có nguyên nhân của ngươi ngày xưa, bây giờ đến bước đường này đều do lỗi của ngươi, không trách được người khác. Cổ bàn nhìn chằm chằm Mật Phật, trong mắt đều là oán độc, nếu như có ngày ta nhìn thấy lại mặt trời nhất định sẽ giết hết người mật tông của ngươi. Mật Phật không để ý đến cơ chiến mà nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo ở bên cạnh, ngươi đến đây chỉ là vì di chỉ của nước cổ thần. Chủ nhân bút đại đạo khẽ nhíu mày, di chỉ của nước cổ thần. Mật Phật có chút kinh ngạc, người không biết. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu. Mật Phật nghi ngờ. Chủ nhân bút đại đạo, di chỉ của nước cổ thần ở nơi này. Sau khi Mật Phật yên lặng, nói, đạo huynh như vậy thế nào, ta tiến các người đến di chỉ của nước cổ thần để làm báo đáp, ngươi sẽ lấy giúp ta một món Phật trong đó. Chủ nhân bút đại đạo nhanh chóng nói, đưa một mình ta là được rồi, ta không quen với đồ ngốc ở bên cạnh. Di chỉ của nước cổ thần. Nghe Mật Phật nói thế, chủ nhân bút đại đạo thật sự có chút bất ngờ, bởi vì ông ta không ngờ rằng di chỉ của nước cổ thần lại ở chỗ này. Chuyện này quả thật là một niềm vui bất ngờ.
Phải biết lúc trước ông ta cũng đi tìm di chỉ của nước cổ thần, nhưng không tìm được. Nghe chủ nhân bút đại đạo nói thế, mật Phật nhìn về phía Diệp Quân, ông ấy suy nghĩ một chút rồi nói, cũng là có duyên, vậy cùng đi đi. Diệp Quân chắp tay, đa tạ. Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo lập tức sầm lại. Mật Phật nói, đạo huynh, mặc dù nước cổ thần đã bị diệt, nhưng nơi này vẫn hung hiểm vạn phần, bây giờ huynh ở trạng thái như thế này. Phải hết sức cẩn thận. Chủ nhân bút đại đạo nói, yên tâm, chỉ cần ta không muốn chết thì chắc chắn sẽ không chết. Diệp Quân liếc mắt nhìn chủ nhân bút đại đạo, không nói gì. Mật Phật gật gật đầu, chắp tay trước ngực, trong chốc lát, Diệp Quân cùng chủ nhân bút đại đạo đã biến mất, cùng đó là cổ bàn, tất nhiên không phải là bản thể. Nhóm Diệp Quân đi rồi, Mật Phật mới khẽ nói, hy vọng sự xuất hiện của hai người này có thể nghịch chuyển được mệnh số nhân quả của ngươi. Dứt lời, ông ấy chậm rãi nhắm mắt lại, Phật quang tản đi, lại khôi phục thành tượng đá, đất trời trở về tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn xung quanh, lúc này hắn đã ở trong một cánh đồng hoang vu. Đất trời âm u tối sầm, ngột ngạt cực kỳ. Cách hắn không xa chính là chủ nhân bút đại đạo và cổ bàn. Tất nhiên cổ bàn vẫn còn chút mê man, rõ ràng gã cũng không ngờ mật Phật cũng truyền tống gã đi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, lại nhìn cổ bàn, không biết đang nghĩ gì. Diệp Quân nắm chặt lấy kiếm, cũng không nói gì, chỉ yên lặng chữa thương. Từ đầu đến giờ hắn sở dĩ không ra tay cũng là vì đang bị thương, bây giờ thương thế của hắn đã khôi phục 6-7 phần rồi, nhưng vẫn chưa đủ, hắn phải hồi phục hoàn toàn thì mới có thể giết chết tên chó đại đạo này được. Chủ nhân bút đại đạo đưa mắt nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào nơi xa xăm, nơi đó có một miệng giếng, một sợi dây xích sắt to to như cây cột quấn lấy thân giếng, còn một đầu khác thì đâm xuống miệng giếng. Ba người không hẹn mà cùng đi về phía chiếc giếng kia, lúc đến gần mới phát hiện giếng này thật ra rất lớn, rộng chừng mấy chục trượng, miệng giếng có hình bát quái, xích sắt cực kỳ thô to, quấn chặt quanh thân giếng, mà bên trên miệng giếng còn có một tấm bia đá, trên bia có ba chữ cổ. Chủ nhân bút đại đạo liếc mắt nhìn chữ cổ trên mặt bia, mí mắt giật lên, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Ánh mắt của Diệp Quân cũng rơi vào tấm bia đá kia, nhưng hắn đọc không hiểu, chữ trên đó là văn tự của một nền văn minh hắn chưa từng gặp. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, vẻ mặt ông ta bình tĩnh. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, không nói lời nào. Ngươi không động thì ông đây cũng đứng yên luôn. Hiện tại tuy thực lực hắn không yếu, nhưng hắn biết rõ nơi này không bình thường, phải vô cùng cẩn thận, không thể có bất kỳ sự sơ suất nào, chỉ lơ là một cái thôi thì khả năng cao sẽ lật thuyền. Mà cổ bàn lại đi tới trước cái giếng kia, lúc đến sát miệng giếng thì cúi đầu nhìn xuống, một khắc sau, trong mắt gã chợt co rụt lại, vừa định lùi về sau thì đúng lúc này, có một cái tay đột nhiên vụt ra từ trong giếng, nhanh như sét đánh chụp lấy cần cổ bàn muốn kéo gã thẳng xuống. Sắc mặt cổ bàn lập tức tái đi, hai tay chống lấy miệng giếng, điên cuồng vận dụng khí tức trong người để chống lại. Nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo không hề có sự bất ngờ. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, bây giờ chúng ta liên thủ thì chắc chắn có thể giết gã. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, khó tin nói, chủ nhân bút đại đạo, sao ông có thể đê tiện đến vậy? Thứ gặp trái hôi của như ông ta không dám làm đồng loại đâu. Lời của hắn nói rất lớn, cổ bàn bị túm ở phía xa nghe rất rõ. Chủ nhân bút đại đạo. A, à, xa xa, cổ bàn đột nhiên gầm lên đầy giận dữ, ngay sau đó, hai tay gã đột nhiên đánh mạnh vào trong miệng giếng một cái. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, cổ bàn lập tức tránh thoát được cái tay kia rồi liên tục thối lùi về sau, mà cái tay trong miệng giếng cũng cố vươn theo ra, lao đến cổ bàn, nhưng một khắc sau, xích sắt rung lên kịch liệt, mạnh mẽ kéo ngược nó về trong giếng. Chẳng mấy chốc, trong giếng truyền đến tiếng gầm gừ không cam lòng. Đất trời chấn động, có hơi thở mạnh mẽ phun trào từ trong giếng sâu, nhưng lại bị xích sắt kia khóa chặt lại, căn bản không thể nhúc nhích được. Nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong rất đáng sợ, cho dù cách một miệng giếng nhưng họ vẫn cảm nhận được một cảm giác áp bức cực kỳ kinh khủng từ bên trong. Trong mắt Diệp Quân ánh lên một tia kiêng dè, thứ này là quái vật gì vậy? Mà vẻ mặt của cổ bàn thì vô cùng khó coi, gã nhìn chòng chọc vào cái giếng kia, giận đến mức nổi điên, làm càn, quả thật làm càn. Lúc này gã thật sự vô cùng tức giận, nếu không do bản thể bị phong ấn tu vi,
cổ bàn gã làm sao yếu đến mức này được. Lại còn suýt bị người ta đánh lén chết nữa, đúng là vô cùng nhục nhã. Như nghĩ đến điều gì, gã đột nhiên quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, trong mắt không hề che giấu sát ý. Diệp Quân thấy thế thì vui vẻ trong lòng, mau đánh nhau đi. Chủ nhân bút đại đạo liếc mắt nhìn cổ bàn đang nổi giận, ngu xuẩn, hắn đang cố ý gây xích mích ly gián, hiểu không? Cổ bàn lạnh lùng liếc nhìn chủ nhân bút đại đạo, sau đó lại nhìn sang Diệp Quân, hai người các ngươi đều không phải hạng tốt lành gì. Diệp Quân đột nhiên nói, chó đại đạo, ông có biết lai lịch của cái giếng này không? Ăn nói đàng hoàng. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, người có giáo dưỡng không? Hả? Cổ bàn đột nhiên nói, ta cảm thấy hắn gọi ngươi là chó cũng không có vấn đề gì, ngươi còn chó hơn cả chó mà. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía cổ bàn, ông đây muốn vả ngươi lâu lắm rồi. Cổ bàn khinh thường nói, chỉ với ngươi. Chủ nhân bút đại đạo chừng gã một cái, sau đó nhìn về cái giếng cổ kia, ông ta đi đến, hơi thở ở trong giếng vẫn đang sao động, xích sắt không ngừng rung lên. Chủ nhân bút đại đạo đi tới bên mép giếng, ông ta nghiêng người nhìn, nhưng chẳng mấy chốc đã thối lui về sau, khẽ nói, xích tỏa thần. Ai? Bên trong miệng giếng đột nhiên vang lên một giọng nói, ngươi là ai, sao lại biết xích tỏa thần này? Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào miệng giếng, sao xích tỏa thần lại xuất hiện ở đây? Người trong giếng cả giận nói, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có cùng một phe với bọn họ không? Á á! Chẳng mấy chốc, xích sắt kia rung lên dữ dội, từng luồng khí thế mạnh mẽ không ngừng tuôn ra từ tổng giếng, nhưng lại bị một sức mạnh thần bí gắt gao đè lại. Chủ nhân bút đại đạo lạnh nhạt nói, ngươi có từng nghe đến chủ nhân bút đại đạo chưa? Chưa từng nghe. Người trong giếng nói, là thứ gì? Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo lập tức đen kịt lại, đáng đời bị giam. Nói xong, ông ta đi về phía xa. Diệp Quân liếc mắt nhìn cái giếng kia, thầm thấy tiếc, kiếm thanh huyên còn dùng được thì hắn chắc chắn đã có thêm một trợ thủ siêu cấp rồi. Bởi vì không có phong ấn nào có thể chống lại được sức tàn phá của kiếm thanh huyên. Cổ bàn lạnh lùng liếc mắt nhìn cái giếng kia, rồi cũng xoay người rời đi. Thấy đám người chủ nhân bút đại đạo rời đi, người trong giếng lập tức vội vàng gọi theo, ngươi là ai, ngươi có cùng một phe với họ không? Chủ nhân bút đại đạo không hề quay đầu lại. Chẳng mấy chốc, trong giếng đã vang lên tiếng rít gào điên cuồng. Phía xa, chủ nhân bút đại đạo đi ở trước nhất, cách ông ta không xa về phía bên trái là cổ bàn, bên phải là Diệp Quân. Ba người đều không nói chuyện. Tất cả đều có địch ý với nhau, nhưng không một ai ra tay, bởi vì họ đều biết bây giờ không ai làm gì được ai cả. Nhưng cả ba đều có chung một suy nghĩ. Chủ nhân bút đại đạo, chờ ông đây khôi phục thực lực, hai bọn bây chỉ là gà con chip chip thôi. Cổ bàn, chờ ông đây khôi phục thực lực, hai bọn bây chỉ là run rế. Diệp Quân, chờ ông đây gọi được cha đến, hai người đi đầu thai liền. Đi được một đoạn, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên cười nói, tên khốn kia, có phải rất tò mò về nước cổ thần và xích tỏa thần đúng không? Diệp Quân bình tĩnh đáp, không tò mò. Chủ nhân bút đại đạo cười ha ha, nào nào, để ta phổ cập miễn phí cho, biết xích tỏa thần đến từ đâu không? Diệp Quân không nói lời nào. Chủ nhân bút đại đạo nói, xích tỏa thần đó cũng đến từ giao điểm hư chân. Diệp Quân nhíu mày lại. Chủ nhân bút đại đạo liếc mắt nhìn Diệp Quân. Cười nói, có phải là bắt đầu tò mò rồi không? Ha ha! Diệp Quân nói, mạnh lắm à? Chủ nhân bút đại đạo nói, giết người thì dễ như trở bàn tay. Diệp Quân hỏi, có mạnh hơn cô ta không? Chủ nhân bút đại đạo. Cổ bàn đột nhiên nói, cô của ngươi mạnh lắm à? Diệp Quân liếc mắt nhìn gã rồi nói, đánh chết tên chủ nhân bút đại đạo này dễ như trở bàn tay. Cổ bàn cười nhạo. Đó không phải là chuyện rất đơn giản à? Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía xa, cuối tầm mắt là một dòng sông rộng mấy trăm trượng, không nhìn thấy đầu đuôi. Diệp Quân nhìn về phía dòng sông kia, nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện thần thức của mình không thể tiếp cận được dòng sông kia. Chủ nhân bút đại đạo khẽ nói, đây là sông đại đạo trong truyền thuyết. Nước cổ thần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ bàn rất tò mò, nhưng không hỏi. Diệp Quân cũng không hỏi. Ai cũng không muốn để cho chủ nhân bút đại đạo khoe mẽ. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hai người một cái, biết sông đại đạo là gì không? Hai người không đáp.
Chủ nhân bút đại đạo giễu cợt một tiếng, sông đại đạo mà cũng không biết, đúng là bọn dế choát không có kiến thức. Sắc mặt Cổ Bàn lập tức lạnh xuống. Diệp Quân đột nhiên nói, sông đại đạo này rất mạnh à. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, sông này hội tụ 3.600 loại đại đạo, mỗi loại đều đã đạt đến cực hạn nơi đây, ít nhất cũng phải đến trình độ 9 phần chân, 9 phần chân à. Thực lực của ngươi bây giờ dù có thêm sức mạnh tín ngưỡng cùng sức mạnh huyết mạch vào thì cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến gần 5 phần chân thôi, nhưng 3.600 đại đạo trong sông này, mỗi một đạo đều đạt đến 9 phần chân. Ngươi thấy mình yếu cỡ nào chưa, hả? Diệp Quân hỏi, mạnh như vậy thì có hơn được ông nội ta không? Cút 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 cút. Chủ nhân bút đại đạo lập tức nổi cáu. Chủ nhân bút đại đạo quắc mắt chừng Diệp Quân, chỉ hận không thể vặt đầu thằng lòi con này xuống. Hở ra là gọi người với trả nhà, cái này đã không còn là vô liêm sỉ nữa mà là lười chảy thây luôn rồi. Không được. Sau này nó mà không còn thấy áy náy gì khi cầu cứu nữa thì ai đỡ nổi nó. Mà hắn còn ghét ông ta như vậy, người đầu tiên hắn muốn diệt sẽ chính là ông ta. Đệt mẹ nó. Ván này phải thắng. Ông ta nhìn sông đại đạo như có điều suy nghĩ. Ưu thế của ông ta bên ngoài không còn nữa, chỉ có nơi đây là cơ hội lật ngược tình thế cuối cùng. Cổ Bàn hết nhìn hai người một lượt rồi cũng đăm chiêu quan sát dòng sông với vẻ tò mò, sau đó dần trở nên nghiêm túc. Diệp Quân thì ngược lại, vì không cảm nhận được khí tức của con sông nên không biết nó có thật sự đáng sợ như chủ nhân bút đại đạo nói không. Mặt sông tĩnh lặng như vật chết, lại toát ra sự kỳ lạ khi thần thức chỉ cần mon men đến gần là sẽ biến mất. Diệp Quân, ê chủ nhân bút đại đạo, ông nói trong này có 3.600 đại đạo, cái nào cũng đã tiếp cận chân được 9 phần. Vậy cả con sông này là bảo vật à? Chủ nhân bút đại đạo, là đế khí. Diệp Quân lặp lại, đế khí. Chủ nhân bút đại đạo hiếm khi không mỉa mai hắn, thần vật cao cấp nhất trong thời không dưới điểm giao hư chân, mà cho dù ở điểm giao hư chân thì cũng xem như vô địch. Diệp Quân tò mò, vậy tại sao nó lại ở đây? Với xem ra thì giống như nó đang bị nhốt thì đúng hơn. Chủ nhân bút đại đạo, không phải bị nhốt, mà là bị đánh nát. Diệp Quân ngạc nhiên. Cổ Bàn nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo cười nhạt, hai người không nhìn ra chứ gì. Diệp Quân quyết định không gây sự, chỉ gật đầu. Chủ nhân bút đại đạo cũng không gây hấn mà chỉ vào con sông, 3.600 đại đạo bên trong nó đã bị đánh nát, hầu như đang ngủ say, giờ nó chẳng làm được cái tích sự gì cả. Diệp Quân, nhưng chữa được đúng không? Chủ nhân bút đại đạo sao lại không biết hắn đang nghĩ gì, muốn thu phục nó à? Mơ đi! Diệp Quân, thì ta nói cha ta làm. Chủ nhân bút đại đạo sững ngắt. Ánh mắt của Cổ Bàn đi từ Diệp Quân sang con sông, không biết đang nghĩ gì. Diệp Quân lại tò mò, ông biết ai đánh nát nó không? Chủ nhân bút đại đạo, không. Nhưng khi hắn nhìn sang, ông ta lại nói, dòng sông đại đạo là một trong những đế khí hộ quốc của nước cổ thần. Lấy sức mạnh của bọn họ, dưới tam kiếm chỉ có duy nhất một người có thể vừa diệt quốc, vừa biến con sông thành ra như thế này. Diệp Quân, là ai? Chủ nhân bút đại đạo, ta. Diệp Quân, Cổ Bàn im lặng nãy giờ cũng không nhịn được mà mỉa mai, ngươi. Nực cười, ngươi thì khác gì bị thịt đâu chứ. Chủ nhân bút đại đạo vứt sang một ánh mắt lạnh lùng, nhưng không cãi lại mà chỉ hỏi, tên khốn kia, ngươi có muốn thu phục nó không? Diệp Quân quả quyết lắc đầu. Hắn muốn chứ nhưng rõ ràng bây giờ hắn không thể, chưa kể ông ta hỏi như vậy rõ ràng là đang muốn chơi hắn. Chủ nhân bút đại đạo, nếu ngươi muốn thì ta có thể giúp. Dù sao thì bây giờ tình trạng nó như thế này cũng dễ đối phó. Diệp Quân trở mặt ngay, chơi luôn. Lần này đến chủ nhân bút đại đạo ngẩn ra. Diệp Quân khiêu khích, ông dám giúp thì ta dám thu phục. Chủ nhân bút đại đạo, ngươi chắc chứ? Diệp Quân đáp ngay, chắc. Chủ nhân bút đại đạo cười, được. Rồi ông ta khom người, gọi đạo ấn hiện lên trong tay phải. Dòng sông chấn động trước khi hóa thành một bản thu nhỏ nằm gọn trong tay ông ta. Ông ta đưa nó cho Diệp Quân. Hắn lập tức thu vào. Chủ nhân bút đại đạo cười, tốt. Diệp Quân gật đầu. Cổ Bàn nhìn qua lại giữa hai người, trong lòng thầm hỏi đang làm cái quái gì vậy. Bỗng sực nhớ ra gì, gã lên tiếng nhắc nhở, thần vật này bản thân nó tự có nhân quả, lại bị người khác đánh nát nên càng có thêm nhân quả. Hai loại nhân quả trong một thứ, ông ta đang cho ngươi tai họa chứ chẳng phải thần vật gì đâu.
không phải gã ngứa mắt Diệp Quân mà là ngứa mắt chủ nhân bút đại đạo nên mới nói. Diệp Quân chỉ cười, kệ nó. Cổ bàn lắc đầu, ngu xuẩn. Diệp Quân không sừng cổ lại. Chủ nhân bút đại đạo cười cười, đi tiếp đi, xem chỗ này có gì. Rồi nhấc chân đi tới. Diệp Quân đi theo. Tiểu Tháp lên tiếng, thứ này rất kỳ quặc, trực giác của ta nói nó nguy hiểm lắm, người có chắc người muốn nó chứ? Diệp Quân, ta không muốn. Tiểu Tháp, vậy ngươi còn? Diệp Quân không giải thích. Ba người lại đi tiếp, thấy mấy ngàn cường giả mặc giáp đen đứng nghiêm trang trước một đại điện, ai nấy đều là những pho tượng không còn hơi thở. Cả ba chỉ nhìn họ một chút rồi đi tiếp. Không ai nói gì, chỉ hướng về phía đại điện. Đến gần, họ phát hiện các binh lính đã không còn thần hồn, chỉ còn lại thân xác và đôi mắt mở trừng trừng ngập chiến ý. Chủ nhân bút đại đạo thì thầm, thuật rút hồn. Diệp Quân nhìn sang, nghe ông ta nói, thần hồn của họ bị rút ra trong nháy mắt. Vấn đề là nó không nên xuất hiện ở nơi này. Ông ta nhíu mày. Diệp Quân, là sao? Chủ nhân bút đại đạo, loại thuật này là cấm kỵ, khi tu luyện đến cực hạn thì chỉ cần đọc tên là có thể rút hồn, cường giả chín phần chân cũng khó mà cản. Diệp Quân giật mình, ông biết lai lịch của nó. Chủ nhân bút đại đạo, đương nhiên, ta nghĩ người tạo ra nó đã chết rồi, nhưng nó lại xuất hiện ở đây. Ông ta nhìn xung quanh, rốt cuộc là sao? Diệp Quân, tưởng ông cái gì cũng biết. Chủ nhân bút đại đạo gắt, biết cái đéo. Rồi dở giọng mỉa mai, ta ngày nào cũng phải vắt óc đánh với ngươi, lấy đâu ra thời gian sức lực đi lo chỗ khác. Mẹ, ở chỗ này giết bị tách rời khỏi vũ trụ luôn. Diệp Quân, nếu không phải ông tối ngày cứ nhằm vào ta thì bây giờ ta không vô địch thế gian thì cũng có thể đánh mấy chiêu với cha rồi. Chủ nhân bút đại đạo cười khẩy, về mơ tiếp đi. Rồi nhíu mày nhìn ngôi đại điện. Nơi này có gì đó không đúng. Ông ta không biết một nền văn minh quá yếu thì là chuyện thường, nhưng không biết một thế lực đã tiêu diệt cả nước cổ thần thì lại bất thường. Lần đầu tiên ông ta không nắm được đại cục trong tay. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Diệp Quân thấy chủ nhân bút đại đạo nghiêm mặt thì cũng đề phòng. Hắn nhìn ra được ông ta không biết cổ thần bị ai diệt quốc, hay nói cách khác là không biết về một người hoặc một nền văn minh hùng mạnh nào đó. Cổ bàn nhìn xung quanh, tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng cũng đang âm thầm đề phòng. Gã cũng nhận thấy nơi này bất thường. Từ miệng giếng đến con sông đại đạo hai nơi này đều vô cùng kỳ quặc và nguy hiểm. Sự tự tin của gã cũng giảm đi từng chút một. Nhưng cả ba người vẫn tỏ ra mình nắm được mọi việc trong tay, không chịu yếu thế. Chủ nhân bút đại đạo đi về phía đại điện. Diệp Quân lại dừng bước nhìn mấy pho tượng, thở dài nói. Bọn họ chết rồi mà còn phải phơi nắng gió ở đây, ta không đành lòng chút nào. Rồi vung tay thu hết vào nhẫn. Diệp Quân, ta sẽ an táng cho họ chu đáo. Cổ bàn nhíu mày, ăn no rừng mỡ à? Chủ nhân bút đại đạo, nó muốn lột giáp của họ thôi. Cổ bàn. Diệp Quân liếc xéo ông ta, bị ổi. Chủ nhân bút đại đạo, bớt ra vẻ. Ngươi chưa cởi quần ta đã biết ngươi định đái ra gì rồi. Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo đi về phía đại điện. Cổ bàn liếc nhìn Diệp Quân, ở nơi thấp kém nên trong mắt cũng chỉ có nhiêu đó. Mà thôi, nhìn ngươi thì chắc hồi đó thiếu ăn thiếu mặc, có tư tưởng đó cũng không lạ. Diệp Quân gật gù, thiếu thốn thật. Chủ nhân bút đại đạo nhìn sang cổ bàn, sao sao sao. Nghe vậy, cổ bàn lập tức giận tím mặt, không nghĩ nhiều đã đột nhiên đấm một quyền về phía chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo bây giờ đã không còn sợ gã. Giơ tay lên đấm lại một quyền sang. Ầm ầm. Hai người đồng thời thối lui liên tục. Sau khi cổ bàn dừng lại, gã nhìn chân chân vào chủ nhân bút đại đạo, sớm muộn gì ông đây cũng giết chết ngươi. Chủ nhân bút đại đạo khinh thường nói, chỉ với mỗi ngươi à. Sắc mặt cổ bàn cực kỳ khó coi, mẹ kiếp, giờ khắc này gã thật sự hận. Nếu bản thể có thể thoát ra ngoài thì há có chuyện phải ngậm cục tức này. Đều do mật Phật kia. Chủ nhân bút đại đạo lạnh lùng liếc mắt cổ bàn, so với tên cổ bàn này, ông ta đột nhiên cảm thấy Diệp Quân. Không đúng, đờ mờ không có đứa nào tốt lành hết. Ba người lại đi về phía tòa cung điện kia, lúc đi đến trước đại điện, chủ nhân bút đại đạo nhìn lên trên cổng chính của điện, chợt nhíu mày. Ánh mắt Diệp Quân cũng rơi vào phía trên cánh cổng kia, ở đó có khắc ba chữ cổ. Không hiểu. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo không nói gì,
ông ta khẽ đẩy một cái, cửa đại điện chậm chạp hé mở, một đám bụi không biết đã đọng lại được bao nhiêu năm tháng chợt phả vào mặt. Chủ nhân bút đại đạo phất tay áo lên, đám bụi lâu năm kia lập tức biến mất. Ba người đi vào trong đại điện, trong điện trống trải, mà trước mặt ông ta không xa có một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng, thân thể người đó vẫn hoàn hảo không tì vết, nhưng lại không hề có hơi thở. Linh hồn đã mất. Chủ nhân bút đại đạo nói, bị giết trong nháy mắt. Diệp Quân thì lại tò mò đánh giá bốn phía, đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại ở phía sau người đàn ông, nơi đó có đặt một thanh kiếm ngay ngắn. Diệp Quân đi tới, hắn xòe tay ra, thanh kiếm kia khẽ rung lên, sau đó bay đến trong tay hắn, nhưng thoáng chốc, nó lại bay ngược về chỗ cũ. Diệp Quân sửng sốt. Chủ nhân bút đại đạo nở nụ cười, nó khinh ngươi đó, ha ha. Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo nói, tên khốn kia, biết người đàn ông trước mắt này có cảnh giới gì không? Ít nhất phải là gần 7 phần chân, người yếu hơn ông ta quá nhiều, sao nó xem trọng ngươi được? Diệp Quân nhìn về phía thanh kiếm kia, kiếm dài khoảng 3 thước, thân kiếm tản ra u quang nhàn nhạt, nơi chuôi kiếm có một vòng xoáy màu xanh đậm, bên trong tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sao trời, trông rất đẹp mắt. Diệp Quân có hơi tò mò. Chủ nhân bút đại đạo nói, đây là một trong 4 thanh kiếm nổi tiếng của nước cổ thần U Tuyền, bên trong thanh kiếm này chứa cả một hệ vũ trụ, người sở hữu nó có thể mượn sức mạnh sao trời của vũ trụ đó, tuy vẫn còn kém xa đế khí, nhưng cũng thuộc đẳng cấp tiên khí, xếp vào bảo vật hạng 2 ở vũ trụ này. Diệp Quân cười nói, xem ra ông rất hiểu biết về đất nước này. Chủ nhân bút đại đạo cũng cười, không phải là ta hiểu biết nhiều, mà là do các ngươi nông cạn, tất nhiên ta cũng hiểu cho. Dù sao hai người đều là gà con mới nở, chưa từng va chạm xã hội. Cổ Bàn nhìn chòng chọc vào chủ nhân bút đại đạo, suýt nữa đã không nhịn được mà ra tay đánh người. Diệp Quân cũng không hơn thua với chủ nhân bút đại đạo, hắn đưa mắt nhìn thanh kiếm kia, mặc dù rất tò mò nhưng cũng không quá để trong lòng lắm. Dù sao hắn đã có thanh huyên rồi. Thấy Diệp Quân không đốt chát lại, chủ nhân bút đại đạo thấy hơi nhàm chán, ông ta nhìn về phía thanh kiếm, cười bảo. Thanh kiếm nhà ngươi dù cấp bậc không thấp, nhưng chung quy lại cũng chỉ thế thôi, giống như tên mặc đồ đen nào đó, có chút thực lực thì tưởng mình là bá chủ thiên hạ, đâu ngờ bản thân chỉ là một đống CC. Lần này Cổ Bàn không thể nhẫn nhịn nữa, gã giơ tay tung một quyền về phía chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân thấy mà tê cả đầu, bởi vì hai tên này bây giờ không ai đánh hơn ai cả, đúng là hắn từng nghĩ đến việc liên thủ với Cổ Bàn để đánh chết chủ nhân bút đại đạo, nhưng hắn biết khả năng này cực kỳ nhỏ. Bởi vì Cổ Bàn không thật sự tin tưởng hắn, chủ nhân bút đại đạo và Cổ Bàn mặc dù đang giao thủ, nhưng cả hai đều đang phòng bị hắn, chỉ lo hắn đột nhiên đâm ra một kiếm. Hai người vừa đánh nhau, cả tòa đại điện đã bị đánh sập, Diệp Quân chỉ ngồi xuống một bên, nhìn hai người chí chóe. Diệp Quân quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, người này không để lại bất kỳ tia thần hồn hay ảo ảnh nào. Ngay từ đầu người này đã bị rút hồn phách, có thể nói là đã hồn phi phách tán. Nước cổ thần. Diệp Quân nhíu chặt mày lại. Hắn biết chủ nhân bút đại đạo đến nơi này chắc chắn là vì muốn lấy được thứ gì đó, cuộc tranh giành đại đạo giữa hắn và chủ nhân bút đại đạo vẫn còn chưa kết thúc. Tiểu Tháp đột nhiên nói, nhóc con, nơi này rất quỷ dị. Diệp Quân hỏi, sao thế? Tiểu Tháp đáp, không biết, ta chỉ cảm thấy vậy thôi, ngươi cẩn thận vào. Diệp Quân gật gật đầu. Một lát sau, chủ nhân bút đại đạo và Cổ Bàn rốt cục cũng ngừng lại, bởi vì hai bên đều không thể làm gì được đối phương. Cổ Bàn nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, sát ý trong mắt gần như hóa thành thực chất. Chủ nhân bút đại đạo cười lạnh một tiếng, ông ta quay sang nhìn Diệp Quân, sau đó bước về phía xa. Diệp Quân đứng dậy đi theo. Cổ Bàn trầm mặc một lát rồi cũng đuổi theo sau. Lúc này, thanh kiếm U Tuyền kia đột nhiên khẽ rung rồi bay lên, đến trước mặt chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo lập tức khua tay chặn lại, ông đây không tu kiếm, đừng có theo ông. Kiếm U Tuyền khẽ run lên, sau đó lại bay đến trước mặt Cổ Bàn lập tức giơ chân đá, cút. U Tuyền bị đá bay, nó vẫn không cam lòng, lại bay về chỗ chủ nhân bút đại đạo, nhưng vẫn bị ông ta từ chối. Cuối cùng, sau nhiều lần bị chủ nhân bút đại đạo và Cổ Bàn từ chối nhiều lần, nó không thể làm gì hơn, phải bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhìn kiếm U Tuyền trước mặt, không nói gì mà lấy kiếm Thanh Huyên ra, công năng của Thanh Huyên vẫn còn,
chỉ là không thể dùng mà thôi. Diệp Quân đưa kiếm Thanh Huyên đến trước mặt U Tuyền, không nói một lời, như đang im lặng chứng minh rằng, xem đi, ta có thứ tốt hơn mi nhiều. U Tuyền. Diệp Quân thu kiếm về rồi bước đi. Thật ra thanh kiếm U Tuyền này rất tốt, cũng có một sự trợ giúp rất lớn đối với hắn hiện tại, thế nhưng hắn luôn tin rằng giữa người và kiếm có duyên phận, ban đầu kiếm đã không nhìn lọt mắt hắn, mà bây giờ phải bất đắc dĩ tìm đến thì cũng chỉ là cưỡng cầu, không nhận thì tốt hơn. Kiếm muốn nhận, nhưng Diệp Quân không còn muốn nữa. Kiếm cũng giống vợ, không thích chính là không thích, đừng bao giờ thuận theo tạm bợ, nếu không trước sau gì cũng bị cắm sừng. Ba người bỏ qua U Tuyền, tiếp tục tiến lên. Phía xa, chủ nhân bút đại đạo nói, sợ nhân quả không? Diệp Quân đáp, không sợ. Chủ nhân bút đại đạo châm chọc, có người trong nhà trống, tất nhiên là không sợ. Diệp Quân nói, chủ nhân bút đại đạo, ông đừng dùng phép khích tướng với ta, ta nói cho ông hay, ta không muốn gọi người thì sẽ không gọi, còn ta đã muốn gọi thì có chơi chiêu gì với ta cũng không thay đổi được đâu. Chủ nhân bút đại đạo ngẩng đầu nhìn về phía xa, Diệp Quân, nếu ngươi thật sự chọn cách gọi người thì cả đời này ngươi đừng hòng vượt qua bậc trưởng bối của mình. Diệp Quân cười mà không nói gì, hắn biết, tên này đang sợ hắn sẽ thật sự mục nát. Vượt qua người trong nhà. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía xa, sau đó hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định. Hắn không phải là một người cổ hủ, làm người mà cố chấp. Không biết thay đổi thì trước sau gì cũng thua thiệt, cha đã từng sai lầm như thế, hắn sẽ không lặp lại. Chủ nhân bút đại đạo cũng tự có tính toán trong lòng, hiện tại với ông ta mà nói, chỉ cần ông ta không phá vỡ quy tắc thì nhà họ Dương sẽ không nói gì. Bởi vậy chỉ cần đánh bại Diệp Quân trong quy tắc chế định của nhà họ Dương thì họ sẽ phải thua tâm phục khẩu phục. Đây là cơ hội nghìn năm có một của ông ta. Lần này nếu thất bại nữa thì sau này ông ta không thể quấy rầy tên khốn này nữa. Không chỉ thế mà còn phải giúp đỡ tên khốn thành lập trật tự. Vừa nghĩ đến trường hợp này thôi ông ta đã khó chịu đến mức muốn chết quách đi. Cổ Bàn lạnh lùng nhìn Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo, gã cũng có suy nghĩ riêng. Chỉ cần bản thể được thả ra, một tay gã cũng có thể giết chết hai con sâu bọ này, nhất là cái thứ tên chủ nhân bút đại đạo kia, không chỉ phải giết chết mà còn phải đày đọa hành hạ. Chỉ cần bản thể được thả ra. Cổ Bàn ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi. Ánh mắt của gã dần trở nên quyết đoán, gã biết, đây là cơ hội duy nhất của mình. Bù! Đúng lúc này, phía sau ba người đột nhiên có một tiếng kiếm reo lên. Ba người dừng bước, xoay người, chỉ thấy thanh U Tuyền kia đã hóa thành một luồng kiếm quang ánh sao chém mạnh về phía Diệp Quân. Hả? Diệp Quân thấy thế thì hoang mang luôn, chuyện đếch gì vậy? Chủ nhân bút đại đạo cười gằn. Diệp Quân vung tay chém kiếm ra. Thanh kiếm U Tuyền kia lập tức bị đánh bay, nhưng vừa dừng lại thì nó đã rung lên bần bật, sau đó lại mang theo một luồng sức mạnh sao trời khủng bố chém thẳng về phía Diệp Quân. Lúc này, đất trời như thể đã biến thành một dãy ngân hà. Kiếm vực. Diệp Quân hơi kinh ngạc, thanh kiếm này lại còn biết tạo kiếm vực. Diệp Quân lại lần nữa đâm kiếm ra, thanh U Tuyền kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, tuy nó rất mạnh nhưng hiển nhiên không thể đọ lại được với Diệp Quân. Dù sao nó cũng chỉ là một tiên khí chứ không phải đế khí. Sau khi thanh U Tuyền kia dừng lại, thân kiếm của nó rung lên kịch liệt, từng luồn sức mạnh sao trời không ngừng trào ra từ trong thân kiếm. Nhưng giờ khắc này nó không động thủ nữa, hiển nhiên nó không ngờ rằng Diệp Quân có thực lực yếu nhất trong ba người lại mạnh như thế. Diệp Quân không sử dụng sức mạnh huyết mạch, sức mạnh tín ngưỡng và cả sự hỗ trợ của hư chân linh. Lại thêm hắn không tu theo cảnh giới nên bởi vậy thoạt nhìn hắn yếu nhất trong nhóm. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, biết tại sao nó ra tay với ngươi không? Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo cười nói, bởi vì bây giờ người không có số kiếp thiên mệnh củng cố, trông ngươi chẳng có chỗ nào là xuất chúng cả. Thanh kiếm này liên tục bị cự tuyệt nhiều lần, nó thẹn quá hóa giận. Hoặc phải nói bị ta và tên ngu nào đó từ chối nhưng nó không dám làm gì chúng ta. Bởi vì thực lực của bọn ta hơn xa nó, nhưng bị ngươi từ chối thì nó cảm giác như mình bị vũ nhục. Ha ha! Diệp Quân liếc mắt nhìn thanh kiếm U Tuyền kia, không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo thở dài nói, ngay cả một thanh kiếm cũng có tật mắt chó xem thường người khác, huống gì là con ngươi. Nói rồi, ông ta liếc nhìn Cổ Bàn ở cách đó không xa. Cổ Bàn lạnh lùng nhìn chủ nhân bút đại đạo kỳ lạ này một cái, lần này gã không nổi giận.
nhịn. Bây giờ gã đã bình tĩnh lại, chỉ cần bản thể ra thì thả bom một cái cũng đủ để cho lão kia chết, cần gì bây giờ phải tức giận. Thấy cổ bàn không phản kích, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, ông ta nhìn về phía thanh kiếm tinh tuyển ở nơi không xa, lúc này thanh tinh tuyển đó không ra tay với Diệp Quân, chỉ là hơi run rẩy, hiển nhiên nó phát hiện bản thân đã quá xem thường thực lực của Diệp Quân. Diệp Quân nhìn kiếm tinh tuyển một cái cũng không ra tay nữa, quay người đi về phía xa. Chủ nhân bút đại đạo kinh ngạc, sau đó hỏi, cục tức này cậu có thể nhịn ư? Diệp Quân bình tĩnh nói, ta tức giận với một thanh kiếm làm gì chứ? Cổ bàn nhân cơ hội châm chọc nói, đúng vậy, không giống một số người tính cách đúng là ích kỷ. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía cổ bàn mắng, người biết cái quái gì, cậu ta không tức giận với cây kiếm là bởi vì cậu ta biết bây giờ cậu ta cũng không làm gì cây kiếm được, hơn nữa ở đây còn không phải có ta và ngươi nhìn chân sao. Nếu như cậu ta động tay lỡ như ta và ngươi đánh lén cậu ta thì hoàn cảnh của cậu ta sẽ trở nên vô cùng tệ hại. Ngươi cái gì cũng không hiểu chỉ ở đó kêu la. Sắc mặt của cổ bàn có chút khó coi, gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, thấy sắc mặt của Diệp Quân bình tĩnh như nước, đột nhiên gã tức giận, mẹ nó hai người ai cũng tâm cơ, thật sự sơ suất. Chủ nhân bút đại đạo lạnh lùng nhìn Diệp Quân một cái, sau đó ba người tiếp tục đi về trước. Trên đường Diệp Quân nói, chủ nhân bút đại đạo, nước cổ thần này rốt cuộc có lai lịch gì? Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, biết thần không? Diệp Quân nói, biết, cả quãng đường ta đi gặp được vô số đại đế, thần gì đó đều đã giết chán rồi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn một cái, khinh thường nói, những thứ đó thì xem là thần gì? Diệp Quân có chút hiếu kỳ, nói như thế nào? Chủ nhân bút đại đạo lại không trả lời. Diệp Quân tiếp tục hỏi, chủ nhân bút đại đạo, vì sao bây giờ vũ trụ không có một cảnh giới tiêu chuẩn để thống nhất? Chủ nhân bút đại đạo nói, vũ trụ cũng chưa thống nhất, thì sao có cảnh giới thống nhất tiêu chuẩn? Hệ tinh vũ trụ vô số, mỗi hệ tinh đều là nguồn gốc văn minh của mình, mỗi nguồn gốc đều không giống, nguồn gốc không giống cũng có nghĩa là bản hệ tu luyện không giống. Đơn giản mà nói cứ giống như thế giới thế tục, mỗi quốc gia có một chế độ giống nhau sao? Diệp Quân nói, vậy ông không cảm thấy chúng ta nên thống nhất toàn vũ trụ sao? Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn một cái, ta không muốn thảo luận cùng cậu vấn đề này, bởi vì sự hiểu biết của cậu bây giờ đối với vũ trụ này vẫn còn quá ít ỏi, thảo luận chuyện này với cậu không có bất cứ ý nghĩa nào. Diệp Quân cười, không nói chuyện. Chủ nhân bút đại đạo tiếp tục nói, thần của nước cổ thần, thật ra nghiêm khắc mà nói cũng không xem như thần thực sự gì, nếu như thật sự nói là thần. Nếu có cho một tiêu chuẩn, đó chính là ta. Diệp Quân. Cổ bàn không ngừng lắc đầu, ta chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như vậy. Chủ nhân bút đại đạo liếc gã một cái, trái lại cũng không tức giận. Diệp Quân thì có chút hiếu kỳ, ý ông nói là bản thể của ông, đúng không? Chủ nhân bút đại đạo không trả lời vấn đề này mà là nói, nguồn gốc văn minh của nước cổ thần là đến từ chỗ biên giới của hư chân, chính là thế giới của những hư chân linh giúp đỡ cậu, cậu có biết biên giới của hư chân không? Diệp Quân gật đầu, biết một ít, chính là thế giới ở trên hư thời không, gần với thế giới thực tế. Hừ, chủ nhân bút đại đạo cười nhạt, cậu biết cái gì? Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo nói, nơi tiếp giáp của hư chân, nơi này cách thế giới thực tế còn khoảng 100.000-8.000 dặm. Diệp Quân nhíu mày lại. Chủ nhân bút đại đạo nói, nơi biên giới của hư chân nghiêm túc mà nói thật ra cũng thuộc về thế giới hư. Nếu như so sánh với thế giới trong và thế giới ngoài thì nơi đó quả thật một cái chân thuộc về thế giới ngoài, nhưng cậu biết thế giới ngoài này. Diệp Quân đột nhiên nói, còn đang trên giấy. Chủ nhân bút đại đạo có chút kinh ngạc. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, đúng không? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, đúng, nơi đó chỉ có một chân thoát vòng, nhưng thật ra vẫn còn trên giấy, nhưng nơi đó người với sinh linh. Có ưu thế độc quyền, cứ giống như đầu thai vậy. Có người đầu thai đến gia đình thông thường, có người thì lại đầu thai đến nhà phú quý. Diệp Quân, ưu thế là gì? Chủ nhân bút đại đạo nói, không chịu khống chế của đại đạo thế giới hư nên nói là chịu ảnh hưởng của những cái khác rất nhỏ. Nói xong, ông ta dừng lại rồi nói, hạn chế này giống như tiền của thế giới thật, sinh linh và thời không ở nơi biên giới hư thật có một ưu thế tự nhiên cực lớn trời sinh đã có thể cảm nhận được thời không hư cùng với thời không hư chân, bọn họ không thiếu tiền. Hơn nữa, nơi đó còn có rất nhiều di chỉ bí cảnh, vì thế người và sinh linh ở đó,
nếu như có cơ duyên tốt thì sẽ nghịch thiên. Khí đế đại đạo hà đó của cậu cũng đến từ di tích bí cảnh của nơi đó. Diệp Quân càng hiếu kỳ hơn, lai lịch của di tích bí cảnh ở nơi đó. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, bố thí đến từ người vòng ngoài. Hai mắt của Diệp Quân híp lại. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn một cái, cười nói, tất cả chúng sinh. Thật sự là trò cười, biết không? Thứ gọi là chúng sinh ở trong mắt người nào đó cứ giống như kiến vậy, đối với người cầm quyền nào đó đều không cần động tay, tùy tiện một câu nói đã có thể thay đổi sinh mệnh của vô số sinh linh, không nói cái khác chỉ là vũ trụ quan huyền của cậu, bây giờ cậu là vua của vũ trụ quan huyền, cậu tùy tiện cải chính nếu như cải chính này là xấu thì vô số sinh linh vũ trụ quan huyền của cậu sẽ sống không bằng chết, cậu có tin không? Diệp Quân im lặng. Chủ nhân bút đại đạo nhẹ giọng nói. Có một số người đối với kẻ lên ngôi mà nói chỉ là chuyện nhỏ nhỏ nhặt không đáng kể, mà để ở phía dưới vậy thì có thể là họa ngút trời. Nói xong, ông ta hơi lắc đầu, ta nói với cậu những thứ này để làm gì? Diệp Quân nói, vì vậy, ông không hy vọng vũ trụ này thống nhất. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, Diệp Quân, cậu có từng nghĩ đến một vấn đề, cậu có thể thay đổi nhân tính không? Diệp Quân nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo nói. Ta cũng không nói với những đạo lý thiếu niên giết rồng cuối cùng sẽ biến thành rồng ác, ta chỉ hỏi cậu một vấn đề, cậu không phải tham quyền cũng không tham lợi nhưng cậu có thể quản được người phía dưới không? Còn có một điều, sở dĩ cậu không tham quyền, không tham lợi đó là bởi vì những thứ đó cậu đều có, sinh ra đã có mà những người phía dưới cậu thì không có. Sau khi cậu có được không muốn những người khác có, cậu cho rằng người ta sẽ phục không? Diệp Quân nhẹ giọng nói, ta biết ông nói những vấn đề này. Ta đều biết, nhưng bây giờ vũ trụ này hình như cũng không phải rất tốt, ta thấy vũ trụ này không ngừng loạn, chém giết không ngừng, hỗn loạn không chịu nổi. Chủ nhân bút đại đạo sau khi yên lặng một chút, nói, đó chính là đạo, tất cả nhân quả đều do bản thân, thiên đạo tuần hoàn. Người không nên áp đảo ở trên đạo, càng không thể thay thế đạo, bởi vì người có dục vọng riêng, có vô số ác niệm, một khi người nào đó thay thế đạo, áp đảo ở trên đạo. Đối với vũ trụ này mà nói chính là một nạn cực lớn. Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, cái đạo nào ông nói ta có thể hiểu một chút, nhưng có một khả năng không, ta thống nhất vũ trụ thật ra cũng là một loại đạo. Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày. Diệp Quân nói, đạo có vô số khả năng, ta thiết lập trật tự cũng có thể là nghĩa là đạo, cậu cảm thấy thế nào? Chủ nhân bút đại đạo nói, không có khả năng này. Diệp Quân hỏi, vì sao? Chủ nhân bút đại đạo nói, bởi vì ta đại diện cho đạo. Cổ bàn. Diệp Quân bật cười, vì vậy ông cho rằng ý của ông chính là ý của đạo, ông đại diện đạo. Mặt của chủ nhân bút đại đạo không biểu cảm, vốn dĩ là vậy. Diệp Quân ngạc nhiên nhưng rất nhanh trở lại bình thường, hắn cười nói, là đạo lợi hại, hay là cô của ta lợi hại. Chủ nhân bút đại đạo cau mày lại. Diệp Quân nói, chủ nhân bút đại đạo. Ông nói ông đại diện đạo ta xem như ông nói là thật, ta nói thêm vài câu thật ra ông nên nghe thử âm thanh của rất nhiều người phía dưới, cứ giống như đế quốc thế tục một số chính quyền đế quốc nó đại diện cho đạo, đại diện cho trật tự, quả thật vô số chúng sinh ở phía dưới đều nên tuân thủ theo nó, nhưng mà nó cũng nên nghe thử suy nghĩ của vô số chúng sinh, không phải sao? Nói xong, hắn cười lại nói, đương nhiên ta có thể hiểu, đối với đạo mà nói vô số chúng sinh nhỏ nhặt không đáng kể. Không nói cái khác chỉ là một huyện lệnh nếu như không nguy hại đến quan vị của nó thì nó căn bản sẽ không coi người dân bình thường ra gì. Nói đến đây hắn nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, giữa ông và ta vốn dĩ tranh giành trật tự đại đạo, đến vũ trụ này vốn dĩ là tự mình muốn thiết lập một trật tự, sau đó so sánh xem thử thiết lập của ai tốt hơn, thế nhưng ông lại khiêu khích người của đế quốc giết ta, đương nhiên đối với loại hành vi này ta hiểu được, dù sao chỉ cần ta bị giết chết thì cuộc đánh cược này đương nhiên cũng là thua. Nhưng chủ nhân bút đại đạo ông có từng suy nghĩ không? Nếu như ta chết trong tay đế quốc thì kết cục của đế quốc sẽ ra sao? Ông nô dịch đế quốc, lợi dụng bọn họ, ông chưa từng suy nghĩ đến sống chết của bọn chúng. Đó chính là đạo ư. Đôi mắt của chủ nhân bút đại đạo híp lại. Diệp Quân tiếp tục nói, ông để cả đế quốc giết ta, nếu như ta thắng thì ta giết đế quốc lúc đó là ông sai, hay là lỗi của ta? Đạo. Chủ nhân bút đại đạo sau khi im lặng. Nói, ta cũng không phải không nghe suy nghĩ của những người ở phía dưới, các cậu có suy nghĩ có thể nói. Đừng có hở ra thì muốn hành động nghịch thiên, thiết lập trật tự gì đó để thay thế đạo, ta cũng hy vọng vũ trụ này tốt hơn.
Diệp Quân lắc đầu, chủ nhân bút đại đạo, ông cứ nói bậy đi, sở dĩ ông sợ ta thành lập trật tự, không phải bởi vì có người sợ sau khi đàn áp đạo đối với chúng sinh không tốt, ông sợ thật ra chính là lợi ích của bản thân. Giống như tham quan khi bị bắt đều khóc lóc thảm thiết, bày tỏ hối hận, biểu thị xin lỗi người dân, biểu thị bản thân sai lầm lớn. Nếu như không bị bắt thì làm sao? Không đợi chủ nhân bút đại đạo nói, Diệp Quân tiếp tục nói, cứ giống như bây giờ, ông nguyện ngồi xuống nói với ta trật tự, đạo lý này, nói muốn nghe lời của người phía dưới, không phải bởi vì ông lo lắng có chúng sinh, mà là ông sợ, sợ cái gì? Sợ người trong nhà ta, nếu như không có người trong nhà ta, chủ nhân bút đại đạo ông có nói với ta những thứ này không? Thấy chủ nhân bút đại đạo không nói năng gì trước câu hỏi của mình, Diệp Quân cười. Thế nhân nói, thiên đạo bất nhân, vạn vật như cỏ rác. Tuy có hơi quy chụp nhưng cũng không phải vô lý. Chủ nhân bút đại đạo cười gằn, nguyên nhân kết quả của chúng sinh đã được định đoạt từ trước. Lấy ví dụ cơ chiến của đế quốc, nếu bản thân gã không có tham vọng, tâm tính đường hoàng thì sao lại nghe lời ta đến giết ngươi? Nếu vì vậy mà nhận lấy kết cuộc thảm bại thì cũng là do gã tự làm tự chịu, liên quan gì đến người khác? Vô liêm sỉ. Cổ bàn cười khẩy. Chủ nhân bút đại đạo, ngươi. Ngươi được nhắc tên quay lại, câm mồm. Ngươi có tư cách gì mà xen vào? Cổ bàn phẫn nộ siết chặt tay, khí tức dâng lên cuồn cuộn nhưng cuối cùng vẫn đè xuống. Phải nhịn. Bằng không sẽ phá hủy kế hoạch. Đợi bản thể thoát ra rồi, việc đầu tiên y làm chính là giết lão chó già này. Diệp Quân, ông nói cũng có lý, nhưng ông quên một điều rằng nếu ông không nhúng tay vào thì cơ chiến đã không chết. Ông nói thiên đạo tuần hoàn, vạn sự đã được định đoạt, nhưng rõ ràng là ông xen vào, lại nói nó thành thiên đạo. Chẳng phải giống như quan lại làm sai nhưng đổ mọi trách nhiệm lên đầu dân thường à. Đúng là ứng với câu, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, nhỉ. Chủ nhân bút đại đạo lạnh tanh đáp, ta không đấu võ mồm với ngươi. Giữa chúng ta chỉ cần lấy sức mạnh để nói chuyện là đủ. Diệp Quân gật gù, ta cũng thấy thế. Không ai nói gì thêm. Vì không ai có thể thuyết phục được ai. Giữa họ chỉ có đánh bại và khuất phục người kia bằng nắm đấm chứ không còn cách nào khác. Diệp Quân càng thêm kiên định với tư tưởng thống nhất vũ trụ, lập ra trật tự mới để cha và ông tin tưởng mình. Hắn bỗng cười rộ lên đầy bỉ ổi. Làm chủ nhân bút đại đạo nhíu mày, không biết thằng danh này lại nảy ra ý gì trong đầu. Cổ bàn nhìn qua lại giữa hai người một hồi rồi nhắm mắt. Cả ba nhanh chóng đi vào dãy núi. Chỉ thấy bầu trời tối sầm, bốn bể yên tĩnh. Có vẻ gì đó rất kinh dị. Diệp Quân giơ kiếm đề phòng. Chủ nhân bút đại đạo và cổ bàn cũng đề cao cảnh giác, không dám lơ là. Đặc biệt là người trước, ông ta biết nước cổ thần hùng mạnh thế nào mà vẫn bị một thế lực không biết tên này tiêu diệt. Rất bất thường. Thế là ông ta không dám qua loa, dù sao đạo pháp vẫn còn bị phong ấn, nếu bị đánh bại ở đây thì đúng là mất mặt. Ba người men theo sơn đạo đi một hồi, thấy một ngôi làng xuất hiện. Diện tích không lớn, chỉ đủ cho tầm 100 nhân khẩu sinh sống, nhưng quan trọng là có người sinh hoạt ở đây. Cả ba sửng sốt. Một ông lão thấy họ đi tới thì lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó vừa bỏ chạy vừa la toáng lên, có ma. Có ma a a. Ba người. Không lâu sau, có mấy trăm người vọt ra, tay lăm le ngọn đuốc và vũ khí, như cái cuốc, lưỡi cày. Nhưng họ chỉ co cụm ở cổng làng chứ không dám bước ra. Ai nấy đều ra vẻ hùng hổ nhưng trong mắt rõ ràng có sợ hãi. Diệp Quân và hai người kia thì ngớ ra khi nhận thấy những người này chỉ là người thường. Thấy chủ nhân bút đại đạo bước tới, bọn họ rối rít lùi về sau. Ông ta mỉm cười chào hỏi với ông lão đi đầu, chào bác, chúng tôi không phải người xấu gì đâu. Ông lão kia có mấy phần điềm tĩnh của trưởng làng. Nhưng khi mở miệng vẫn cảnh giác, các người là ai? Chủ nhân bút đại đạo, chúng tôi là người ngoài đi ngang qua thôi. Ông lão ngạc nhiên, từ bên ngoài tới. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu. Ông lão và dân làng đều tỏ vẻ hoài nghi. Chủ nhân bút đại đạo, có thể trò chuyện chút được không? Ông lão từ chối, chúng tôi không hoan nghênh người ngoài. Chủ nhân bút đại đạo không nói gì mà đưa tay chỉ về bên phải. Một hòn đá tảng cao 10 trượng lập tức sụp đổ. Mọi người. Ông lão vội vàng bỏ cái cuốc xuống, mời ba vị vào. Dân làng cũng tách ra nhường đường. Chủ nhân bút đại đạo gật gù rồi nhấc chân đi vào. Diệp Quân và cổ bàn đi theo.
ông lão nói với người khác, buông vũ khí đi. Ba vị này là người tốt, sẽ không hại chúng ta đâu, nhanh lên. Dân làng làm theo. Hình ảnh hòn đá vỡ thành mảnh vụn đã đủ để họ tin ba người này là người tốt. Trưởng làng vứt cho họ một ánh mắt, dân làng lập tức túm lại hội ý rồi trở về nhà, giấu hết lương thực vào chỗ kín. Ông lão dẫn ba người kia đi đến một căn nhà có khoảnh sân đơn sơ, bên trong là một đứa bé rẻ rặt ló đầu ra. Ông ta rót trà cho họ rồi lúng túng đứng sang bên. Chủ nhân bút đại đạo mở lời, bác đừng hoảng sợ vậy, chúng ta không có ác ý. Ông lão trần trừ một hồi rồi nói, ta hiểu rồi. Đoạn lấy một món đồ màu bạc ra đặt trên bàn, các vị, đây là vật quý nhất trong làng chúng ta. Khiến ba người kia câm nín. Chủ nhân bút đại đạo, chúng ta chỉ muốn hỏi chuyện thôi, không có ý gì khác đâu. Ông lão vội nói, ngài nói đi ạ. Chủ nhân bút đại đạo, các người vẫn luôn sinh sống ở đây sao? Ông lão gật đầu, vâng. Chủ nhân bút đại đạo, cha truyền con nối. Ông lão, vâng. Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày. Diệp Quân xen vào, chắc họ là người dân nước cổ thần, nhưng vì là người thường nên không bị thế lực kia đụng đến khi diệt quốc. Chủ nhân bút đại đạo gật gù, có thể. Rồi hỏi ông lão, bác có biết đây là nơi nào không? Ông lão dè dặt, là cổ khư. Cổ khư. Diệp Quân hỏi, ông còn biết gì nữa? Ông lão, ông nội ta nói nơi đây tên là cổ khư, còn chúng tôi là người dân bị nước cổ thần vứt bỏ. Sắc mặt ảm đạm vô cùng. Diệp Quân, làng này lên là gì? Ông lão, Đại Loan. Diệp Quân, mấy người đã từng đi ra ngoài chưa? Ông lão xua tay liên tục, không thể, những ai đi rồi? Đều không trở về. Diệp Quân, vậy là cũng không biết bên ngoài có gì. Ông lão gật đầu, không ai biết cả, chỉ biết rất, rất nguy hiểm. Ông ta thoáng dừng lại, nghe nói, làng kế bên rất giàu, còn có nhiều bảo vật. Rồi ngưng ở đây. Diệp Quân và hai người kia nhíu mày. Ông già này muốn giá họa cho kẻ khác. Chủ nhân bút đại đạo cười, bảo vật à, bảo vật gì? Ông lão vội nói, không biết nữa, chỉ nghe là tìm được ở ngoài về, rất lợi hại. Ông ta im lặng liếc nhìn bọn họ. Chủ nhân bút đại đạo cười, mấy người có thù oán gì với người ta à? Ông lão lắc đầu nguầy nguậy, không, làm gì có. Chủ nhân bút đại đạo, không thì sao lại tàn ác như vậy? Ông lão tái cả mặt, lắp bắp, ngài, sao lại nói thế, tôi có ý gì đâu. Chủ nhân bút đại đạo liếc ông ta một cái rồi đứng dậy đi mất. Diệp Quân và Cổ Bàn đi theo. Dân làng nấp trong bóng tối, len lén nhìn theo họ. Ba người kia đi ra đường lớn. Thấy họ khuất bóng, ông lão trưởng làng thở phào nhẹ nhõm. Một người đàn ông đi tới hỏi, nhị thúc, liệu bọn họ có sang làng bên kiếm chuyện không? Ông lão đáp chắc nịch. Chắc chắn. Người đàn ông, vì sao? Ông lão cười, ba người này từ bên ngoài tới chắc chắn là để đi tìm bảo vật, mà ta đã nói làng bên có thì họ sẽ động lòng thôi. Người đàn ông do dự, nhưng người mặc đạo bào kia trông rất lợi hại. Ông lão vuốt râu cười, rất mạnh nhưng đầu óc không đủ, khó thành đại sự. Người đàn ông lập tức nịnh bợ, như nhị thúc nói là hữu dũng vô mưu đúng không? Ông lão gật đầu hài lòng. Người đàn ông vẫn là nhị thúc lợi hại hơn, chỉ dùng chút thủ đoạn đã hóa giải nguy cơ cho làng ta, còn dẫn bọn họ sang làng bên. Đúng là cao tay mà. Ông lão cười khà khà, vỗ vai gã, nịnh ta như vậy là đang muốn xin xỏ gì à? Người đàn ông, dạ thì thành Khâu Ung đang có chính sách giúp đỡ hộ nghèo ấy, mỗi làng có tiêu chuẩn mấy hộ gì đó, chỉ cần là hộ nghèo thì mỗi năm được cho một con heo với 100 cân lúa. Ông lão của, nhà ngươi còn tính là nghèo à? Người đàn ông cười hề hề, kìa, nghèo hay không thì chỉ cần một tiếng của nhị thúc là được mà. Ông lão nhíu mày, ý ngươi là gì mà nói ra mấy lời này hả? Nhớ cho kỹ, có một số việc dù là thật thì cũng không được nói ra, hiểu chưa? Người đàn ông nghe theo, dạ dạ. Ông lão nhìn sang nơi khác, cười nói, đừng nhắc tới danh sách kia nữa, ba người kia sức mạnh thì có nhưng đầu óc thì không, chắc chắn sẽ đổ sát làng bên. Chúng ta cứ ngồi chờ thu lợi thôi. Ba người rời khỏi thôn làng, bước đi trên đường cái. Cổ Bàn mặt lạnh tanh, không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo ngóng nhìn nơi xa, thấy một ngôi làng khác nằm lưng chừng núi, bèn nói. Xem ra có khá nhiều người thường sinh sống tại đây, mà thế lực kia lại không xuống tay với họ,
thú vị thật. Diệp Quân hỏi, ông nói văn minh nước cổ thần bắt nguồn từ điểm giao hư chân. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, phải, nhưng không biết vì sao mà họ lại rời ra ngoài. Diệp Quân liếc sang. Chủ nhân bút đại đạo nhìn lại làng Đại Loan, mỉa mai, thế nhân thường nói thế giới bên ngoài phức tạp, thật ra cộng đồng như làng xóm mới là phức tạp. Người trong làng cả ngày chỉ biết loan tin thị phi, điên đảo trắng đen, chỉ hận không thể dùng lời nói thọc chết người khác, vì chút lợi ích mà tranh đấu sống chết. Hôm nay đào một góc ruộng nhà này, hôm sau chiếm luôn một thước nhà kia. Ông ta lắc đầu, cái ác của con người trước giờ không liên quan đến sức mạnh và địa vị, có kẻ sinh ra đã ác sẵn rồi. Diệp Quân, muốn gì thì nói thẳng đi, bớt vòng vo. Chủ nhân bút đại đạo cười, người không thay đổi thế giới này được đâu, Diệp Quân. Diệp Quân liếc ngang, đừng có phí thời giờ nói chuyện này với ta. Chủ nhân bút đại đạo, thật ra ta cứ thắc mắc, lấy trí thông minh của ngươi thì hẳn đã nhìn ra vấn đề, vậy nếu có một ngày ngươi lập ra trật tự mới thì sẽ ràng buộc nó như thế nào đây? Diệp Quân không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo nhìn sang, ngươi đã từng nghĩ về điều này rồi chứ? Diệp Quân vẫn im lặng. Thế là chủ nhân bút đại đạo cười cười rồi thôi. Cổ bàn nhìn cả hai một cái rồi nhắm mắt, tự nhủ hai thằng ngu, đợi bản thể của ta thoát ra được thì sẽ cho chúng bây biết thế nào là lễ độ. Ba người nhanh chóng đi đến ngôi làng thứ hai. Nó cũng không lớn lắm nhưng xem ra rộng rãi hơn so với làng kia, nhà cửa xây dựng ngăn nắp chứ không lôi thôi, đường xá sạch sẽ, hai bên còn cắm đuốc soi sáng. Một ông lão mặc trường bào màu sậm đứng ở cổng làng, thấy bọn họ đến thì chạy ra vái chào. Tại hạ là trưởng làng Nguyên Phiên, tham kiến ba vị đại nhân. Chủ nhân bút đại đạo cười hỏi, ông đang đợi chúng ta. Nguyên Phiên gật đầu, dạ phải. Chủ nhân bút đại đạo, trong làng kia có người của bên ông. Nguyên Phiên cong môi, không giấu gì ngài, hai làng thường xuyên tranh giành nguồn nước nên mâu thuẫn nặng nề, vì vậy. Chủ nhân bút đại đạo, ông đợi chúng ta làm gì? Nguyên Phiên, các vị đại nhân nếu không chê xin mời vàng làng, chúng tôi đã chuẩn bị tiệc rượu. Chủ nhân bút đại đạo, thế thì quấy dày. Mời ngài. Nguyên Phiên đưa tay ra mời. Ba người đi vào, thấy dân làng nhìn họ bằng ánh mắt có nhiều tò mò hơn là đề phòng. Nguyên Phiên dẫn họ đến một ngôi nhà có bàn tiệc đã bày sẵn trong sân. Một thiếu nữ mặc áo vải đang bận rộn qua lại, dung mạo tuy không nghiêng thành đổ nước nhưng lại có đôi mắt to linh động. Thấy ba người kia đến, thiếu nữ vội vàng bày chén đũa rồi nép sang một bên, dùng ánh mắt lén lút đánh giá họ đặc biệt là Diệp Quân. Nguyên Phiên, mời các vị ngồi. Ba người cũng không khách sáo, bèn ngồi xuống. Diệp Quân thấy trên bàn có tầm 5-6 đĩa thức ăn, không nhiều nhưng ấm cúng. Nguyên Phiên lại nói, mời. Diệp Quân gắp một miếng thịt đưa vào miệng nhấm nháp, được đấy. Thiếu nữ kia len lén cười. Nguyên Phiên vui vẻ hỏi, xin hỏi công tử, các vị là người ở bên ngoài đến. Diệp Quân gật đầu, phải. Nguyên Phiên thì thầm, vậy thì thật là lợi hại. Chủ nhân bút đại đạo, nơi này là cổ khư. Nguyên Phiên gật đầu, vâng, chúng tôi nhiều đời sinh sống ở đây, lập thành mấy chục ngôi làng. Hơn trăm dặm về phía đông là thành Khâu Ung quản lý tất cả làng xóm, nhưng ngay cả võ giả ở đó cũng không dám tùy tiện rời núi. Những lời này càng củng cố thêm suy đoán của nhóm Diệp Quân, rằng nơi này còn nhiều sinh linh khác mà thế lực bí ẩn kia đã không đụng đến khi tiêu diệt nước cổ thần. Diệp Quân bất chợt nhíu mày, làm chủ nhân bút đại đạo liếc sang rồi hỏi Nguyên Phiên. Ông có từng nghĩ đến việc rời khỏi đây không? Nguyên Phiên lắc đầu nguầy nguậy, chưa từng. Chủ nhân bút đại đạo hiếu kỳ, vì sao? Nguyên Phiên, chúng tôi chỉ là người thường, tuy có tò mò về thế giới bên ngoài nhưng đó không phải nơi chúng tôi nên đi, ra ngoài đó không biết nên sinh tồn thế nào cả. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, đúng là vậy. Rồi ông ta đứng dậy nói, cảm ơn ông đã chiêu đãi, giờ chúng ta xin cáo từ. Nguyên Phiên vội can, trời đã tối rồi, đại nhân không nên lên đường. Chủ nhân bút đại đạo, sao lại nói vậy? Nguyên Phiên, đường từ đây đến thành Khâu Ung nguy hiểm vô cùng, tốt nhất không nên đi vào ban đêm để an toàn. Nếu không chê, xin mời các vị nghỉ lại đây một đêm, sáng mai đi hãy còn kịp. Chủ nhân bút đại đạo cười, không sao cả, chúng ta đều có bản lĩnh trong người, chút nguy hiểm ấy không thành vấn đề. Nguyên Phiên nghe vậy thì không khuyên can nữa mà gọi thiếu nữ, Nguyệt Nhi, mang đồ ra đây.
Cô bé xoay người vào trong rồi mang ra một tay nải đưa cho Nguyên Phiên, lại vội vàng nấp ra sau ông ta. Nguyên Phiên đưa tay nải cho chủ nhân bút đại đạo, đường xá xa xôi, trong đây có ít lương thực, các vị hãy mang theo để phòng bất trắc. Chủ nhân bút đại đạo không từ chối, vậy cảm ơn ông. Rồi cả ba lên đường. Đi được mấy bước, Diệp Quân dừng lại hỏi Nguyên Phiên, ban nãy ông nói làng các ông hay tranh chấp nguồn nước với làng kế bên. Ông ta gật đầu, vâng, nước chảy từ đầu nguồn xuống nên làm ruộng, ăn uống gì đều cần đến nó. Nó lại chảy qua giữa hai làng nên. Diệp Quân, vì sao không tự đào giếng đi? Nguyên Phiên cười khổ, chúng tôi đã thử rồi nhưng đất quá cứng, chỉ đào được vài thước là không làm gì được nữa. Diệp Quân cười, vậy để ta làm cho. Hắn nhìn xung quanh rồi chọn chúng một khoảnh đất trống gần đó, hai tay khép lại, kiếm quang lóe lên găm vào đất, nào ngờ lập tức bể tan tành làm hắn sững người. Chủ nhân bút đại đạo và cổ bàn cũng ngạc nhiên không kém. Người trước đi tới quan sát một phen, nhíu mày, dưới lòng đất có phong ấn. Rất mờ, ngay cả ta cũng không nhận ra. Diệp Quân nhoài người nhòm xuống hố. Quả nhiên nhìn thấy được phù văn nhấp nháy. Thế là chủ nhân bút đại đạo và Diệp Quân nhìn nhau, quyết định ở lại đây. Mục đích của họ vốn là đến đây tìm đồ tốt, mà phong ấn kia rõ ràng không thể nào kém chất lượng. Cổ bàn đề nghị, cứ phá thử xem. Diệp Quân lắc đầu, không được, mạnh như thế này nếu cứ phá tới thì sẽ phá hủy cả làng. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, hẳn là có lối vào. Chúng ta nghỉ lại một đêm, sáng mai đi tìm. Diệp Quân gật đầu, được. Cổ bàn nhìn hai người một hồi rồi cũng đồng ý. Nguyên Phiên cười nói, nhà ta có một phòng trống, nhà kế bên có hai phòng nữa, các vị. Chủ nhân bút đại đạo, cảm ơn ông. Rồi đi vào căn nhà bên trái. Cổ bàn chọn nhà bên phải. Diệp Quân chỉ đành ở nhờ nhà trưởng làng. Nguyên Phiên, Nguyệt Nhi, dẫn công tử đi nghỉ ngơi. Thiếu nữ nhỏ giọng lên tiếng, mời công tử theo ta. Diệp Quân gật đầu, làm phiền rồi. Hắn đi theo vào một gian phòng trống, thấy cô gái đang sửa soạn chăn mền cho, bèn nói. Cô nương không cần làm vậy đâu. Cô gái cuống quýt nói, đã sắp xong rồi ạ. Sau đó vội vàng lui ra ngoài. Diệp Quân đi đến bên cửa sổ đứng một hồi, lúc chuẩn bị nghỉ ngơi thì thấy cô gái lại bưng một thau nước vào. Hắn thắc mắc không hiểu gì, lại nghe cô gái ấp úng. Công tử, rửa chân. Diệp Quân cười. Người tu đạo chúng ta không cần làm vậy. Cô gái hỏi lại, tu đạo. Diệp Quân ngẫm nghỉ một hồi, cô đặt thau xuống đi. Cô gái gật đầu làm theo rồi vội vàng rời đi, lại bị Diệp Quân gọi. Nguyệt Nhi cô nương. Cô gái xoay người, thấy hắn cười nói, cảm ơn cô. Cô gái vội nói, cây ếch không có chi ạ. Rồi bỏ chạy mất. Diệp Quân nhắm mắt nằm trên giường, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày hôm sau. Trời vừa sáng, cổ bàn đã rời khỏi phòng đi đến cuối làng, sau đó chợt biến sắc. Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo mất tiêu rồi. Hai tên kia căn bản làm gì đợi đến buổi sáng mới đi tìm lối vào mà đã đi từ khuya hôm qua. Sắc mặt y tái mét, hai tên khốn nạn vô liêm sỉ. Ba tiếng trước, ở phía trước một vách núi, Diệp Quân đánh giá vách núi ở trước mặt, hắn đi lên trước đang muốn lấy kiếm ra, đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn. Cách đó không xa, một người đàn ông mặc áo đạo sĩ từ từ đi đến. Người đến chính là chủ nhân bút đại đạo. Thấy chủ nhân bút đại đạo, sắc mặt của Diệp Quân đột nhiên trầm xuống, mẹ nó vậy mà đồ chết tiệt đó cũng đến. Chủ nhân bút đại đạo nhìn thấy Diệp Quân, đột nhiên cười, ta biết thứ ngu ngốc như cậu không đứng đắn, ha ha. Diệp Quân bình tĩnh nói, như nhau mà thôi. Chủ nhân bút đại đạo hừ một tiếng, ông ta đi đến trước cánh cửa đá đó. Ông ta đánh giá cánh cửa đó một cái cười chậc chậc, ta không nên đến, để cho thứ ngu ngốc như cậu bị thiệt. Diệp Quân nhìn về phía cánh cửa đá đó, cửa đá ngăn cách thần thức, hiển nhiên có tồn tại của phong ấn, hơn nữa chắc chắn không phải phong ấn bình thường. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, đồ ngốc, ta có cách phá giải phong ấn này nhưng mà cậu phải cho ta chút lợi ích. Diệp Quân nói, ông có thể lựa chọn không phá. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, hắn bình tĩnh nói. Ông phá thì ta vào, ông không phá thì ta không vào, chỉ cần ông muốn tốn sức. Không biết xấu hổ. Chủ nhân bút đại đạo tức đến không chịu được, cậu lựa chọn không cần chút mặt mũi nào cả. Diệp Quân bình tĩnh nói, bây giờ phá,
hai người chia đợi chút cổ bàn đó tỉnh dậy. Vậy thì phải ba người rồi. Sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo trầm xuống, ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Quân một cái, cậu hay. Nói xong, ông ta đi đến trước cánh cửa đá đó, ông ta đưa một ngón tay ra chấm một cái nhẹ, cửa đá vỡ nát nhưng phía sau cửa đá là một bức tường phù văn, những phù văn đó chẳng chịt giống như kiến vậy, lan tỏa ra sức mạnh màu đen kỳ lạ. Thấy những phù văn này, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nhíu mày thật chặt, vậy mà lại là thuật phong ấn này, mẹ nó. Quả nhiên có liên quan đến vật đó. Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, ông ta lại không có giải thích, hai tay bắt đầu ra dấu những phù văn đó bắt đầu động đậy từ chút một, mà những sức mạnh kỳ lạ bọn chúng lan tỏa vậy mà bắt đầu biến mất từng chút một. Thấy cảnh tượng này, Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo một cái, không thể không nói người này cũng có vài chiêu. Mà khi những phù văn này sắp biến mất, sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo đột nhiên thay đổi, bởi vì những phù văn này đột nhiên hóa thành một cột sáng bao phủ ông ta. Chủ nhân bút đại đạo kinh ngạc nói, căn nguyên của trận pháp này không phải ở đây, ở trong đó cậu mau vào để phá căn nguyên đó. Diệp Quân trực tiếp xông vào trong. Nhìn thấy Diệp Quân xông vào trong, khóe môi của chủ nhân bút đại đạo hơi nhếch lên, ông ta cứ đợi như vậy cũng không biết đợi bao lâu, đột nhiên ông ta cảm thấy có chút không đúng, tay phải nhẹ nhàng vung lên những sức mạnh kỳ lạ bao phủ ông ta đột nhiên biến mất hết. Chủ nhân bút đại đạo đi vào trong. Sau khi vào được hang động một lúc sắc mặt của ông ta đột nhiên trầm lại, bởi vì Diệp Quân đang ngồi xếp bằng ở đó không xa để nghỉ ngơi. Nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo đi vào, hai mắt của Diệp Quân mở ra, cười nói, ông đến rồi à? Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân không nói chuyện. Diệp Quân nghiêm túc nói, lần sau khi ông giả vờ có thể giả cho giống chút được không? Nếu không vừa đang sỉ nhục ta cũng đang sỉ nhục bản thân ông. Chủ nhân bút đại đạo cười nói. Mặt tốt của cha cậu thì không thừa hưởng, những thứ lung tung thì cậu lại thừa hưởng hết. Nói xong, ông ta đi vào bên trong. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo một cái cũng đi theo. Đi theo tên này, bất cứ lúc nào ông ta cũng đều là trạng thái cảnh giác cao độ, không có có chút xem nhẹ và buông lỏng. Hai người đi vào bên trong, đi không bao lâu con đường đột nhiên trở nên rộng rãi. Lại đi một lúc hai người sau khi đi qua một cánh cửa vòm thì nghênh đón chính là một tòa cung điện cổ xưa rất to. Thế giới dưới đất. Phía trên của tòa cung điện này đang lơ lửng một vầng trăng sáng nhưng lại là màu đen tối, hơn nữa tỏa ra màu đen kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt của chủ nhân bút đại đạo híp lại. Chân mày của Diệp Quân cũng nhíu chặt lại, nơi này yên tĩnh như tờ, khắp nơi đều lộ ra sự kỳ lạ, hơn như thoạt nhìn cung điện này cứ giống như một ngôi mộ. Thấy biểu cảm của chủ nhân bút đại đạo ngưng lại, đứng bất động ở đó, Diệp Quân biết chỗ này chắc chắn vô cùng không đơn giản, hắn cũng không động trong lòng âm thầm phòng bị. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên bật cười, thật là thú vị. Mặc dù trong lòng Diệp Quân tò mò nhưng cũng không hỏi, hỏi chính là tự rước lấy nhục, hơn nữa nếu như hắn hỏi thì chủ nhân bút đại đạo này không nhất định sẽ nói, nếu không hỏi thì chủ nhân bút đại đạo này ngược lại có thể sẽ chủ động nói. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân bình tĩnh nói, ta không có hứng thú. Chủ nhân bút đại đạo thu hồi ánh mắt, vốn dĩ muốn nói với cậu về phong ấn ở đây nhưng nếu như cậu không cảm thấy hứng thú vậy thì không nói nữa. Nói xong, ông ta đi ra nơi xa. Diệp Quân đột nhiên nói, thứ này rất mạnh sao? Chủ nhân bút đại đạo cười, cậu không phải không có hứng thú sao? Diệp Quân nhìn xung quanh một cái, bình tĩnh nói. Phong ấn này hình như cũng chẳng ra sao. Đồ nhà quê. Chủ nhân bút đại đạo nói, biết phong ấn ở nơi này là cái gì tồn tại không? Là tồn tại còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với đại đạo hà đó ở trong cơ thể cậu, cậu. Diệp Quân đột nhiên cắt ngang lời nói của ông ta, nó lợi hại như vậy, đánh lại bác cả tiêu giao tử vô địch của ta không? Sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo đột nhiên đưa ra, ông ta trực tiếp bị tức đến bật cười, cậu chưa xong có phải không? Hả? Diệp Quân nói, ta chỉ hỏi thử, ông gấp cái gì? Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, cậu sớm muộn cũng bị người khác đánh chết. Nói xong, ông ta quay người đi về phía tòa đại điện ở phía xa. Diệp Quân cũng đi theo. Tiểu tháp, người cố ý chọc tức ông ta làm gì? Diệp Quân nói, sảng khoái. Tiểu tháp, hai người đi đến trước cửa đại điện đó, trước đại điện có hai người giấy đang đứng. Trông có vẻ giống như loại cúng tế, phiêu giạt ở đây rất kỳ lạ. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hai người giấy đó,
biểu cảm có chút ngưng lại. Diệp Quân nói, hai tên này, ông từng đánh qua chưa? Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, tức đến cười, cậu một chút sức cũng không muốn ra, có phải không? Diệp Quân nói, mỗi người đánh một con. Chủ nhân bút đại đạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, cậu lựa một con. Diệp Quân nói, ta không đánh. Hèn. Chủ nhân bút đại đạo tức giận nói, cậu cứ muốn ngồi không đó phải không? Diệp Quân cười nói, đùa chút thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía người giấy ở bên phải, ta đánh con này. Sau khi chủ nhân bút đại đạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó lòng bàn tay mở ra một đạo ấn từ trong bàn tay ông ta ngưng tụ. Mà ngay lúc này hai người giấy ở nơi xa đột nhiên mở to mắt, thoáng chốc sắc mặt của Diệp Quân cùng với chủ nhân bút đại đạo đồng thời thay đổi, tiếp đến hai người nghĩ cũng không nghĩ quay người bỏ chạy. Bởi vì khí tức của hai người giấy quả thật không đúng. Trong thời gian ngắn, hai người chạy ra khỏi hang, sau khi đến được bên ngoài nhìn thấy hai người giấy đó không có đuổi theo, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Sắc của chủ nhân bút đại đạo vô cùng khó coi, xúc chân thất trùng cảnh. Làm sao có thể? Vẻ mặt của Diệp Quân cũng có chút ngưng lại, khí tức hai người giấy tỏa ra vô cùng không bình thường. Không đúng. Hai người đột nhiên quay đều nhìn nhau, tiếp đến hai người quay người vòng lại lần nữa đi đến trước cửa điện. Hai người giấy còn đang đứng ở đó. Đôi mắt của chủ nhân bút đại đạo híp lại, mẹ nó, vậy mà bị dọa sợ. Sắc mặt của Diệp Quân cũng có chút khó coi. Tiểu tháp đột nhiên nói, làm sao? Diệp Quân nhìn hai người giấy đó, đều là giả, hai đạo khí tức đó đều là một loại huyễn thuật. Mẹ nó! Tiểu tháp có chút kinh ngạc, cái này, không thể nào chứ? Diệp Quân nói, có lẽ không sai được. Tiểu tháp nói, hai người làm sao phát hiện ra vậy? Diệp Quân trầm giọng nói, tốc độ, nếu như thật sự là cường giả xúc chân cấp 7 thì tốc độ không thể nào chậm hơn bọn ta, nhưng bọn ta trong một lúc đã kéo ra khoảng cách với bọn chúng, vì vậy hai thứ này đang cáo mượn oai hùng. Tiểu tháp. Diệp Quân đột nhiên đi về trước một bước, khí tức của hắn đột nhiên tỏa ra, nơi ra hai người giấy đột nhiên mở to hai mắt, sau đó giống như bị mê hoặc phiêu dạt về phía hắn, khí tức đó thật sự mạnh vô cùng. Cảm giác chèn ép vô hình khiến cho lúc này hai người cảm thấy không thể nào thở được, không chỉ như vậy mà còn có một khí tức chết chóc đang đến gần. Nhưng mà lúc này hai người không động đậy, mặc cho hai người giấy đó phiêu dạt đến rất nhanh, hai người giấy đã phiêu dạt đến trước mặt hai người, bọn chúng tung cú đấm về phía Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo. Cú đấm này khiến cho sắc mặt của hai người đều thay đổi. Mặc dù hai người đều cảm thấy gì nhưng sức mạnh của cú đấm này cũng quá chân thật. Đấm còn chưa tới thì sức mạnh của cú đấm đã cưỡng ép chân áp lại hai người, cảm giác cái chết đến gần còn mạnh hơn gấp 10 lần lúc nãy. Không thể không nói, lúc này hai người đều hoảng loạn. Nhưng Diệp Quân nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo không có động đậy, hắn cũng cắn răng không động, mà chủ nhân bút đại đạo nhìn thấy Diệp Quân cũng không hề động đậy, đương nhiên ông ta cũng không thể yếu thế, vì vậy ông ta cũng đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Giả. Đều là giả. Giờ phút này trong đầu hai người chỉ có một tín niệm. Bịch. Hai cú đấm lần lượt đấm ở trước ngực của Diệp Quân cùng với chủ nhân bút đại đạo. Một người trực tiếp bay đến, thoáng chốc đã bay đến ngoài hang, sau đó lại rơi mạnh xuống đất, mặt đất trong chốc lát bị đập ra một cái vực cực lớn. Chính là chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân không nhúc nhích nhưng mồ hôi lạnh trên mặt đã như mưa, cú đấm của người giấy đó đấm vào lồng ngực của hắn, không có sức lực nào, quả thật là giả. Nhưng người giấy bên cạnh là thật. Đáy vực sâu, thân xác của chủ nhân bút đại đạo đã vỡ nát, linh hồn của ông ta cũng bị thương nặng, ông ta bò lên run rẩy nói, mẹ nó. Một thật một giả, chơi như vậy đúng không? Giọng nói vừa dứt, chủ nhân bút đại đạo chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang từ trong động bay ra. Chủ nhân bút đại đạo hoảng hốt, nghĩ cũng không nghĩ hóa thành một đạo ánh đen biến mất trong bóng tối. Người giết chính là Diệp Quân. Nhân lúc ông ta bị thương đã lấy mạng của ông ta. Diệp Quân đương nhiên muốn nhân cơ hội này một kiếm giải quyết chủ nhân bút đại đạo, thế nhưng chủ nhân bút đại đạo này quả thật chạy quá nhanh, chỉ trong nháy mắt linh hồn đã biến mất không thấy, mà ở nơi này, có rất nhiều nơi cấm kỵ, vì vậy thần thức của hắn không có cách nào mở rộng ra ngoài, cũng không dám mở rộng, thần thức quét qua nếu như quét trúng người của đại lão thì đồng nghĩa là khiêu khích. Thấy chủ nhân bút đại đạo đã chạy đi. Sắc mặt của Diệp Quân có chút khó coi, không do dự nhiều hắn quay người về lại trong hang động. Hai người giấy vẫn còn đứng ở đó,
giống như thần cửa vậy. Biểu cảm của Diệp Quân ngưng lại, hắn cũng không ngờ đến hai tên này vậy mà là một thật một giả. Người nghĩ ra chiêu này không phải ác bình thường. Đồng thời hắn cũng thầm vui nếu như cú đấm vừa nãy đấm vào lồng ngực hắn e rằng hắn đã chết tại chỗ rồi. Không thể không nói, chủ nhân bút đại đạo này thật sự mạnh, vậy mà chỉ nát thân xác. Diệp Quân thu suy nghĩ lại, hắn nhìn chằm chằm hai người giấy đó, bên trái là thật bên phải là giả, ánh mắt của hắn rơi vào người giấy bên phải, ánh mắt liếc nhìn cửa điện một cái, hắn buộc phải nhanh xông vào trong điện trước khi người giấy thật ra tay. Nhanh! Vì đề phòng bất chắc, Diệp Quân trực tiếp triệu tập 12 vị hư chân linh hộ thể. Mà ngay lúc Diệp Quân muốn xông vào đột nhiên chân mày của hắn nhíu lại, quay đầu nhìn về phía người giấy bên trái. Sau một lúc im lặng, cơ thể của hắn đột nhiên run lên, chạy thẳng đến người giấy đó. Chỉ trong chớp mắt hắn đã đến trước mặt người giấy, đâm một kiếm ra gần như đồng thời cú đấm của người giấy của đấm về phía hắn. Biểu cảm của Diệp Quân ngưng lại cũng có chút căng thẳng. Rầm, kiếm dễ như trở bàn tay xé nát cú đấm của người giấy, chớp mắt Diệp Quân đã phá cửa điện đi vào trong. Mà ở bên ngoài người giấy thật cũng không đuổi vào theo. Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân ở đây thật là nham hiểm, may mà hắn hành động ngược lại nếu không nhát kiếm vừa nãy của hắn chính là người giấy thật rồi. Vậy mà còn biết thay đổi vị trí. Xấu quá đi. Diệp Quân quay đầu nhìn ngoài điện, sau đó quay người nhìn xung quanh, trong điện vô cùng tối tăm, rất khó chịu. Mà ở trung tâm điện, nơi đó để một cỗ quan tài, trước quan tài còn có ba cây nhang. Diệp Quân khẽ nhíu mày. Lâu rồi không có người đến. Lúc này bên trong quan tài đột nhiên truyền tới một tiếng nói, ủa? Ba loại huyết mạch đặc thù, hư chân linh, kiếm này của ngươi cũng rất thú vị, ngươi có phải người của nước cổ thần? Diệp Quân nói, không phải. Người bên trong quan tài cười nói, không phải là tốt, thiếu niên ngươi rất không tầm thường đó. Diệp Quân cười nói, tiền bối, vãn bối chỉ là đi qua nơi này, nhìn thấy nơi này có chút đặc biệt vì vậy vào xem thử, không làm phiền người chứ. Người trong quan tài nhẹ giọng, đương nhiên là không, ta đã ở nơi này vô số năm tháng, không dễ dàng gì có người đến, ta vui còn không kịp nữa. Diệp Quân gật đầu một cái, vậy thì tốt. Người bên trong quan tài lại nói, huyết mạch này của ngươi có chút đặc biệt, ta chưa từng nhìn thấy huyết mạch đặc biệt như vậy. Diệp Quân có chút kiêu ngạo nói, cha ta rất lợi hại, ông ấy là cường giả cảnh giới xúc chân cấp 7. Ha ha, người trong quan tài cười nói. Bảy phần chân ư. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Người bên trong cười nói, người trẻ tuổi, bảy phần chân ở vũ trụ này không phải là cường giả cao cấp gì, nếu như nơi điểm giao của hư chân vậy thì càng yếu nữa. Diệp Quân nói, tiền bối, người đến từ nơi điểm giao hư chân. Người bên trong quan tài nói, ừ. Diệp Quân đột nhiên có chút hiếu kỳ, tiền bối, sao người ở nơi đây? Người trong quan tài nói, trận đại chiến năm đó quá kịch liệt. Ta bị thương vì vậy ở nơi này chỉ thương. Nói đến đây, ông ta đột nhiên chuyển chủ đề, ngươi có muốn nâng cao thực lực không? Diệp Quân nhanh chóng nói, đương nhiên muốn rồi. Tiền bối, người giấy bên ngoài là do người chế tạo ư. Người trong quan tài nói, đúng, chính là vì để tránh có người đến làm phiền ta. Trong lòng của Diệp Quân còn sợ hãi, người giấy đó thật lợi hại, may mà ta chạy tương đối nhanh nếu không bị nó đánh chết rồi. Người bên trong quan tài cười nói, ngươi có muốn học không? Ánh mắt của Diệp Quân đột nhiên sáng lên, hắn do dự chút sau đó nói, tiền bối có điều kiện gì không? Ha ha! Người bên trong quan tài cười ta, chẳng qua chỉ là thuật khôi âm, cần điều kiện gì? Khi đang nói chuyện, một quyển cổ tịch màu đen từ từ bay ra, cuối cùng rơi ở trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân cầm quyển cổ tịch màu đen đó, phía bên trên có cổ tịch có ghi ba chữ cổ xưa. Hắn chưa từng nhìn thấy loại chữ này. Người trong quan tài cười nói, không biết à. Diệp Quân gật đầu. Người bên trong quan tài nói, đây là chữ của nơi điểm giao hư chân. Ngươi thả thần thức ra, ta sẽ truyền chữ và ngôn ngữ của nơi này cho ngươi. Diệp Quân nhìn quan tài, không nói chuyện. Ha ha. Người bên trong quan tài cười nói, ngươi cũng khá phòng bị, ngươi sợ ta chiếm đoạt. Diệp Quân gật đầu, có chút. Người trong quan tài cười nói, người phòng bị cũng bình thường, dù sao phòng bị người khác không thể không có. Đang nói chuyện, một đạo ánh sáng từ trong quan tài bay ra, cuối cùng rơi ở trước mặt Diệp Quân. Người trong quan tài nói,
ngươi có thể điều tra trước sau đó mới chiếm đoạt. Diệp Quân cẩn thận kiểm tra đạo quang kia một cái, nhìn thấy không vấn đề gì lúc này hắn mới chiếm đạo quang đó, rất nhanh một loại chữ của văn minh hoàn toàn mới xuất hiện trong đầu của hắn. Người bên trong quan tài nói, thuật khôi âm này là một loại thần thông thần bí của nơi điểm giao hư chân, ở nơi đó cũng không xem như quá cao minh nhưng ở nơi này đương nhiên tương đối hiếm có. Diệp Quân cúi người thật sâu chào, đa tạ tiền bối. Người bên trong quan tài cười nói, vật nhỏ mà thôi. Diệp Quân nghiêm túc nói, đối với tiền bối mà nói chỉ là một thứ nhỏ nhưng đối với vãn bối mà nói đó là thần vật siêu cấp. Nói xong, hắn lại hành lễ thật sâu. Người bên trong quan tài nói, luyện chế khôi âm cần 4 món, thứ nhất là máu của bản thân, thứ hai là cần gỗ âm hồn, thứ đồ này đến từ nơi điểm giao của hư chân, thế giới này tương đối ít, thứ ba là cần thờ phụng ngụy thần, mượn sức mạnh của ngụy thần để tăng sức mạnh của khôi âm.